Bởi vì so sánh với thiên tộc 33 thiên điện cùng càn khôn hồ thần điện, ác nhân giúp căn bản không tính cái gì, hắn kỳ thật vẫn luôn ở lo lắng 33 thiên điện người cùng với thiến những cái đó càn khôn thần điện dư nghiệt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, đầu tiên 33 thiên điện những cái đó thiên nhân là sẽ không bỏ qua hắn, ở lúc sau là càn khôn hồ thần điện dư nghiệt trước sau tưởng từ trên người hắn được đến càn khôn thần tôn chí bảo, cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa hắn trước sau xử lý bọn họ rất nhiều người, cho nên nói những người đó là tuyệt đối sẽ tìm hắn, đến nỗi cái gì thời gian tìm được, vậy không biết. Cứ việc hắn hơi thở cùng tu vi có thay đổi, nhưng Dương Nghị Vân biết đối với những cái đó tu vi thông huyền người tới nói, chân chính muốn tìm hắn là không khó. Có này hai nhà cường đại thế lực ở, ác nhân giúp thí đều không tính là, đây cũng là Dương Nghị Vân dám đi trực tiếp diệt sát 12 cái ác nhân bang ác đổ nguyên nhân. Dù sao đều là con giận nhiều không ngứa, kẻ thù sao, thêm một cái thiếu một cái với hắn mà nói không có gì khác nhau. Trọng điểm là kế tiếp ứng đối. Như thế nào ứng đối? Nói đến cùng vẫn là thực lực. Có thực lực, hắn là có thể sát thiên thần trảm thần quân thậm chí đại chiến thần vương cấp cao thủ. Mà hiện tại Dương Nghị Vân biết liền phải tăng lên thực lực, cái này mới là trọng điểm. Hắn trước mắt là thượng vị thiên thần tu vi, kém một bước chính là thiên thần quân cảnh giới. Cơ sở không sai biệt lắm, bắt đầu đột phá liền phi thường tất yếu. Đối với từ thượng vị thiên thần đột phá đến thiên thần quân trình tự, hắn cũng có phương án suy tính, đó chính là luyện đan. Lúc trước từ với thiến cùng nhau cái kia thiên thần trên người được đến đan phương chính là đột phá đến thiên thần quân cảnh giới phá cảnh đan. Trước mắt mới thôi, thời gian cùng điều kiện đều đã thành thục, hơn nữa từ ứng minh quân nơi nào học được rèn luyện cùng khống hỏa phương pháp. Dương Nghị Vân có cũng đủ tin tưởng luyện chế ra phá cảnh đan, đánh sâu vào thiên thần quân cảnh giới. Dương Nghị Vân hôn mê nửa năm cũng khôi phục không sai biệt lắm, liền đối với sư nương cùng Phan Vô Cực công đạo một tiếng, hắn bắt đầu luyện đan. Mặc kệ là luyện đan sở cần thần dược vẫn là phàm là từ từ, đều chuẩn bị tốt sau, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động đem chính mình quá thượng đan lô lấy ra tới bắt đầu luyện đan. Thật lâu không có sử dụng quá thượng đan lô, lúc này lại lấy ra tới thời điểm. Lại là phát hiện quá thượng đan lô có điểm không đủ cấp bậc, sợ là chống đỡ không được luyện chế thần đan. Quá thượng đan lô là đỉnh cấp tiên khí cấp bậc, hiện tại tới rồi thần giới lúc sau, có điểm không đủ, Dương Nghị Vân ngẫm lại vẫn là trước cấp quá thượng đan lô tăng lên một chút phẩm cấp đi. Điểm này với hắn mà nói không khó, bởi vì ngọn lửa vàng dòng hắn còn để lại một chút, chỉ cần nắm tay tiểu nhân một khối liền cũng đủ, chủ yếu là luyện ở quá thượng đan lô chung. Lại lấy ứng minh quân truyền thụ rèn luyện phương pháp đi rèn luyện rèn, đem bầu trời đan lô phẩm cấp tăng lên tới sơ giai thần khí không khó, cũng không cần quá cao. Nói làm liền làm, rèn luyện bắt đầu. Hết thảy đều thực thuận lợi, dựa theo ứng minh quân truyền thụ phương pháp, đảo cũng nhẹ nhàng, bản thân Dương Nghị Vân cũng hiểu biết rèn luyện chi đạo. Nửa tháng sau quá thượng đan lô hoàn thành rèn luyện, thành công tiến giai tới rồi sơ giai thần khí, cũng đủ chống đỡ hắn luyện đan. Dương Nghị Vân nghĩ chờ ngày sau làm ứng minh quân giúp hắn lần thứ hai rèn luyện một phen quá thượng đan lô, ở tăng lên mấy cái phẩm cấp liền hoàn mỹ. Nhìn quá thượng đan lô bề ngoài xuất hiện ngọn lửa vàng dòng văn lạc, Dương Nghị Vân vừa lòng mà cười, kế tiếp bắt đầu tiến vào luyện đan phân đoạn, hết thảy đều ngựa quen đường cũ, hắn luyện đan so với luyện khí thuần thục nhiều. Chẳng qua luyện chế thần đan lại là so luyện chế tiên đan hao phí thời gian. Hắn một lò phá cảnh đan luyện chế cuối cùng thu đan giai đoạn khi tiêu phí chân chính 3 năm thời gian. Đương nhiên cuối cùng là thành công. Khai. Dương Nghị Vân mở ra đan lô, tức khắc dáng màu đại tác phẩm, từ đan lô phóng thích mà ra. Liền ở Dương Nghị Vân luyện đan cái này trong lúc, thiên thành lại là náo nhiệt lên. Chuẩn xác mà nói là 33 thiên điện hỏa thần vương tới rồi thiên thành. Hỏa thần vương phái ra 20 danh thiên thần tiến vào cổ chiến trường thần thạch mạch khoáng đuổi theo giết Dương Nghị Vân, kết quả có đi mà không có về. Sau lại mới phát hiện sở hữu thiên thần bị giết, cái này làm cho hỏa thần vương tức giận, lần này trực tiếp phối ra 33 thiên điện cường đại nhất 10 tên thượng vị đỉnh thần quân tiến vào thần thạch mạch khoáng. Nhưng lại không tìm được, liền ở toàn bộ cổ chiến trường tìm kiếm, vẫn là không có, bất đắc dĩ, hỏa thần vương hao phí pháp lực suy đoán một phen, cư nhiên phát hiện Dương Nghị Vân đã đi thiên thành, bất quá mỗi cái thành trì đều phát xuống Dương Nghị Vân bức họa cùng khí tức tin tức. Nếu Dương Nghị Vân đi thiên thành lẽ ra bên kia hẳn là sẽ truyền đến tin tức mới đúng, nhưng lại là căn bản không có bất luận cái gì tin tức. Hỏa thần vương biết nhất định là ra cái gì vấn đề. Lần này hắn tự mình mang theo 10 đại đỉnh thần quân đi thiên thành, một phen truy vấn dưới,
rốt cuộc tìm được rồi một cái khả nghi nhân vật. Hoặc là nói là thiên thành một cái ngầm thế lực đại động can qua, nghe đồn bị một cái thần tộc thiên thần chém giết 12 cái môn đồ, trong đó còn có một cái là thượng vị thần quân, cuối cùng hỏa thần vương đích thân tới ác nhân giúp giải tình huống. Ác nhân giúp ở thiên thành rất cường đại, nhưng ở 33 thiên điện người trước mặt thí đều không phải, bang chủ tự mình tiếp đãi hỏa thần vương, hai người chạm trán thi pháp siêu tập tin tức, cuối cùng xác định chính là Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân là chém giết ác nhân giúp bắt giữ yêu thú tiểu đội người, cũng là thiên tộc đế tôn vô thượng điểm danh muốn chém giết người, đương nhiên đại kiếp nạn chi tử tin tức này, chỉ ở tiểu phạm vi truyền lưu, đế tôn vô thượng cũng là muốn mặt người, hắn không thể gióng trống khua chiêng nói cho toàn bộ thần giới. Đường đường đế tôn vô thượng bởi vì một cái tiên đoán sợ hãi một cái vừa mới phi thăng thần giới tiểu thần nhân, cho nên có một số việc, cho dù là đế tôn vô thượng công đạo dưới tòa khôi pháp thần đi làm. Khôi pháp thần cũng không thể ra mặt, muốn phỏng chừng đế tôn cùng tự thân thể diện, nhất thích hợp tự nhiên là phái ra một cái hỏa thần vương. Có một số việc hỏa thần vương cũng không thể nói ra, chỉ là yêu cầu ác nhân giúp toàn lực phối hợp, tìm kiếm Dương Nghị Vân. Ác nhân giúp tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Không nói đến hỏa thần vương tìm bọn họ ác nhân giúp, chính là không tìm, ác nhân giúp cũng phải tìm đến kia tiểu tử xử lý, nếu không ác nhân giúp mặt mũi gì tồn. Cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ thiên thành đều truyền khai, ác nhân giúp bắt giữ yêu thú tiểu đội toàn bộ hủy diệt, bị người chém giết ở yêu quang rừng rậm, thế cho nên ác nhân giúp giận dữ, phái ra 1000 bang chúng tiến vào yêu quang rừng rậm, tìm kiếm nào đó to gan lớn mật tiểu thiên thần. Rất nhiều người không rõ trong đó nguyên nhân. Lại là cho rằng yêu quang rừng rậm có cái gì chí bảo xuất thế, sôi nổi tiến vào yêu quang rừng rậm. Mà trong đó biết một ít nội tình thế lực, tự nhiên cũng tiến vào yêu quang rừng rậm, tỉ như thiên thành đệ nhất thần phường, còn có chính là càn khôn thần điện dư nghiệt chung mỗ một cái thế lực ngửi được trong đó nguyên nhân. Tóm lại toàn bộ yêu quang rừng rậm náo nhiệt lên, có người tìm người, có người tầm bảo. Mà Dương Nghị Vân còn lại là còn không biết, này hết thảy đều là bởi vì hắn dựng lên. Yêu quang rừng rậm hốc cây trong vòng. Dương Nghị Vân mở ra đan lô, thần quang bắn ra bốn phía, tại hạ một khắc liền có 9 đại đủ mọi màu sắc dáng màu bùng nổ mà ra. Thu. Một cái thu tự rơi xuống, Dương Nghị Vân đánh ra thu đan quyết, phất tay chi gian 9 đạo 5 màu thần quang nháy mắt bị hắn thu. Đương nhiên đan lô trong vòng thần quang tự nhiên không phải là chân chính thần quang, mà là thần đan. Một lò thần đan, Dương Nghị Vân luyện chế mà thành 9 viên. 9 viên phá cảnh thần đan, này có chút ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài, nguyên bản hắn còn nghĩ có thể luyện chế ra 3 viên cũng đã phi thường không tồi, lại là không nghĩ tới một lần liền thành công 9 viên. Cái này càng tốt, thiên cơ sư nương cùng Phan vô cực đều có phân. Bọn họ ba cái hiện tại đều là thượng vị thiên thần tu vi cảnh giới, có phá cảnh thần đan tự nhiên là có thể có rất lớn cơ hội đột phá đại quan, bước vào đến thần quân chi cảnh. Không nói đến chính hắn. Chỉ cần chính là sư nương cùng Phan vô cực đều là không thành vấn đề. Bởi vì sư nương bản thân trước kia chính là thượng vị yêu thần, tuy rằng bị ác nhân giúp những cái đó vương bát đản bắt giữ thời điểm, thi triển bí pháp mà đại ngã cảnh giới, nhưng lại là ở hắn tam tích sinh mệnh chi thủy hạ, lại một lần khôi phục tới rồi thượng vị yêu thần cảnh giới, hơn nữa huyết mạch còn có điều tăng lên, cho nên Dương Nghị Vân tin tưởng cấp thiên cơ sư nương một viên phá cảnh thần đan nàng đột phá đến thần quân cảnh giới là không thành vấn đề. Đến nỗi Phan vô cực thứ này, bản thân chính là một cái vạn năm ông trời thần, tạp ở cái này cảnh giới thượng thật lâu, ở thiên thành hỗn thực thê thảm, đối với tu vi cảnh giới đánh sâu vào đã sớm đã không có tin tưởng, nhưng gặp hắn lúc sau, thứ này giống như là đổi phát tân xuân giống nhau, ở một lần có sức sống, Dương Nghị Vân tin tưởng nếu cho hắn một viên phá cảnh thần đan Phan vô cực đột phá tỷ lệ thậm chí còn sẽ so thiên cơ sư nương muốn đại. Còn có chính là tam mắt cùng A mãnh, này hai hóa nhưng đều là tam cảnh cấp bậc. Cường giả tương đương với thượng vị thần quân, người sau lại cũng là tương đương với trung vị thần quân trình tự, tuy rằng không xác định phá cảnh giới thần đan đối chúng nó hai cái có tác dụng hay không, nhưng nghĩ đến trung quy là thần đan, liền tính là không thể làm chúng nó lần thứ hai đột phá cũng có thể đủ có điều trợ giúp. Hiện tại Dương Mẫu Nhân chính là một loại tâm thái, làm bên người người toàn bộ trưởng thành, như một người đắc đạo gà chó lên trời. Hắn biết rõ chỉ có như thế. Hắn mới có thể ở lần lượt bị địch nhân đuổi giết trung hóa hiểm vi di, liền giống như lần này đại chiến ác nhân giúp những cái đó vương bát đản, nếu không có tam mắt cùng A mãnh ở, hắn tưởng chém giết những cái đó ác đồ, căn bản không có khả năng, chẳng sợ hắn có hắc ám chiến giáp trong người cũng là giống nhau, trên người chí bảo tối cao thần khí tuy rằng có vài kiệt,
nhưng nề hà hắn hiện tại tu vi quá mức nhỏ yếu, cho dù là trong tay có này đó cường đại thần khí, cũng căn bản là phát huy không ra thần khí chân chính uy lực. Bất quá còn hảo, có một chút là làm hắn vui mừng, đó chính là này những cường đại thần khí chẳng sợ hắn phát huy không ra uy lực, nhưng như cũ đối thực lực của hắn có bất đồng trình độ thêm vào, hơn nữa chỉnh thể thượng ít nhất đều là tam thành thêm vào thực lực. Mặt khác lớn nhất chỗ tốt là, này những thần khí đều là có thể tuy rằng hắn tu vi thực lực mà trưởng thành lên, cuối cùng có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Đem 9 viên phá cảnh thần đan lấy ở trên tay, Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được ngươi trung chất chứa cường đại thần lực, thuần tịnh thuần túy thả lại có vượt quá hắn tưởng tượng năng lượng, trong đó còn có thần hồn chi lực ở trong đó, mỗi một viên thần đan phía trên đều có thiên nhiên hình thành văn lạc. Dương Nghị Vân nghe qua Ứng Minh Quân giảng thuật công thần giới chế luyện chi đạo, hắn biết này đó đan văn kỳ thật chính là ở vô hình trung thiên nhiên hình thành thiên địa quy tắc lực lượng, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí hoặc là mặt khác chế luyện chi đạo, đều là có thể đạt được thiên địa đại đạo ở vô hình trung thêm vào. Cho nên bực này đan văn chính là đại đạo chi văn lạc, cũng là đền bù dùng thần đan sau cảnh giới thượng không đủ. Đây là thần giới thần đan cùng tiên giới tiên đan lớn nhất khác nhau. Ở tiên giới Dương Nghị Vân biết tiên đan chỉ có thể tăng lên pháp lực lại là đền bù không được cảnh giới thượng chênh lệch, nhưng hiện tại ở thần giới luyện chế ra tới thần đan lại là có được đền bù cảnh giới khuyết tật công hiệu, tương đương ở dùng thần đan thời điểm, là có thể thể ngộ một lần thiên địa đại đạo, do đó có thể đền bù tâm cảnh hoặc là cảnh giới thượng không đủ. Nói cách khác, thần giới thần đan là cơ bản không có di chứng. Đây là chính là thần giới chi thần đan, vì cái gì là tam giới tối cao giao diện. Liền bởi vì hết thảy đều cùng với chúng bất đồng. Dương Nghị Vân cũng là vô cùng cảm thán. Thần giới chi huyền diệu, vạn sự vạn vật đều đi theo huyền diệu. Này chẳng phải là nói, hắn luyện đan con đường này đi đúng rồi. Chỉ cần có thể luyện chế ra thần đan liền không cần lo lắng dùng sau không có cảnh giới thượng tăng lên, do đó sinh ra di chứng. Ngẫm lại đều có chút kích động. Bất quá thần giới cùng nhau thật là không giống người thường. Đại đạo quy tắc từ từ là tam giới tối cao, cái gì đều cùng tiên giới là không giống nhau, liền tỷ như luyện chế thần đan tới nói, hắn tuy rằng từ Ứng Minh Quân nơi nào học được rèn luyện cùng khống hỏa, nhưng luyện chế đan phương lại không có cũng giống nhau là uổng phí. Thần giới đan phương cùng tiên giới hoàn toàn không giống nhau, muốn luyện chế thần đan nhất định phải có đan phương lúc sau còn muốn tìm kiếm thần dược mới có thể luyện chế thần đan. Bất quá Dương Nghị Vân cũng không quá lo lắng. Đan phương chậm rãi siêu tập đó là, không đúng sự thật, hắn liền mua sắm, tỉ như đệ nhất thần phường bực này ngầm chợ đen tổ chức, chỉ cần ngươi trở ra khởi thần thạch, liền không có mua không được phàm là. Cho nên Dương Nghị Vân trong lòng cho chính mình định ra một mục tiêu, không ngừng đi siêu tập thần thạch, đây mới là thần giới đồng tiền mạnh, ít nhất ở hắn cái này tu vi giai đoạn, là yêu cầu đại lượng thần thạch đi chống đỡ tu luyện, yêu cầu mua sắm các loại tu luyện tài nguyên. Dưới mặt đất chợ đen vì cứu sư nương. Hắn một hơi hoa rất trăm vạn thần thạch, hiện tại trên người hắn thần thạch cũng liền dư lại 11 vạn, hơn nữa vẫn là hạ phẩm thần thạch, nghe tới nhiều, kỳ thật rất ít. Không đi hắc thạch phía trước, hắn thần thạch có mấy chục vạn hạ phẩm thần thạch cảm giác chính mình là nhà giàu mới nổi, nhưng từ đi chợ đen lúc sau, hắn cảm giác trăm vạn hạ phẩm thần thạch cũng không nhiều lắm. Cũng may lúc này mới chém giết ác nhân giúp 12 danh thiên thần lúc sau, hẳn là có thể vớt một bút, ác nhân giúp cái kia thượng vị thần quân đầu mục. Chính là chợ đen dùng tên giả đại ác nhân, là đem sư nương đưa đến chợ đen người, nói cách khác, hắn hoa rất trăm vạn thần thạch như cũ là tiến vào đại ác nhân túi, cũng không biết đại ác nhân trên người còn có bao nhiêu thần thạch. Nghĩ đến cũng sẽ không dư lại nhiều ít, bởi vì đại ác nhân sau lưng là toàn bộ ác nhân giúp, khẳng định là muốn nộp lên trên cấp ác nhân giúp tổng bộ một bộ phận. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân đối với bên ngoài hô, sư nương, lão Phan các ngươi đều vào đi. Đệ nhất hắn muốn cho đại gia thần đan, đệ nhị muốn hỏi một chút lão Phan quét tước chiến trường đạt được đều thiếu thần thạch. Không trong chốc lát, thiên cơ sư nương, lão Phan, tam mắt cùng A Mãnh đều đi vào hốc cây. Dương Nghị Vân cũng không nhiều lời, vung tay lên 4 viên phá cảnh thần đan bay ra đi, mỗi người một viên. Đây là phá cảnh thần đan mỗi người một viên, đại gia nắm chặt thời gian dùng luyện hóa, so sánh với ác nhân giúp sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng ta yêu cầu thực lực mới có thể ứng đối kế tiếp địch nhân, tam mắt cùng A Mãnh một cái bảo hộ cửa động cho chúng ta hộ pháp, A Mãnh đi ra ngoài xem xét một chút tình huống, có động tĩnh gì nhanh chóng tới báo. Dương Nghị Vân trực tiếp phân phó. Dương Nghị Vân chính mình cũng dùng phá cảnh thần đan, bắt đầu đánh sâu vào thần quân cảnh giới đại quan tạp. Lão Phan cùng Thiên Cơ hai người từng người ở hốc cây một góc,
ba người bắt đầu dùng phá kim đan đánh sâu vào tu vi đại quan, nếu thành công ba người đều đem bước vào thần quân trình tự, đến lúc đó mới xem như chân chính thần giới tu luyện cảnh giới nhập môn. Thần giới tu luyện từ thần nhân bắt đầu đến thiên thần cảnh giới, lại đến cái thứ ba đại cảnh giới thiên thần quân cảnh giới mới xem như chân chính nhập môn, bởi vì từ đệ tam cảnh giới bắt đầu sau này được xưng quân vương đế chủ, coi là thiên thần quân, thiên thần vương, thiên thần đế, thiên thần chủ, cũng có tên gọi tắt là thần quân, thần vương, thần đế, thần chủ, từ thần quân bắt đầu mới là chân chính khống chế thần giới thiên địa đại đạo lực lượng chung các loại thuộc tính bắt đầu, theo tu vi cảnh giới càng cao. Sở khống chế thuộc tính lực lượng cũng đem càng cường đại cũng càng nhiều. Từ đại đạo ngũ hành thuộc tính bắt đầu, mỗi một loại thuộc tính đều là đại ngũ hành thuộc tính cực hạn tối cao, đương nhiên cũng có một ít thiên phú dị bẩm tồn tại, đồng thời tu luyện đại ngũ hành ở ngoài thuộc tính lực lượng, như không gian, lôi đình, phong vân, dị hỏa, thuần dương, chi âm từ từ dị thường thuộc tính lực lượng, mỗi một loại đều là vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói là có thể siêu việt đại ngũ hành thuộc tính chi lực. Thời gian ở nhanh chóng xói mòn, ba người dùng phá cảnh thần đan lúc sau, đi qua 5 năm. Ngày này Phan Vô Cực toàn thân thần quang kích động, chiếu sáng toàn bộ hốc cây, lại là Phan Vô Cực cái thứ nhất từ thiên thần cảnh đột phá tới rồi thần quân cảnh giới. Lại qua 1 năm, thiên cơ đột phá tiến giai tới rồi yêu thần quân. Mà lúc này Dương Nghị Vân như cũ chìm vào ở tu luyện chung. Đệ thập năm, Dương Nghị Vân toàn thân thần quang đại tác phẩm. Bốn phương tám hướng thần lực chen chúc nhập tiến vào hắn toàn thân khiếu huyệt hội tụ trong cơ thể. Dùng phá cảnh thần đan tu luyện 10 năm, Dương Nghị Vân bước vào sơ giai thần quân chi cảnh. Hô ân chủ rốt cuộc hoàn thành tu luyện, một bên đã sớm kết thúc tu luyện Phan Vô Cực nhìn không được thấp giọng xuất khẩu. 5 năm trước A Mãnh liền phát hiện có đại lượng thần linh tiến vào yêu quang rừng rậm, hơn nữa trong đó có 1.000 người cư nhiên là ở tìm bọn họ, cầm đầu chính là ác nhân giúp một người dị tu đỉnh thần quân. Này đó là A Mãnh tìm hiểu đến tin tức, lúc sau ta tự mình đi ra ngoài một chuyến, được đến tin tức lại là càng thêm làm hắn lo lắng, nhưng ân chủ Dương Nghị Vân còn ở tu luyện trạng thái, không thể đánh gãy, chỉ có thể chờ đợi. Cho nên nói mấy năm chung Phan Vô Cực cùng Thiên Cơ Tâm đều là treo, sợ những người đó tìm được bọn họ tu luyện hốc cây nơi. Cũng may nơi này còn tính bí ẩn, là A Mãnh tìm được hốc cây, trong lúc nhất thời ở thật lớn yêu quang rừng rậm muốn tìm được bọn họ là không dễ dàng. Tóm lại hiện tại toàn bộ yêu quang rừng rậm đều xuất hiện đại lượng thần linh, không thể ở đái ở hốc cây, nếu không một khi bị ác nhân giúp tìm được, đến lúc đó bọn họ liền nguy hiểm. Ở lúc sau Phan Vô Cực cũng không dám đi ra ngoài, sợ không ai phát hiện. Hiện tại hảo, ân chủ Dương Nghị Vân rốt cuộc đột phá. Nhưng mà còn không có tới kịp cao hứng một hồi, Phan Vô Cực cùng Thiên Cơ liền phát hiện, sự tình khả năng càng không xong. Bởi vì Dương Nghị Vân trên người hấp thu thiên địa thần lực lực độ vượt quá bọn họ tưởng tượng, hình thành mắt thường đều có thể thấy được lốc xoáy, phạm vi một chút mở rộng đi ra ngoài, không một hồi liền khuếch tán tới rồi phạm vi 10 dặm ở ngoài đi. Phạm vi 10 dặm trong vòng thiên địa thần lực tất cả đều bị Dương Nghị Vân hấp thu tiến vào trong cơ thể, càng không xong chính là còn ở nhanh chóng mở rộng, nếu là nhìn cái này tốc độ đi xuống, sớm hay muộn sẽ khiến cho yêu quang rừng rậm những cái đó địch nhân chú ý. Bực này với chính là ở nói cho địch nhân, bọn họ trốn ở chỗ này. Ân, Phan Vô Cực nhìn không được muốn đi đánh gãy Dương Nghị Vân, nhưng lại bị Thiên Cơ cấp ngăn cản, nhỏ giọng nói, đại cảnh giới đột phá dữ dội khó khăn, chớ có đánh gãy Vân Nhi đột phá tu luyện, hắn dùng thần đan 10 năm lâu, đủ để thuyết minh thiên phú dị bẩm cường đại vô cùng, loại này thời điểm đánh gãy, tương đương là chặt đứt 10 năm chi công, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài hộ pháp, chỉ mong ở những người đó phát hiện phía trước. Vân Nhi có thể kết thúc tu luyện, nếu lão không kịp, vậy ngăn cản đi. Là, nương nương nói không sai, là ta quá nóng nảy, suy xét không chu toàn, vậy dựa theo nương nương nói làm. Phan Vô Cực lập tức phù hợp, hắn hiện tại cũng đột phá đến thần quân, vốn dĩ đời này đều không trông cậy vào có thể đột phá, nhưng hiện tại lại đột phá, đây đều là Dương Nghị Vân cho hắn. Đối Phan Vô Cực tới nói hắn đã hưởng thụ tới rồi thần quân cảnh giới cường đại lực lượng cảm thụ. Đáng giá, cho dù là vì ân chủ đánh bạc mệnh đi, cũng nguyện ý. Ngay sau đó Phan Vô Cực cùng Thiên Cơ đi ra hốc cây, hơn nữa bên ngoài tam mắt cùng A Mãnh hai đầu thiên ma thú, liền tính là có địch nhân tìm được, bọn họ cũng có thể vi chủ nhân tranh thủ một đoạn thời gian. Này 10 năm chung, hai đầu thiên ma thú dùng phá kính đan, bất quá tam mắt hiệu quả không quá rõ ràng, đạt tới tam cảnh đỉnh, liền kém một đường là có thể đột phá đến 4 cảnh tương đương với thần vương chi cảnh. Đáng tiếc liền kém một đường, bất quá bước vào 4 cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn.
Mà A Mãnh đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt tới thượng giai tam cảnh, cũng là tương đương với thượng vị thần quân chi cảnh, đều tính không tồi. Dương Nghị Vân ở vào đột phá mấu chốt kỳ, bốn phương tám hướng thần lực bị hắn hấp thu nhập thể. Trong cơ thể thần hạch chung hoặc là nói hắn đạo chủng trong vòng 10 cây nói thụ cây non lại là ở trưởng thành chung. Dài hơn ra một mảnh lá cây, cũng trường cao một tấc. Tu vi đạt tới sơ giai thần quân cảnh giới. Bất quá hắn thần lực hấp thu, không có chút nào đình chỉ, chen chúc hấp thu tiến vào, càn khôn đạo chủng công vận chuyển đạt tới một cái cực hạn, ngoại giới hấp thu thần lực phạm vi mở rộng tới rồi mấy trăm dặm xa. Oanh! Trong cơ thể một tiếng nổ vang, Dương Nghị Vân tu vi lại là lần thứ hai đột phá, bước vào trung vị thần quân cảnh giới, giờ phút này mới đình chỉ xuống dưới. Toàn bộ thiên địa thần lực hội tụ biến mất. Nhưng ở phía trước một khắc, yêu quang rừng rậm mấy trăm dặm ở ngoài, ác nhân bang dị tu thần quân cùng một người bạch y nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hoàng huynh ngươi cảm nhận được sao? Dị tu thần quân hỏi bạch y nam tử. Bạch y nam tử nhìn phía chân trời gật gật đầu nói, hơi thở thực tương tự, thoạt nhìn là đột phá tới rồi trung vị thần quân cảnh giới, hẳn là chính là chúng ta người muốn tìm, mau chóng qua đi đi. Hảo, mọi người bằng nhanh tốc độ xuất phát. Dị tu thần quân đối với 1000 ác nhân giúp môn đồ hạ lệnh. Lần này hắn này đây bên người bạch y nam tử cầm đầu. Tuy rằng dị tu thần quân biết bạch y nam tử tu vi cảnh giới cùng hắn giống nhau, đều là thần quân đỉnh cảnh giới, nhưng đối phương thân phận lại là yêu cầu hắn tôn kính đối đãi, bởi vì cái này bạch y nam tử là đến từ 33 thiên điện hoàng tu thần quân. Chính là 33 thiên điện thần quân trình tự chung, nhất đứng đầu thần quân chi nhất, dị tu thần quân biết, ở 33 thiên trong điện. Vô số thần quân chung, có 8 thần quân là tuyệt đối đỉnh cấp tồn tại, được xưng, vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng. Thứ 8 gã thần quân, từ cao rốt cuộc, được xưng tu, tỉ như trước mắt hoàng tu thần quân, kỳ thật chính là 8 đại thần quân chung xếp hạng cuối cùng một cái, nhưng hắn lại một chút không dám bất kính. Gần nhất là đối phương thân phận địa vị cao, thứ hai có thể xưng là 33 thiên điện 8 đại thần quân chi nhất người, không có một cái là kẻ yếu. Mỗi một cái đều là cùng cảnh giới chung siêu thoát tồn tại, đều tu luyện 33 thiên trong điện vô thượng bí pháp, thực lực cường đại dọa người. Mà hắn được xưng dị tu thần quân, nhưng lại là ác nhân bang người, ác nhân giúp cũng liền ở thiên thành có điểm tên tuổi mà thôi, hắn cái này thần quân, ở hoàng cạo mặt trước kém thật lớn. Lần này trực tiếp là hỏa thần vương buông xuống thiên thành, tìm được rồi ác nhân giúp, hai bên đã câu thông, mới phát hiện có cái kêu Dương Nghị Vân tiểu tử là cộng đồng địch nhân. Tiểu tử này chém giết bọn họ ác nhân giúp 12 danh chảo yêu tiểu đội, bản thân ác nhân giúp liền phải báo thù, không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên vẫn là 33 thiên điện muốn người, vì thế hỏa thần vương phái ra hoàng tu thần quân liên hợp hắn mang theo 1000 danh ác nhân giúp môn đồ tiến vào yêu quang rừng rậm. Trên danh nghĩa là liên hợp, kỳ thật dị tu thần quân biết hết thảy đều là lấy hoàng tu thần quân cầm đầu. Bất quá dị tu thần quân trong lòng cũng thực sự đối cái kia kêu Dương Nghị Vân người có chút kính nể. Tiểu tử này có thể giết bọn hắn ác nhân giúp 12 người, cùng là có thể ở 33 thiên điện đuổi giết hạ đào tẩu, lần này càng là làm hỏa thần vương đích thân tới, phái ra 33 thiên điện cường đại nhất hoàng tu thần quân tiến đến, tuy rằng không biết Dương Nghị Vân cùng 33 thiên điện có cái gì ăn tết, hắn cũng không dám hỏi, nhưng chỉ cần cái này trận thế cũng đã có thể nói xa hoa. Cùng làm dị tu thần quân tâm cảnh chính là, phía trước bọn họ truy tia, đến tin tức là Dương Nghị Vân tu vi chỉ có thượng vị thiên thần cảnh giới. Nhưng đi qua mười mấy năm, hôm nay cư nhiên đột phá tới rồi trung vị thần quân cảnh giới, thực sự là cái yêu nghiệt, không hổ là 33 thiên điện muốn chu sát người. Đáng tiếc, lần này hắn cùng hoàng tu thần quân ra tay, liền tính là ở yêu nghiệt, cũng chỉ có tan thành mây khói một cái đường đi. Có rất nhiều về Dương Nghị Vân sự, đừng nói hắn không biết, liền tính là bọn họ bang chủ cũng không biết. Có thể làm cũng chỉ là phối hợp hoàng tu thần quân. Dương Nghị Vân tu vi đột phá tới rồi trung vị thần quân lúc sau rốt cuộc đình chỉ tu luyện, hắn mở hai mắt. Cảm thụ một chút, trong cơ thể ngũ hành thuộc tính lực lượng đều toàn, đạt tới đại cân bằng trạng thái, lần đầu ở ngoài cũng có mặt khác thuộc tính, chỉ tiếc không quá mãnh liệt, hắn biết yêu cầu về sau chậm rãi hiểu được tu luyện, dù sao hắn căn cơ không giống người thường, luôn là có thể hấp thu đại ngũ hành ở ngoài lực lượng, điểm này sốt ruột không tới. Thần thức đảo qua phát hiện sư nương cùng Phan Vô Cực, tam mắt. A Mãnh đều canh giữ ở hốc cây ở ngoài, một đám biểu tình khẩn trương vô cùng, nhưng thật ra không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn đến bọn họ bốn cái tu vi đều có đột phá tăng lên, Dương Nghị Vân nhưng thật ra vui mừng cao hứng, cuối cùng tất cả đều bước vào thần quân trình tự.
ba người chung chỉ có hắn tu vi đạt tới trung vị thần quân cảnh giới. Cảm thụ một chút trong cơ thể pháp lực, trong lòng vừa động duỗi khai bàn tay, đại ngũ hành thuộc tính lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ hội tụ ở lòng bàn tay, tương sinh tương khắc vô cùng cân bằng, phát ra thần lực khí tức lại là vô cùng cường đại, thực lực tăng lên vài lần đều không ngừng. Sau lưng xuất hiện ba cái thần hoàn, mỗi một cái thần hoàn chung đều có một gốc cây nói thụ ấn ký, đây là cảnh giới tăng lên thể hiện. Đứng dậy lúc sau Dương Nghị Vân đi ra hốc cây ở ngoài. Vân Nhi, ân chủ ngài tu luyện rốt cuộc kết thúc, chúng ta sợ là phải có đại phiền toái, yêu quang rừng rậm tới rất nhiều ác nhân bang người. Phan Vô Cực trung quy không nhịn xuống dăm ba câu đem mấy năm nay phát sinh sự một hơi nói ra. Dương Nghị Vân nghe xong, hắn cũng sắc mặt ngưng trọng lên. Tuy rằng hắn tu vi tăng lên, nhưng nếu là dựa theo Phan Vô Cực lời nói, ác nhân giúp mang theo 1.000 người tới tìm hắn, tuyệt đối là lão giả không tốt, thật đánh lên tới chỉ sợ thật là đại phiền toái. Hơn nữa nghe Phan Vô Cực nói hắn tu luyện đột phá thời điểm, hấp thu phạm vi trăm dặm thiên địa thần lực, lớn như vậy động tĩnh sợ là đã hấp dẫn rất nhiều người. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân nói, chúng ta trước rời đi lại nói. Hắn không tự phụ, nên tránh đi vẫn là muốn tránh đi, huống chi bên người còn sẽ có sư nương ở, hắn nhưng không nghĩ làm sư nương bị thương, nếu không ngày nào đó nhìn thấy chết lão nhân hắn không có biện pháp công đạo. Đã có thể ở ngay lúc này, một tiếng không hề cảm tình lạnh băng thanh âm vang vọng phía chân trời nói, muốn chạy, bất giác quá muộn sao. Dương Nghị Vân nghe được thanh âm này sửng sốt, nhưng không có sợ hãi, ở trong dữ liệu, làm lần này tu luyện đều qua 10 năm. Hơn nữa vừa rồi nghe Phan Vô Cực nói hắn đột phá thời điểm thiên địa thần lực hấp thu thời điểm động tĩnh quá lớn, tưởng không làm cho người khác chú ý đều khó, nhanh như vậy đi tìm tới cũng ở trong dữ liệu. Quả nhiên tại đây thanh âm lạc bế thời điểm, bốn phương tám hướng đều xuất hiện bóng người. Hảo gia hỏa ít nói có hơn 1.000 người. Hoàn toàn đưa bọn họ vây quanh. Dương Nghị Vân giờ phút này sắc mặt rốt cuộc có điểm thay đổi. Hơn 1.000 người a. Chẳng sợ hắn thần thức đảo qua trên cơ bản tất cả đều là thiên thần chi cảnh, khá vậy chống đỡ không người ở nhiều. Đương nhiên trong đó cũng ít số mấy cái thần quân tồn tại, bất quá có một người bạch y nam tử cùng hắc y nam tử lại là trong đó làm Dương Nghị Vân nhìn đến sau cảm nhận được tim đập nhanh, đặc biệt là bạch y nam tử, cho Dương Nghị Vân rất nguy hiểm cảm giác. Những người này, nguy hiểm nhất chính là bạch y nam tử cùng hắc y nhân, hai người ở Dương Nghị Vân trong mắt là thần quân đỉnh. Lại nói tiếp thần quân hắn đều ở thiên thần thời điểm, liền chém giết quá thần quân, hiện tại hắn càng là trung vị thần quân tu vi, chính là đối mặt này hai người thời điểm, không lý do cảm nhận được nguy hiểm. Hiển nhiên không phải tầm thường thần quân. Lúc này Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực đều có chút hoảng loạn, cứ việc bọn họ hai cái đều đã bước vào thần quân chi cảnh, nhưng lại đối mặt hơn 1.000 địch nhân vây quanh, còn ai đều phải khẩn trương. Vân Nhi nghĩ cách trốn. Thiên Cơ nói chuyện thời điểm vô cùng nghiêm túc. Thậm chí đối có quyết tuyệt chi ý, đối Dương Nghị Vân khẩu vị hoàn toàn là trưởng bối đối vãn bối chân thật đáng tin, nàng lần này nghĩ kỹ rồi, cho dù là ngã xuống đều phải đem Dương Nghị Vân cấp đưa ra vòng vây. Ân chủ, lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng, ta lão Phan có thể trước kia sống không tôn nghiêm, từ gặp được ngươi, mới cảm giác chính mình sống giống cái thần nhân, hiện giờ càng là bước vào xem thần quân cảnh giới, hắc hắc, ta nhưng thật ra muốn thử xem thần quân chi uy. Vừa lúc tìm những người này thử xem thần quân thủ đoạn, lão Phan ta không có gì báo đáp, chỉ cầu ân chủ ngươi có thể chạy đi, thật sự, ân chủ, lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm, ngươi nghĩ cách trốn, ngươi chạy đi bước vào còn có cơ hội báo thù cho ta. Dương Nghị Vân nghe sư nương cùng Phan Vô Cực nói chuyện, lại là trong lòng nổi lên từng trận loạn lưu, hắn biết hai người đều có kiên quyết chi tâm, muốn bám trụ địch nhân cho hắn tìm cơ hội đào tẩu. Bực này trận trượng dưới. Đích xác thay đổi ai đều sẽ tuyệt vọng. Dương Nghị Vân nhìn Thiên Cơ sư nương cùng Phan Vô Cực hai người trên mặt đều là tuyệt nhiên biểu tình, lại là phụt một tiếng cười cười nói, sư nương, lão Phan không các người nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, bọn họ bên trong thần quân cũng bất quá là người 10 người mà thôi, dư giả nhân số tuy nhiều lại đều là thiên thần, ta cũng không có như vậy nhược, hắc hắc, các người yên tâm, chọc nóng nảy ta giết sạch bọn họ, hiện tại các người hai cái. Dương Nghị Vân nói nơi này bỗng nhiên ý niệm bao phủ hai người, thổ lộ một cái thu. Ngay sau đó Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực bị Dương Nghị Vân thu vào càn khôn hồ chung. Dương Nghị Vân lại làm sao không biết, lần này bất đồng dĩ vãng. Cho nên hắn đem sư nương cùng Phan Vô Cực thu vào càn khôn hồ bảo hộ lên. Liền tính là như sư nương cùng Phan Vô Cực lời nói,
hai người lấy sinh mệnh vì đại giới cho hắn sáng tạo thoát thân cơ hội, chẳng lẽ liền thật sự có thể đào tẩu? Dương Nghị Vân biết không khả năng. Nếu không có bạch y nam tử cùng hắc y nhân này hai cái cho hắn cảm giác rất nguy hiểm thần quân ở, có lẽ có thể thoát thân, nhưng này hai cái thần quân ở đây, hắn biết liền tính là sư nương cùng Phan Vô Cực trả giá sinh mệnh đại giới, hắn cũng trốn không thoát. Một khi đã như vậy, vậy đua một phen, hắn cũng không phải không có thực lực đua. Mà kế tiếp chém giết chung hắn không nghĩ làm sư nương cùng Phan Vô Cực bị thương. Biện pháp tốt nhất chính là đem hai người thu vào Càn Khôn Hồ bảo vệ lại tới. Thậm chí từ nào đó góc độ tới nói, sư nương cùng Phan Vô Cực còn sẽ trở thành hắn trói buộc, đây là bởi vì hắn quá để ý bên người người, chân chính chém giết lên, tổng hội đi lo lắng các nàng có thể hay không bị thương, đơn giản làm sư nương cùng Phan Vô Cực tiến vào Càn Khôn Hồ, ngược lại sẽ làm hắn không có nỗi lo về sau. Nếu là ít người còn hảo thuyết, nhưng hôm nay đối mặt chính là hơn 1.000 người, trong đó càng có 10 cái đứng đầu thần quân, mà sư nương cùng Phan Vô Cực mới vừa bước vào sơ vị thần quân chi cảnh, tu vi thượng cũng chiếm không đến tiện nghi, chém giết lên thực dễ dàng có hại, làm không tốt ở bức cấp tình huống, hai người đều sẽ lấy tự sát hình thức đi chém giết, cuối cùng ngã xuống, này cũng không phải là hắn hy vọng nhìn đến. Trước mắt đưa bọn họ hai cái thu vào Càn Khôn Hồ đến là kết cục tốt nhất. Không có vướng bận lúc sau, Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhìn chung quanh bốn phía địch nhân, mở miệng đối bên người Tam Mắt cùng A Mãnh nói, nếu một trận chiến này các ngươi có thể chạy đi, vậy đi rất xa. Hai đầu thiên ma thú, là hắn ở thần giới thu phục nhóm đầu tiên dị thú, tự nhiên cũng không hy vọng các nàng chết. Nhưng Dương Nghị Vân biết đối mặt hiện tại cái này cục diện, hắn cũng không biết sẽ là cái gì kết cục, cũng chỉ có thể nói như vậy một câu. Đối Tam Mắt cùng A Mãnh, Dương Nghị Vân cứ việc cũng có tâm bảo hộ, lại là không thể đem chúng nó thu vào Càn Khôn Hồ, bởi vì chúng nó có sức chiến đấu, hắn yêu cầu chúng nó, nhưng lại không thể bảo đảm chúng nó kết cục, sẽ thế nào. Chỉ có thể mặc cho số phận. TTT, thầm thì. Nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, hai đầu thiên ma thú phát ra trầm thấp gầm rú, tựa hồ muốn nói với chủ nhân cùng tồn vong. Đích xác tại đây loại cục diện hạ, liền tính là thiên ma thú cũng đều cảm nhận được thật lớn áp lực. Dương Nghị Vân không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng vừa động hắc ám chiến giáp hiện lên trong người, từ đầu tới đuôi đem hắn toàn bộ bao vây ở bên trong, mũ giáp hạ chỉ lộ ra một đôi kiên định đôi mắt. Đen nhánh chiến giáp mạo sâu kín ô quang, khắc văn lưu chuyển, màu đỏ đen chiến giáp áo choàng, đón gió mà động, phát ra xôn xao rung động thanh. Nơi xa hoàng tu thần quân nhìn Dương Nghị Vân làm ra một bộ tử chiến tư thế, khóe miệng mang theo cười lạnh, tiến lên một bước, lại là lạnh băng mở miệng nói, ngô nãi 33 thiên điện hoàng tu, Dương Nghị Vân chẳng lẽ ngươi còn tưởng phản kháng không thành. Dương Nghị Vân nghe bạch y nam tử tự xưng 33 thiên điện hoàng tu, hơn nữa kêu ra tên của hắn. Như thế không kỳ quái, 33 thiên điện hắn đã sớm nghe Dịch Thiên Hành nói qua chính là thiên tộc người thống trị thế lực, là thiên tộc đế tôn vô thượng thế lực, càng là trên danh nghĩa toàn bộ thiên giới chính thống thế lực. Năm lần bảy lượt đuổi giết hắn, lần trước cổ chiến trường thần thạch mạch khoáng, phái ra 20 danh thiên thần, lại là bị hắn toàn bộ chém giết, lúc sau hắn tới thiên thành, 33 thiên điện không có động tĩnh, hắn biết là trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát 33 thiên điện thiên tộc, nhưng Dương Nghị Vân rõ ràng hơn. Bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm được chính mình, bởi vì 33 thiên điện thế lực quá cường đại, hắn càng là đế tôn điểm danh muốn diệt trừ đại kiếp nạn chi tử, muốn tìm hắn nhất định có thể tìm được. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế, thực rõ ràng cùng ác nhân giúp đi tới cùng nhau tới đối phó hắn. Bất quá không sao cả, này thực bình thường. 33 thiên điện chính là thiên giới cự vô bá, chỉ huy một cái ác nhân giúp không thành vấn đề, lại nói hắn cũng giết ác nhân giúp 12 cái ác đồ. Lúc này đây nhìn qua là 33 thiên điện hoàng tu thần quân chỉ huy ác nhân giúp tiến đến. Nghe hoàng tu cao cao tại thượng lời nói Dương Nghị Vân khóe miệng một liệt phun ra hai chữ, ngốc nghếch. Làm càn lúc này lại là hoàng tu thân biên hắc y nhân giận dữ, tiểu tử vị này chính là 33 thiên điện tám đại thần quân chi nhất hoàng tu thần quân, bóp chết ngươi một ngón tay đều vậy là đủ rồi, thức thời ngoan ngoãn quỳ xuống đền tội, cho ngươi một cái toàn thây. Ha ha, tám đại thần quân, ta sợ quá Nga. Dương Nghị Vân cười lạnh, ngay sau đó lại nói, ngươi lại là thứ gì? Bản thân chính là ác nhân giúp dị tu thần quân, tiểu tử ngươi giết ta ác nhân giúp 12 danh bang chúng, hôm nay nhất định phải làm ngươi thần thai đều diệt. Dị tu thần quân nhìn không được tưởng ở 33 thiên điện hoàng tu thần quân trước mặt biểu hiện, ai biết Dương Nghị Vân tiểu tử này một chút đều không phối hợp, thật sự khí sát hắn.
muốn lão tử thần thai đều diệt cũng phải nhìn các ngươi này đó món lòng có bản lĩnh hay không, chó má thần quân, ở lão tử trong mắt ngươi trở toàn vì gà vườn chó xóm, ha ha ha. Dương Mỗ Nhân ngoài miệng trước thống khoái lại nói. Bắt lấy hắn, băm thành thịt vụn, thần thai đều diệt. Giờ phút này hoàng tu thần quân nổi giận, đã thật lâu không có người ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo, không đem hắn cái này 33 thiên điện 8 đại thần quân chi nhất không để trong lòng. Hoàng tu thần quân cảm giác chính mình bị cái này đê tiện phi thăng giả vũ nhục, đối với dị tu thần quân lạnh như băng mở miệng, hắn được đến mệnh lệnh liền một cái, làm Dương Nghị Vân biến mất ở thiên địa. Sát! Dị tu thần quân vung tay lên, đối với bên người 8 thượng vị thần quân cùng phía sau hơn 1000 thiên thần hạ lệnh. Đối mặt Dương Nghị Vân, ở dị tu thần quân trong lòng, tự nhiên còn không đáng hắn ra tay, cùng không đáng giá hoàng tu thần quân mở miệng. Không phải hắn coi rẻ Dương Nghị Vân, mà là hiện thực tình huống, Dương Nghị Vân chính là một cái trung vị thần quân, liền tính là hơn nữa hắn bên người hai đầu thiên ma thú cũng đảm đương không nổi một mâm đồ ăn. Lần này hắn mang ra tới ác nhân giúp 8 thượng vị thần quân, hơn 1000 thượng vị thiên thần, Dương Nghị Vân liền tính là có 3 đầu 6 tay, cũng là tử lộ một cái. Đến nỗi hắn cùng hoàng tu thần quân, đều là đứng đầu đỉnh thần quân, căn bản liền không cần bọn họ ra tay, hoàng tu thần quân càng là 33 thiên điện mạnh nhất thần quân. Phóng nhãn toàn bộ thần giới đều là tối cao tồn tại, tự nhiên là không cần phải hoàng tu thần quân ra tay. Dị tu thần quân ra lệnh một tiếng, phía sau 8 thượng vị thần quân đồng thời nhào hướng Dương Nghị Vân, hơn 1000 thượng vị thiên thần kết trận vây sát mà đến. Giờ khắc này Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhảy dựng lên bay về phía chân trời, tam mắt cùng A mãnh thét dài chung đón nhận dẫn đầu mà đến 8 thượng vị thần quân. Trời cao chung Dương Nghị Vân lại là trong tay quang mang chợt lóe, bẩm sinh bát quái đổ nơi tay. Bẩm sinh bát quái, nuốt nạp thiên địa, cho ta khai. Bạo giống chung bẩm sinh bát quái đổ bộc phát ra chói mắt thần quang, oanh một chút hóa thành che trời thật lớn, họa chung 8 đạo khắc văn lập lòe dựng lên, hình thành thật lớn lốc xoáy. Bẩm sinh bát quái đổ tiểu tử này như thế nào sẽ có phục hy bẩm sinh bát quái đổ mau lui trăm dặm. Trước tiên lại là một bộ phong khinh vân đạm hoàng tu thần quân sắc mặt đại biến, ở kinh hô chung toàn thân thần quang đại tác phẩm bỗng nhiên bạo lui. Dị tu thần quân bản năng cảm giác không ổn, cũng đi theo bạo lui ra ngoài, ngay lập tức chi gian hai người lui về phía sau trăm dặm ở ngoài, tới rồi phía chân trời. Lại lần nữa nhìn lại thời điểm, lại là hít hà một hơi, chỉ thấy hơn 1000 danh thượng vị thiên thần một đám bị hấp thu tiến vào phía chân trời thật lớn bẩm sinh bát quái đồ chung. Dương Nghị Vân này nhất chiêu quả thực là tuyệt sát, 1000 thượng vị thiên thần trực tiếp bị hắn thu vào bẩm sinh bát quái đồ. Ngay sau đó là 8 thượng vị thần quân. Thiên đạo cấp bậc bẩm sinh bát quái đồ, phục hy ban cho, thu nạp cùng cảnh giới tự nhiên là không thành vấn đề. Cứ việc 8 thượng vị thiên thần so Dương Nghị Vân cao hơn nửa cái cảnh giới, nhưng không chịu nổi Dương Nghị Vân là bẩm sinh bát quái đồ chủ nhân, trừ bỏ siêu việt thần quân trình tự thu không đi vào ở ngoài, thần quân dưới đều tại tiên thiên bát quái đồ nuốt nạp trong phạm vi. Bất quá 8 thượng vị thần quân lại là toàn thân thần quang đại tác phẩm, lại là mạnh mẽ chống đỡ, gắt gao đinh ở trên mặt đất. Khởi. Dương Nghị Vân ở phía chân trời một tiếng bạo giống, toàn lực thúc giục bẩm sinh bát quái đồ, tức khắc 8 thượng vị thần quân trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đã bị hấp thu vào bẩm sinh bát quái đồ chung. Tam mắt, A mãnh, đi vào giết sạch bọn họ. Vung tay lên Dương Nghị Vân trực tiếp đem tam mắt cùng A mãnh đưa vào bẩm sinh bát quái đồ chung, hắn là bẩm sinh bát quái đồ chủ nhân, mở ra bẩm sinh bát quái đồ sau. Nhưng tùy tâm mà động thao túng bẩm sinh bát quái đồ chung 8 loại công kích lực lượng diệt sát mấy ngày này thần cùng thần quân. Làm tam mắt cùng A mãnh đi vào chính là sợ xuất hiện ngoài ý muốn, có chúng nó hai cái đi vào, 1000 thượng vị thiên thần cùng 8 đại thần quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không phải hắn yêu cầu lưu tại bên ngoài thao tác bẩm sinh bát quái đồ, chính hắn đều tưởng đi vào diệt sát này đó vương bát đàn. Tam mắt cùng A mãnh đi vào lúc sau. Dương Nghị Vân phất tay chi gian đóng cửa bẩm sinh bát quái đồ môn hộ, lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại bộ phận địch nhân giải quyết. Kỳ thật lần này thao tác bẩm sinh bát quái đồ nuốt hút nhiều như vậy địch nhân, kỳ thật hắn cũng là trong lòng không tự tin, chỉ là muốn đi nếm thử một chút, có thể nuốt hút nhiều ít tính nhiều ít, thiếu một cái là một cái, lại là không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ hảo. Một lần hơn 1000 thiên thần 8 gã thần quân tất cả đều hấp thu đi vào. Hiện tại ngẫm lại đây là bởi vì chính mình tu vi tăng lên kết quả, càng là bởi vì bẩm sinh bát quái đồ chính là thiên đạo cấp bậc chí bảo, cho nên ở đoán trước ở ngoài, cũng ở tình lý bên trong.
cũng đối bẩm sinh bát quái đồ hoặc là nói thiên đạo cấp bậc chí bảo có càng sâu trình tự nhận thức. Đáng tiếc chính là hoàng tu thần quân cùng dị tu thần quân hai cái chạy thoát qua đi. Bất quá Dương Nghị Vân đã thực vừa lòng, kết quả này vượt qua hắn đoán trước. Hoàng tu thần quân cùng dị tu thần quân đều là đỉnh đỉnh cấp, hoàng tu càng là 33 thiên điện 8 đại thần quân chi nhất, tất nhiên ở trên thực lực là viễn siêu cùng cấp bậc cường đại, tránh được bẩm sinh bát quái đổ nuốt hút, cũng ở tình lý bên trong. Hiện tại dư lại hai đại thần quân, Dương Nghị Vân lại là nheo lại đôi mắt, tuy rằng hắn hiện tại chỉ là trung vị thần quân, nhưng hắn cũng không phải tầm thường trung vị thần quân, như cũ là có thể có tin tưởng đối chiến này hai cái đỉnh thần quân. Bởi vì hắn có thiên đạo cấp bậc chiến giáp, theo tu vi tăng lên, hắn có thể phát huy ra tới chiến giáp uy lực càng cường đại hơn, càng có pháp thần chi kiếm, lại có càn khôn hồ, còn có càn khôn hồ nội chí bảo, có này đó chí bảo trong người, nếu hắn đều làm bất tử hai cái thần quân, kia hắn cũng chỉ có thể tìm đậu hủ đi đụng phải. Đúng lúc này Dương Nghị Vân quay đầu đi xem đã sớm ở trước tiên lui về phía sau mà đi hai đại thần quân hết sức, bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thiên địa đều vì này trầm xuống. Ầm vang, chạm vào, lại là hai tiếng thật lớn tiếng gầm rú, trực tiếp đánh vào hắn bẩm sinh bát quái đồ thượng. Dương Nghị Vân vừa ngẩng đầu phát hiện, đúng là hoàng tu thần quân cùng dị tu thần quân, huyền phù ở phía chân trời phía trên, hoặc là nói ở hắn bẩm sinh bát quái đồ trên không đang ở đối hắn bẩm sinh bát quái đồ công kích. Hiện tại công kích chậm, Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, phất tay đem thật lớn bẩm sinh bát quái đồ trực tiếp thu lên, bên trong tình huống như thế nào hắn đều không cần đi nhìn. Dù sao những người này tiến vào bẩm sinh bát quái đồ cũng đừng nghĩ ra được, đang nói tam mắt cùng A Mãnh đi vào lúc sau, sớm hay muộn những cái đó thiên thần cùng tám thần quân phải bị chém giết sạch sẽ. Nhảy dựng lên Dương Nghị Vân bay đến hoàng tu thần quân cùng dị tu thần quân ngang nhau độ cao. Ba người hình thành đối cầm trạng thái. Hoàng tu thần quân nhìn Dương Nghị Vân ánh mắt có chút phức tạp, nhưng càng có rất nhiều lửa nóng, hắn lửa nóng chính là Dương Nghị Vân trong tay cư nhiên có phục hy thần hoàng bẩm sinh bát quái đồ. Hắn biết đây chính là thiên đạo cấp bậc chí bảo, ở thần giới đại danh đỉnh đỉnh, không nghĩ tới cư nhiên tới rồi Dương Nghị Vân trong tay. Bẩm sinh bát quái đổ đến ngươi trong tay căn bản phát huy không ra vạn nhất uy lực, bạo khiển thiên vật, giao ra đây. Hoàng tu thần quân lạnh nhạt vô cùng nhìn Dương Nghị Vân, mới đầu đối bẩm sinh bát quái đổ kinh hoàng qua đi lúc sau, hắn cũng hồi qua thần, liền tính bẩm sinh bát quái đổ là thiên đạo cấp bậc chí bảo, nhưng Dương Nghị Vân trước sau là trong đó vị thần quân. Căn bản phát huy không ra bẩm sinh bát quái độ uy lực, cũng không có khả năng đem hắn cái này đứng đầu thần quân thu vào đi. Cho nên hoàng tu thần quân giờ phút này không hề sợ hãi, vốn đang tưởng cùng dị tu thần quân liên thủ cường công bẩm sinh bát quái độ, thử có thể hay không cứu ra những cái đó bị thu vào đi thiên thần cùng tám thần quân. Lại là công kích một lần, Dương Nghị Vân liền trực tiếp thu hồi bẩm sinh bát quái độ. Cái này làm cho hoàng tu thần quân minh bạch, những người đó tử lộ một cái. Bởi vì hắn nghe qua quá nhiều phục hy thần hoàng trong tay bẩm sinh bát quái độ uy lực nghe đồn, trong lòng rõ ràng những người đó không cứu, dù sao cũng không phải hắn 33 thiên điện người, đối với hoàng tu thần quân tới nói có chết hay không không sao cả, nói trắng ra là tìm ác nhân bang người chính là dùng để đương pháo hôi, chân chính đuổi giết Dương Nghị Vân vẫn là dựa hắn hoàng tu thần quân, một người đủ rồi. Bởi vì hắn là 33 thiên điện 8 đại thần quân chi nhất. 33 thiên điện hoàng tu thần quân danh hào cũng không phải là đến không. Hoàng tu thần quân là không sao cả, nhưng dị tu thần quân lại sắp tạc, bởi vì bị Dương Nghị Vân bẩm sinh bát quái đồ thu vào đi, tất cả đều là hắn ác nhân bang người, cái này tổn thất nhưng lớn. Dị tu thần quân nhìn Dương Nghị Vân nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử mau đem ta người thả ra, nếu không bản thần quân hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, dừng bút. Dương Nghị Vân trực tiếp chính là như vậy một câu. Nhìn hai đại thần quân, Dương Nghị Vân đích xác có thể cảm thụ áp lực, nhưng lúc này cũng nhẹ nhàng nhiều. Tìm chết. Dị tu thần quân một tiếng trầm thấp, ngay sau đó chủ động xuất kích, tiến lên thời điểm, trong tay thần quang chợt lóe lại là xuất hiện một thanh thần đao, thúc dục chi gian bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân một đao chém xuống. Oanh. Dương Nghị Vân thúc dục hắc ám chiến giáp, thần lực bùng nổ, trực tiếp giơ lên một quyền. Bỗng nhiên đối với dị tu thần quân này một đao oanh ra. Hắn chính là muốn thử xem chính mình hắc ám chiến giáp uy lực cùng toàn lực một quyền dưới, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu, này hai cái thần quân cho hắn nguy hiểm cảm giác, muốn thử xem đến tột cùng cùng bọn họ chi gian có bao nhiêu chênh lệch. Nổ vang dưới hai bên bùng nổ. Dương Nghị Vân bay ngược đi ra ngoài. Bất quá cũng chính là chỉ thế mà thôi, hắn không có bị thương,
hắc ám chiến giáp phòng ngự ngăn cản ở dị thu thần quân này một đao chi uy. Ha ha, cũng bất quá như thế. Dương Mỗ Nhân cười to, hắn cảm giác cùng dị tu chi gian thần lực không sai biệt nhiều, yếu đi một chút mà thôi, có hắc ám chiến giáp phòng ngự, hắn có thể cứng đối cứng không sợ chút nào. Hiện tại duy nhất kiêng kỵ chính là còn huyền phù ở nơi xa hoàng tu thần quân, gia hỏa này đến bây giờ còn không có ra tay, Dương Nghị Vân biết người này ở tìm cơ hội cho chính mình hạ tàn nhẫn chiêu. Hảo hảo hảo, bất quá như vậy, vậy làm tiểu tử ngươi kiến thức bổn quân chân chính thực lực. Dị tu thần quân bị Dương Nghị Vân một câu khí cười. Ngay sau đó lại là trong tay thần đao đôi tay cao cao giơ lên, đối với Dương Nghị Vân hét lớn, phong vân mất đi, chảm. Hô hô hô. Ngay sau đó Dương Nghị Vân sắc mặt khẽ biến, hắn cảm nhận được dị tu thần quân này một đao dựng lên sau, ở đại ngũ hành thuộc tính lực lượng ở ngoài, cư nhiên còn mang theo phong vân thuộc tính chi lực, cái này xem như minh bạch lại đây. Mới đầu hắn cảm thụ nguy hiểm là đến từ dị tu thần quân đại ngũ hành ở ngoài lực lượng phong vân thuộc tính chi lực. Cách mấy chục mét, toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, ngay sau đó đó là phong vân hội tụ dưới, hình thành một thanh thật lớn thần đao, dài chừng 100 mét, bỗng nhiên ở dị tu thần quân giống to chung đối với hắn một chảm mà xuống. Giờ khắc này Dương Nghị Vân đều cảm nhận được toàn bộ thiên địa bị phong tỏa, này một đao gắt gao tỏa định hắn. Hắn biết trốn không thoát. Sắc mặt ngưng trọng lên, lại là trong tay đồ long kiếm xuất hiện, bỗng nhiên từ dưới mà thượng, một chảm mà ra, bạo giống, ngũ hành thiên địa, đạo chủng vì kiếm, toái. Xuất kiếm hết sức, ngũ quang thập sắc từ đồ long kiếm thượng bùng nổ mà ra, đồng dạng ở nhất kiếm mà ra thời điểm, hình thành 100 mét kiếm khí, kéo phong vân, hắn trực tiếp điều động chính là thần hạch đạo chủng trong vòng 10 cây nói cây cối cây non lực lượng. Hắn tu luyện đã sớm biến dị, người khác tu thần thai, hắn tu đạo thụ. Hơn nữa là 10 cây nói thụ cây non, mỗi một gốc cây nói thụ cây non đều từng người bất đồng, có được 10 đại thuộc tính, ở đại ngũ hành ở ngoài, hắn nói thụ cây non, còn có ngũ hành ở ngoài 5 đại thuộc tính lực lượng, không gian, phong vân, lôi đình, thuần dương cùng trí âm. Trước kia là trước nay vô dụng quá, cũng không có cố tình đi trong ý thức nghĩ vận dụng sở hữu nói thụ cây non lực lượng, lúc này đây là bị buộc nóng nảy. Trong óc đang khẩn trương chung cảm nhận được dị tu thần quân một đao mà ra sau có phong vân thuộc tính chi lực, hắn cũng là linh cơ vừa động, trực tiếp liền bạo phát ra tới. Bỗng nhiên nhất kiếm mà ra. Hắn pháp thần chi gian dùng dễ ngàn hành nói là thời không chi kiếm, thời không cơ sở là không gian, nhưng là bị dễ ngàn hành khai phong lúc sau, hắn vẫn là cái tiểu thần nhân, căn bản phát huy không thần giới thời không lực lượng, hiện tại còn lại là thần quân cảnh giới, có thể tu luyện đại ngũ hành ở ngoài lực lượng. Đương nhiên là yêu cầu thiên phú. Hắn đi vào thần giới lúc sau, tu luyện thượng vẫn luôn quá nhanh, bị người đuổi giết đi, mỗi một lần đột phá cũng chưa thời gian đi cảm thụ quá thiên địa chi gian lực lượng, giờ khắc này xem như dưới tình thế cấp bách thúc dục 10 cây nói thụ cây non, kết quả kinh hỉ chính là hắn phát hiện 10 cây nói thụ cây non tất cả đều từng người bất đồng, mỗi một gốc cây nói thụ cây non đều có một gốc cây thiên địa thuộc tính. Trong đó liền có không gian thuộc tính lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đồ long kiếm có không gian chi lực sau, ở uy lực thượng nháy mắt tăng lên tam thành. Khoảnh khắc chi gian, một đao một kiếm giao phong ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó sắc mặt đại biến không phải Dương Nghị Vân, mà là dị tu thần quân. Bởi vì hắn phát hiện Dương Nghị Vân nhất kiếm mà ra sau, cư nhiên cũng đến này đại ngũ hành ở ngoài lực lượng, hơn nữa còn không biết một loại. Cái này làm cho hắn há có thể bất biến sắc mặt. Nhất kiếm chi uy thượng hơi thở, quá phức tạp, ước chừng đạt tới 10 loại nhiều. Giao phong ở bên nhau, toàn bộ thiên địa đều chấn động, ầm 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 vang lớn, vang vọng thiên địa, phong vân tạc nứt, sấm sét ầm ầm. Dị tu thần quân phát hiện hắn ngưng tụ mà thành thần đao, bị Dương Nghị Vân nhất kiếm gặp phải cư nhiên tấc nứt từng khúc nứt, ngay sau đó bao lớn 10 loại lực lượng nháy mắt cuốn tịch ở trên người hắn. Căn bản là không kịp tránh né, dị tu thần quân cảm nhận được khủng bố. Mơ hồ nhìn thấy 10 đạo ngũ quang thập sắc dòng khí mà đến, như tơ tuyến như du xà tia chớp nháy mắt tiến vào trong thân thể hắn. Nhịn không được kinh hoàng kêu to, hoàng tu thần quân mau cứu. Nhưng mà thanh âm đến nơi đây cũng hoàn toàn mà ngăn. Chạm vào một chút, dị tu thần quân thân thể trực tiếp tạc nứt, hóa thành một đoàn huyết vũ, bị Dương Nghị Vân nhất kiếm chung 10 đại đạo thụ lực lượng đánh sâu vào mà tạc. Dương Nghị Vân thấy như vậy một màn, lại là cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện, ở một bên hoàng tu thần quân cái này vương bát đản, rốt cuộc ở thời điểm này động, bất quá không phải cứu dị tu thần quân, mà là trực tiếp đối với hắn mà đến, người này vừa động dưới,
trên người mang theo chính là lôi đình tia chớp, cả người như là giải thể giống nhau, hóa thành một đạo tia chớp, cái này làm cho Dương Nghị Vân mí mắt cú sốc. Đối mặt Hoàng Tu Thần Quân xuất kích, Dương Nghị Vân trong lòng kinh hoàng, cảm nhận được thật lớn uy hát yêu ta, không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên thúc sục toàn bộ thần lực làm hắc ám chiến giáp uy lực phát huy đến lớn nhất hóa. Liền như vậy trong nháy mắt, hắn toàn thân như bị sét đánh, tí tách vang lên, lại là bị cường đại vô cùng lôi đình chi lực bao phủ, Dương Nghị Vân phát hiện thân thể mất đi cân bằng, từ giữa không trung nhanh chóng rơi xuống đi. Ít hầu một hàm, lại là một búng máu dịch mạo đi lên. Ầm vang, từ vài trăm thước trời cao rơi xuống đi, hung hăng tạp lạc tạp đại địa, đem mặt đất tạp ra một cái hố to. Dương Nghị Vân có chút hãi hùng khiếp vía, hắn không nghĩ tới Hoàng Tu Thần Quân thực lực cường đại tới rồi vượt qua hắn tưởng tượng nông nỗi, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, xa xa vượt qua ống tay áo thần quân, phía trước cùng dị tu thần quân giao thủ, hắn đem nhất kiếm liền đem dị tu cấp chém giết, trong lòng nhiều ít làm hắn có chút tiểu bành trướng. Cho rằng liền tính là Hoàng Tu Thần Quân so với dị tu thần quân cường đại cũng cường đại không bao nhiêu đi, ít nhất hắn cho rằng chính mình có thể ứng đối. Chính là nhưng Hoàng Tu Thần Quân vừa ra tay, hắn liền biết, hắn tưởng sai rồi. Hoàng Tu Thần Quân cùng dị tu thần quân chi gian, kém không phải nhỏ tí tẹo. Quả thực không thể so sánh. Nếu không phải trên người hắn ăn mặc hắc ám chiến giáp, này một kích, sợ là hắn trực tiếp sẽ bị Hoàng Tu Thần Quân cấp xử lý. Tuyệt đối không chỉ là phun một búng máu đơn giản như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng, đồng dạng khi thần quân cảnh giới, liền tính là kém một cái tiểu cảnh giới, đối phương cũng cường đại không đến chạy đi đâu, hiện tại lại là rốt cuộc biết, 33 thiên điện 8 đại thần quân chi nhất đại biểu cái gì. Cái này Hoàng Tu Thần Quân không chỉ có thực lực so với cùng cảnh giới cường đại, càng là tu luyện đại ngũ hành ở ngoài lôi đình chi lực, đối lôi đình chi lực thao tác cùng vận dụng, quả thực cường đại tới rồi một cái đáng sợ nông nỗi. Cho dù là hắn có hắc ám chiến giáp hộ thân, cũng không có thể ngăn cản trụ hắn một kích. Ầm vang, răng rắc. Liền vào giờ phút này tiếng thứ hai lôi đình vang lên, Dương Nghị Vân bị nện ở hố to chung còn không có tới cấp đứng dậy, Hoàng Tu Thần Quân lần thứ hai công kích đã xuống dưới, từ trên trời giáng xuống, đây là muốn hướng chết chỉnh hắn a. Người đại gia, khinh người quá đáng. Dương Nghị Vân mắng một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy trong tay đồ long kiếm thần quang đại tác phẩm. Hắn ở một lần điều động đạo chủng chi thụ lực lượng, hơn nữa trong lòng vừa động đồng thời thúc dục càn khôn thần điện chi lực dung nhập tới rồi pháp thần chi kiếm chung, đối với từ trên trời giáng xuống một đạo bạch màu tím tia chớp chém ra nhất kiếm. Hắn trong lòng rõ ràng, này đạo thiểm điện chính là Hoàng Tu Thần Quân biến thành, trước nay cũng không có nghĩ tới, người có thể hóa thành lôi đình tia chớp hoặc là nói hóa thành lực lượng hình thái tiến hành công kích. Dương Nghị Vân hôm nay xem như trường kiến thức. Cũng nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên càng sâu đạo lý. Đồng dạng là thần quân cảnh giới, chẳng sợ Hoàng Tu Thần Quân là thượng vị đỉnh thần quân, hắn phía trước cũng như cũ cho rằng chính mình chí bảo nhiều, căn cơ vững chắc, như cũ là có thể cùng cảnh giới vô địch, như cũ là có thể lấy nhược chiến đấu cường. Nhưng ở Hoàng Tu Thần Quân trước mặt, hắn biết không nhạy. Lúc này này nhất kiếm huy chạm mà ra, đã là hắn toàn bộ lực lượng, đồ long kiếm, hắc ám chiến giáp, đạo chủng lực lượng. Càn khôn thần điện chi lực, thêm lên lực lượng thật sự không tầm thường, nháy mắt liền hình thành trăm mét cự kiếm mà đi. Cứ việc như thế Dương Nghị Vân trong lòng như cũ không đế, rốt cuộc hắn cường đại nhất một kích có thể hay không thương đến Hoàng Tu Thần Quân. Ầm vang, răng rắc, tiếng sấm chấn động, phong vân biến sắc. Hai người giao phong dưới, thật sự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Dương Nghị Vân trong mắt hắn này nhất kiếm rốt cuộc hiệu quả. Thấy được Hoàng Tu Thần Quân biến thành lôi điện tia chớp bùng nổ chói mắt quang mang, lại là bị hắn kiếm khí ngăn cản ở mười mấy mét trời cao không có rơi xuống, ngay sau đó lại là một chút nổ tung. Lôi đình tia chớp cùng hắn kiếm khí đồng thời nổ tung, cuối cùng tiêu tán. Bất quá Dương Nghị Vân không chút nào thả lỏng, trong tay một phen, ba viên dưa hấu lôi cùng ngũ hành tím lá cây tất cả đều đem ra, nhảy dựng lên từ hố to nhảy ra đi rơi trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Giờ phút này hắn nhìn lại, 5 đến 60 mét ở ngoài, Hoàng Tu Thần Quân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, một tiếng bạch y lại là xuất hiện vài đạo miệng vết thương, có vết máu lại ra bên ngoài lưu, bất quá Dương Nghị Vân không có cảm thấy chút nào cao hứng, hắn có thể đem Hoàng Tu Thần Quân thương đến, hắn muốn chính là nhất kiếm đem Hoàng Tu Thần Quân cấp chém giết. Nhưng hiện tại xem ra, hắn mặc dù là vận dụng càn khôn thần điện chi lực nhất kiếm, cũng gần là đem Hoàng Tu Thần Quân cấp thương đến. Ở trên người hắn để lại 5-6 đạo thương khẩu,
Chỉ thế mà thôi, khoảng cách chém giết hoàng tu thần quân còn kém xa xôi. Dương Nghị Vân trong lòng lạnh nửa thanh, hắn có thể thi triển thủ đoạn không sai biệt lắm, nhưng đối phương lại là thoạt nhìn chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra. Chênh lệch không phải giống nhau đại. Đúng lúc này, đối diện hoàng tu thần quân mở miệng nói, quả nhiên không hổ là đế tôn vô thượng trong miệng đại kiếp nạn chi tử, ngươi so với ta trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, thậm chí viễn siêu tầm thường thượng vị thần quân, bất quá ngươi nếu liền như vậy điểm thủ đoạn nói, vậy có thể đi chết rồi, có thể chết ở bản thần quân trên tay ngươi cũng không lỗ, xem như tuy chết hãy còn vinh. Hoàng tu thần quân hơi thở gắt gao tỏa định Dương Nghị Vân, lạnh giọng nói chuyện thời điểm, lại là phía sau hiện lên tam đại thần hoàn. Mỗi một cái thần hoàn nhan sắc đều phi thường thâm hậu, lại là màu xanh biển, ở tam đại thần hoàn nội có tia chớp hư ảnh tồn tại, Dương Nghị Vân còn lại là biết, màu xanh biển thần hoàn đại biểu cho hoàng tu thần quân, thượng vị đỉnh thần quân cảnh giới tu vi, cũng đại biểu hắn ngũ hành cầm đầu chủ tu chính là ngũ hành chi thủy, tia chớp tắc đại biểu hắn ở đại ngũ hành ở ngoài có lôi đình lực lượng. Người này quả thật là khó chơi nhân vật. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, lại là vào giờ phút này trong lòng vừa động. Hắn cảm nhận được bẩm sinh bát quái đồ trung tam mắt cùng A Mãnh kết thúc chiến đấu, đã chém giết hơn 1000 thiên thần cùng 8 thần quân. Như thế liền có thể làm tam mắt cùng A Mãnh ra tới, trợ chính mình giúp một tay, tại đây loại cục diện hạ, hắn cũng không có càng tốt ứng đối biện pháp, có tam mắt cùng A Mãnh hiệp trợ, ít nhất hắn sẽ có thở dốc cơ hội. Tuy rằng đối mặt hoàng tu thần quân bực này đại địch, tuy rằng cảm giác không bất luận cái gì nắm chắc, cũng thật đem hắn bức nóng nảy. Ai cũng đừng nghĩ hảo quá, Dương Nghị Vân biết kế tiếp muốn liều chết một trận chiến. Nghe hoàng tu thần quân cao cao tại thượng nói chuyện, Dương Nghị Vân liền nhìn không được bốc hỏa, 33 thiên điện mấy ngày này tộc vương bát đàn, có một cái tính một cái vĩnh viễn đều là cao nhân nhất đẳng tư thái, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Nhìn không được trầm giọng nói, đừng hắn sao cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói đến cùng ngươi chính là một cái cẩu mà thôi, năng lực rất lớn sao? Ra ra ta còn không phải hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt. Có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa lại đây đó là, ai chết còn không nhất định đâu. Ha ha, hảo ngươi có loại, bản thần quân liền thành toàn ngươi. Thân là 33 thiên điện 8 đại thần quân chi nhất, hoàng tu thần quân khi nào bị một cái giảm xuống thần tộc coi rẻ quá. Hắn cả người chấn động toàn thân thần quang đại tác phẩm, tia chớp vần quanh dựng lên, một bước bước ra lại là thẳng đến Dương Nghị Vân. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian liền đến Dương Nghị Vân 10 mét có hơn. Dương Nghị Vân nheo mắt giống to, tam mắt, A Mãnh. Giống to chung nháy mắt đem tam mắt cùng A Mãnh triệu hoán ra tới, đồng thời trong tay ba viên dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây không chút do dự quăng ra ngoài kíp nổ. Ầm ầm ầm, rắc răng rắc sát. Dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây cơ hồ ở hoàng tu thần quân trên người tiếng sấm. Nháy mắt đem hoàng tu thần quân cấp bao phủ ở trong đó. Sát. Dương Nghị Vân hảo không cần đối xuất hiện tại bên người tam mắt cùng A Mãnh giống to, hắn lần này đem đồ long kiếm dứt khoát thu hồi, lần này lựa chọn cận chiến đấu, một chút liền vọt vào nổ mạnh năng lượng chung, có cảm giác ở hắn biết hoàng tu thần quân vị trí, cũng biết hoàng tu thần quân bị hắn dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây cấp ngạnh sinh sinh bức ngừng ở tại chỗ. Đây là cơ hội, hắn cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây liền đem hoàng tu thần quân thương đến. Yêu cầu chỉ là đem hoàng tu thần quân bức đình, cho hắn sáng tạo cận chiến đấu cơ hội. Hắc ám chiến giáp là thiên đạo cấp bậc chí bảo, một đôi chiến giáp bao tay càng là thiên đạo cấp bậc hắc ám yêu hoàng bản thể móng vuốt luyện chế mà ra, có được nhất định hắc ám thuộc tính, hơn nữa có tam mắt kịch độc, chỉ cần có thể cho hắn gần người cơ hội, chảo thương hoàng tu thần quân, hắn chiến đấu chẳng khác nào thắng lợi giống nhau. TTT, thầm thì, ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng tam mắt, A Mãnh cơ hồ đồng thời vọt tới hoàng tu thần quân trước người. Có lẽ là cảm nhận được đại nguy hiểm, tam mắt lần này trực tiếp ba con mắt bộc phát ra ba đạo hắc bạch hồng quang mang, một chút nổ bắn ra ở hoàng tu thần quân trên người. A Mãnh thét dài chung, mở ra miệng, bốn viên răng nanh lập lòe u quang một ngụm tê cắn xé mà đi. Dương Nghị Vân thúc giục chiến giáp tay trốn có hắc khí hôi hổi, đối với hoàng tu thần quân bỗng nhiên xuất kích. Đều ở giành giật từng giây, chiếm trước tiên cơ. Chính là tưởng ở dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây bùng nổ hết sức, ở hoàng tu thần quân không có phản ứng lại đây thời điểm, cấp hoàng tu thần quân một kích. Nhưng mà liền vào giờ phút này lại là nghe được hoàng tu thần quân bạo nộ giống to thanh, đáng chết ngươi chờ đáng chết, hàn băng thiên địa, lôi đỉnh thêm thân. Gần trong nháy mắt chi gian, Dương Nghị Vân thấy được hết thảy. Hắn cùng tam mắt, A Mãnh công kích đều đắc thủ,
Tam mắt ba con mắt quang mang tới rồi chui vào Hoàng Thu Thần Quân thân thể, A Mãnh một ngụm trực tiếp nghẹn ngào ở Hoàng Thu Thần Quân trên cánh tay trái, hắn hai tay vẽ ra, một bàn tay thất bại, một khác chảo lại là một kích hoa ở Hoàng Thu Thần Quân ngực thượng. Không hề nghi ngờ cái này Hoàng Thu Thần Quân muốn tay lỗ nặng. Nhưng cùng thời gian, ở hắn cùng tam mắt, A Mãnh đắc thủ hết sức, Hoàng Thu Thần Quân bỗng nhiên bùng nổ. Ngay sau đó Hoàng Thu Thần Quân trên người Lam Quang Đại Tác Phẩm oanh một chút khuếch tán mở ra, như là một cái vòng sáng giống nhau bỗng nhiên nhộn nhạo mở ra, ngay sau đó từng đạo cánh tay thô tia chớp từ Hoàng Thu Thần Quân trên người bỗng nhiên nổ tung. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân cảm thụ một cổ lạnh băng hít thở không thông cùng đến xương hàn khí tiến vào lên, khoảnh khắc thân thể hắn liền tại đây chờ mạnh mẽ dưới bay ngược đi ra ngoài, đồng thời bay ngược đi ra ngoài còn có rên rỉ tam mắt cùng A Mãnh. Ầm ầm ầm. Ba tiếng nặng nề hắn cùng tam mắt, A Mãnh ba cái bay ngược đi ra ngoài ra trăm mét. Rơi xuống đất thời điểm toàn thân đều kết băng, hơn nữa có lôi điện vần quanh. Tam mắt cùng A Mãnh quay cuồng vài cái, lại là không bao giờ động. Mà hắn cũng thân thể bị đông cứng, lại là khó có thể nhúc nhích. Khóe mắt vừa thấy, hít hà một hơi, chi gian bốn phía hoàn cảnh tất cả đều thành băng thiên tuyết địa, đóng băng phạm vi cây số phạm vi. Dương Nghị Vân khẩn trương dưới. Ý thức trực tiếp đi kích thích càn khôn hồ, cũng may càn khôn hồ không làm hắn thất vọng, bắt đầu tản mát ra cực nóng, tức khắc có trực giác, hắn vội vàng vận chuyển càn khôn đạo trùng công. Dương Nghị Vân nằm trên mặt đất vận chuyển công pháp, ở càn khôn hồ nguyên thủy lực lượng dưới, hắn bị đóng băng thân thể rốt cuộc khôi phục bình thường. Nhưng lúc này lại là nhìn đến, Hoàng Thu Thần Quân hướng hắn mà đến. Phía trước công kích, không có thể xử lý Hoàng Thu Thần Quân, thật sự là thật lớn tiếc nuối, cũng là đáng sợ. Hắn cùng tam mắt, A Mãnh ba cái liên hợp lại công kích, như cũ tất cả đều dừng ở Hoàng Thu Thần Quân trên người, nhưng đối phương như cũ làm ra cường đại phản kích, làm cho bọn họ ba cái tất cả đều bay ngược đi ra ngoài, người bị thương nặng. Trọng điểm là Hoàng Thu Thần Quân trên người chủ tu thủy chi lực, đạt tới một cái cực cao trình độ, đóng băng bùng nổ hơn nữa cực hạn lôi đình chi lực, làm cho bọn họ ba cái lần này thiệt thòi lớn. Còn không biết tam mắt cùng A Mãnh thế nào? Dù sao Dương Nghị Vân nhìn đến tam mắt cùng A Mãnh cũng chưa động tĩnh, trong lòng cố nhiên sốt ruột, khá vậy không rảnh lo, hắn hiện tại chỉ có thể đi trước giải quyết hắn tự thân phiền toái, mới có thể đi quản tam mắt cùng A Mãnh. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn đến Hoàng Thu Thần Quân mang theo vẻ mặt lệ khí hướng về hắn mà đến, chẳng qua thoạt nhìn có chút thong thả. Hắn biết không hề nghi ngờ lần này tuy rằng hắn cùng tam mắt, A Mãnh thêm lên công kích đều không có đem Hoàng Thu Thần Quân chém giết. Nhưng lại cũng đối Hoàng Thu Thần Quân tạo thành nhất định thương tổn, hơn nữa là thực nửa cái mạng cái loại này. Dù sao hắn biết Hoàng Thu Thần Quân lần này tuyệt đối không hảo quá. Nhưng lúc này nhìn đến Hoàng Thu Thần Quân đi tới, hắn biết cuối cùng chí mạng vật lộn tới rồi. Nếu là bình thường dưới tình huống, như vậy tại hạ một giây, hắn cùng tam mắt, A Mãnh sẽ bị Hoàng Thu Thần Quân cấp xử lý. Nhưng cố tình hắn là cái ngoại lệ. Ai làm hắn có càn khôn hồ trong người đâu. Hoàng Thu Thần Quân đóng băng tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cố tình có thể hóa giải. Cho nên kế tiếp hưu chết về tay ai thật đúng là chưa chắc cũng biết, bất quá Dương Nghị Vân biết hắn nhất định không chết được chính là. Hoàng Thu Thần Quân đi bước một đi tới, nhìn nằm trên mặt đất Dương Nghị Vân, hắn ho khan, khóe miệng không ngừng có máu lưu lại, tràn ngập lệ khí tiếng động nói, ti tiện phi thăng tộc, người thật sự là làm bản thần quân giật mình, nhưng chung quy cũng khó thoát vừa chết, hiện tại kết thúc. Dứt lời Hoàng Thu Thần Quân bỗng nhiên giơ tay lòng bàn tay thần quang bùng nổ, đối với Dương Nghị Vân chính là một trường đánh hạ. Ở Hoàng Thu Thần Quân trong mắt, Dương Nghị Vân hiện tại đã thành bốn người, hắn vận dụng cấm kỵ chi thuật phản kích bùng nổ, đến nay mới thôi cùng cảnh giới chung còn không có người có thể loại kém trụ. Hắn chủ tu chính là đại ngũ hành thủy thuộc tính lực lượng, ngũ hành lấy thủy là chủ, hơn nữa lôi đình chi lực, hai người lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Đến nay mới thôi còn không có ở thần quân trình tự đụng tới qua đối thủ, trừ bỏ một ít số ít ngoại lệ giả, không ai có thể ngăn cản hạ hắn chiêu thức ấy công kích. Đương nhiên Hoàng Tu cũng không nghĩ tới, Dương Nghị Vân cùng hai đầu thiên ma thú hợp lực dưới đối hắn còn có thể tạo thành thương tổn, vừa rồi đã xảy ra cái gì hắn đang ở trong đó rất rõ ràng, căn bản liền không có nghĩ đến, Dương Nghị Vân cư nhiên còn có cường đại năng lượng kíp nổ công kích vũ khí sắc bén. Thậm chí phía trước thấy được có 5 phiến lá cây nổ tung lúc sau chất chứa ngũ hành lôi đình chi lực, uy lực đại dọa người, nếu không phải hắn quyết đoán thi triển tự thân cường đại nhất lực lượng cấm thuật. Sợ là hắn thật đúng là có thể bị Dương Nghị Vân cấp nổ chết. Bất quá đáng sợ nhất còn không phải cái này,
uy lực cường đại nhất vẫn là Dương Nghị Vân kia tiểu tử đối hắn ngực một chảo, đối hắn quả thực là muốn nửa cái mạng, cư nhiên có ăn mòn chi lực, mạo gắt gao hắc khí, mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển thần lực đều không thể chữa trị ngực một chảo miệng vết thương, chỉ có thể tạm thời áp chế không khuếch tán mở ra, thực sự làm hắn kinh hãi, thân là 33 thiên địa 8 đại thần quân, Hoàng Tu tự nhiên biết đây là cái gì lực lượng, đây là hắc ám chi lực. Hơn nữa không phải đơn thuần lực lượng, là hắc ám pháp tắc chi lực ở trong đó. Hắc ám không chỉ có riêng là lực lượng đơn giản như vậy, đã thiên địa quy tắc áo nghĩa phạm vi, căn bản liền không phải một cái nho nhỏ thần quân có thể tiếp xúc đến, nhưng cố tình Dương Nghị Vân tiểu tử này liền có bực này lực lượng, tuy rằng thiếu nhưng lại thực sự có. Đương nhiên Hoàng Tu thần quân biết, kia nhất định không phải Dương Nghị Vân tự thân lực lượng, hồi tưởng một chút, đó là Dương Nghị Vân trên người chiến giáp có cổ quái hoặc là nói là kia một đôi đen nhánh bao tay có vấn đề. Lại là một kiện chí bảo. Hoàng Tu thần quân trong lòng thực chấn động, không nghĩ ra Dương Nghị Vân tiểu tử này trên người đến tột cùng kia tới như vậy nhiều chí bảo cấp bậc thần khí. Nhưng mặc kệ thế nào, hết thảy đều phải kết thúc. Ở Hoàng Tu thần quân trong lòng nghĩ đến, hắn chỉ cần đem Dương Nghị Vân chém giết, được đến Dương Nghị Vân chiến giáp liền có thể làm pháp tìm được hóa giải hắc ám lực lượng biện pháp, ngẫm lại Dương Nghị Vân trên người một kiện cao hơn một kiện chí bảo, Hoàng Tu thần quân đột nhiên liền không tức giận như vậy. Bẩm sinh bát quái đồ, cao giai thần kiếm, hơn nữa cổ quái chiến giáp, bất luận cái gì một kiện thần khí chí bảo, đều cũng đủ khiến cho toàn bộ thần giới đại chiến, nếu hắn được đến này đó, ha ha, sau này sẽ không bao giờ nữa là 33 thiên địa 8 đại thần quân chung lót đế tồn tại, thậm chí còn hắn sẽ có tin tưởng đột phá đến thần vương cấp bậc, trở thành 33 thiên địa thần vương chung địa vị thân phận chí cao tồn tại. Nghĩ như thế, Hoàng Tu thần quân đều cảm thấy toàn thân trong ngoài đều bắt đầu nóng lên, quá mức kích động. Dương Nghị Vân nằm trên mặt đất, toàn thân như cũ ai một tầng đóng băng. Nhưng, trong thân thể hắn đã sớm đã hóa giải tiến vào trong cơ thể đóng băng cùng lôi điện chi lực, nhìn đến Hoàng Tu thần quân đi bước một đi tới thời điểm, Dương Mỗ Nhân cố ý không có đem thân thể mặt ngoài lớp băng hoa đi, liền chờ cấp Hoàng Tu thần quân cuối cùng chí mạng một kích. Lúc này đây hắn đối Hoàng Tu thần quân chính là, không thành công liền xả thân tâm thái. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, tất nhiên chém giết Hoàng Tu thần quân, bởi vì phía trước bọn họ ba cái đối Hoàng Tu thần quân công kích tất cả đều dừng ở Hoàng Tu thần quân trên người. Đầu tiên thực rõ ràng chính là thấy được hai nơi thương thế, đương nhiên cái này thương thế là chỉ Hoàng Tu thần quân trên người thương thế, đệ nhất chỗ là A Mãnh một ngụm cắn ở Hoàng Tu thần quân trên cánh tay trái thương thế, thâm có thể thấy được cốt, bị A Mãnh một ngụm muốn rớt một khối to thịt, xương cốt có thể lộ ở bên ngoài. Tiếp theo là hắn ở Hoàng Tu thần quân ngực vẽ ra một chảo thương thế, đến bây giờ nhìn lại đều ở mạo nhẹ nhẹ hắc khí, hắn biết rõ đây là hắc ám yêu hoàng móng vuốt chi lực, chất chứa hắc ám chi lực, còn có tam mắt nọc độc ở trong đó, này một đạo miệng vết thương liền cũng đủ Hoàng Tu thần quân uống một hồ. Đến nỗi tam mắt ba con mắt trung bộc phát ra hắc bạch hồng ba đạo quang mang là trực tiếp tiến vào Hoàng Tu thần quân trong cơ thể, tuy rằng nhìn không tới, nhưng nghĩ đến nhất định cũng sẽ không hảo quá. Dương Nghị Vân nằm trên mặt đất nhìn đến Hoàng Tu thần quân đối hắn ra tay hết sức, bỗng nhiên bạo khởi. Răng rắc, toàn thân lớp băng nháy mắt nổ tung hóa thành bột phấn, hắn cắn răng thúc giục hắc ám chiến giáp, phèo một chút đối với Hoàng Tu thần quân phóng đi, một bàn tay thành chảo thẳng đến Hoàng Tu thần quân. Giờ khắc này hắn rõ ràng thấy được Hoàng Tu thần quân hai tròng mắt chung kinh ngạc cùng sợ hãi, nâng lên một chưởng còn không có đánh ra đi, lại là bị Dương Nghị Vân bỗng nhiên bạo khởi phản kích. Một chảo dưới, Dương Nghị Vân tia chớp trực tiếp một tay đâm xuyên qua Hoàng Tu thần quân thân thể. Khóe miệng một liệt, lần thứ hai vừa động, trở về vừa kéo, ngay sau đó trong tay đã xuất hiện một viên thần thai, lại là Hoàng Tu thần quân thần thai bị hắn cấp một kích trực tiếp bắt ra tới. A, ngươi, không, khả năng. Hoàng Tu thần quân nâng lên bàn tay ngừng ở giữa không trung, thần quang tan đi, hoảng sợ nhìn Dương Nghị Vân nói chuyện. Không có gì là không có khả năng. Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói chuyện hết sức, lại là trong tay dùng một chút lực, chạm vào, một tiếng nặng nề, trực tiếp bóp nát Hoàng Tu thần quân thần thai. Thần thai là hết thảy căn nguyên, thần thai hủy diệt, tương đương kết thúc sinh mệnh. Giờ khắc này Hoàng Tu thần quân sinh cơ bắt đầu tiêu tán, cả người thần thể từ ngực bắt đầu phát ra hắc khí chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở thiên địa, tia, a cũng chưa lưu lại. Đương nhiên chứa đựng thần giới bị Dương Nghị Vân bắt được. Một cái đại địch rốt cuộc bị Dương Nghị Vân cấp diệt trừ. Hô! Dương Nghị Vân rốt cuộc hộc ra một ngụm chọc khí,
vội vàng đi vào Tam Mắt cùng A Mãnh bên người, chúng nó hai cái còn bị Hoàng Tu Thần Quân đóng băng lực lượng đóng băng, nếu là lại đã muộn một chút, sợ là liền thật không cứu. Dương Nghị Vân cường chống suy yếu thân thể thúc giục càn khôn hồ lực cắn nuốt, hóa giải Tam Mắt cùng A Mãnh trên người đóng băng chi lực, xem xét một chút, đích xác bị thương thực trọng, nhưng không đến mức chi danh. Vung tay lên đem Tam Mắt cùng A Mãnh thu vào càn khôn hồ, dùng sinh mệnh chi thủy làm chúng nó khôi phục. Mà chính hắn còn lại là nghiêng ngả lảo đảo một đầu chui vào một chỗ cỏ dại tư, trong lòng vừa động bản thể tiến vào càn khôn hồ, hắn cũng yêu cầu khôi phục chữa thương, không tiến vào càn khôn hồ là không được. Biến mất tại chỗ lúc sau, càn khôn hồ dừng ở cỏ dại tung, nếu không cẩn thận đi tìm, căn bản sẽ không có người phát hiện. Liền ở Dương Nghị Vân đứng ở Hoàng Tu Thần Quân một khắc, Thiên Thành, Ác Nhân Giúp Tổng Bộ, một đầu lửa đỏ tóc Hỏa Thần Vương bỗng nhiên mở hai mắt. Âm trầm vô cùng nói, coi thường kia tiểu tử, cư nhiên có thể sát Hoàng Tu. Dứt lời lại là đối phía chân trời mở miệng nói, thiên địa huyền, vũ trụ hồng hoang, Hoàng Tu ngã xuống, ngươi chờ bảy người tiến vào yêu quang rừng rậm, diệt sát Dương Nghị Vân. Ác nhân giúp tổng bộ đại viện ở ngoài phía chân trời, vang lên theo tiếng, cần tuân Hỏa Thần Vương chi mệnh. Ác nhân giúp tổng bộ đại sảnh, trừ bỏ Hỏa Thần Vương tự nhiên còn có ác nhân giúp bang chủ ở đây làm cùng đi. Giờ phút này đương Hỏa Thần Vương hạ lệnh lúc sau, ác nhân giúp bang chủ Diêm Hướng nhịn không được hỏi Hỏa Thần Vương đạo, Hỏa Thần Vương sao không tự mình ra tay, trực tiếp diệt sát kia tiểu tử đâu? Hoặc là ta tự mình ra tay cũng đúng, lần này ta ác nhân giúp dị tu thần quân mang đi hơn 1000 bang chúng toàn bộ hủy diệt. Thủ hạ người đã chết, Diêm Hướng cái này bang chủ tự nhiên cũng được đến tin tức, hắn tâm đều ở lấy máu. Không đau lòng mới là lạ. Rất muốn Dương Nghị Vân kia tiểu tử đứng ở trước mặt, một cái tát trực tiếp chụp chết mới hả giận. Nhưng là hắn không nghĩ ra, Hỏa Thần Vương vì cái gì không trực tiếp ra tay, hoặc là phái một cái mặt khác thần vương tiến đến cũng có thể a, đều có thể đủ trực tiếp diệt sát Dương Nghị Vân, đều đã chết thần quân, như thế nào còn muốn phái ra thần quân tiến đến. Làm như vậy phức tạp đâu. Thật sự không được hắn đều có thể tự mình ra tay, thuộc hạ tổng cộng không nhiều ít thần quân, đã chết một cái dị tu thần quân, tương đương là làm hắn ác nhân giúp thế lực thiếu một đoạn. Trong lòng thực khó chịu. Hỏa Thần Vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua ác nhân giúp bang chủ Diêm Hướng, sâu kín nói, Diêm bang chủ ngươi thật cho rằng Dương Nghị Vân kia tiểu tử là cái mới vừa phi thăng thần giới tiểu thần nhân sao? Diêm Hướng nghe nói có chút khó hiểu nhìn về phía Hỏa Thần Vương, Hỏa Thần Vương căn bản là không có đối hắn nói qua nhiều ít Dương Nghị Vân tin tức, chỉ là nói cho hắn, Dương Nghị Vân là 33 thiên điện muốn giết người, chỉ là làm hắn ác nhân giúp hiệp trợ, nhiều căn bản liền chưa nói cái gì. Sự tình quan 33 thiên điện, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này nghe Hỏa Thần Vương ý tứ, Dương Nghị Vân này tiểu tựa hồ vẫn là cái đâm tay điểm tử, vì thế nói còn thỉnh Hỏa Thần Vương chỉ giáo. Hỏa Thần Vương trong khoảng thời gian này ở ác nhân giúp bị Diêm Hướng coi là tòa thượng tân, hầu hạ không tồi, ngẫm lại đối Diêm Hướng nhiều lời điểm cũng không có gì, dù sao Dương Nghị Vân sự tình ở thần giới những cái đó thế lực lớn cùng cường giả trong mắt cũng không phải bí mật. Mở miệng nói thật cho ngươi biết đi, Dương Nghị Vân kia tiểu tử là đế tôn vô thượng chính miệng điểm danh đại kiếp nạn chi tử, người ngẫm lại có thể bị đế tôn vô thượng điểm danh người có thể là đơn giản người sao? Hoàn toàn có thể nói, kia tiểu tử bối cảnh là toàn bộ thần giới lớn nhất người, càn khôn thần điện những cái đó dư nghiệt, phục hy thần hoàng, còn có những cái đó trước kỷ nguyên đại kiếp nạn chung sống sót lão quái vật, đều có thể nói ở chú ý kia tiểu tử. Tại đây chờ tình huống hạ. Cho dù là 33 thiên điện cũng không dám quá mức rõ ràng đuổi theo giết Dương Nghị Vân, cho nên sát Dương Nghị Vân có thể, nhưng không thể thực lực kém quá mức cách xa, thực lực cảnh giới kém quá lớn, chú ý Dương Nghị Vân những người đó, chính là sẽ bắn ngược, một khi những người đó ra tay, 33 thiên điện liền sẽ rung chuyển, đến lúc đó sẽ diễn biến thành tác động toàn bộ thần giới thiên tộc cùng phi thăng giả nhất tộc đại chiến, cái loại này cục diện cũng không phải là đế tôn vô thượng hy vọng nhìn đến. Cho nên đuổi giết Dương Nghị Vân người. Thực lực cảnh giới chỉ có thể cùng Dương Nghị Vân tương đương, liền tính là siêu việt Dương Nghị Vân cũng giới hạn trong tốt nhất ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đây là một cái 33 thiên điện cao tầng cùng những cái đó thế lực cao tầng chi gian không danh ngôn ăn ý cùng điểm mấu chốt. Nói cách khác, những cái đó thế lực ngầm đồng ý 33 thiên điện đuổi giết Dương Nghị Vân, nhưng 33 thiên điện không thể làm quá mức, một khi vượt qua điểm mấu chốt, đến lúc đó những người đó liền sẽ đứng ra, một khi những người đó đứng ra, đã có thể không phải cái gì việc nhỏ. Ngươi hiện tại có biết vì cái gì ta không thể trực tiếp ra tay nguyên nhân đi, ngươi cũng tốt nhất an phận điểm, ngươi nếu là một hai phải đi ra tay đi sát Dương Nghị Vân,
ta cũng không ngăn cản, nhưng là nhưng thật ra một khi bị chú ý Dương Nghị Vân phía sau những cái đó lão quái vật theo dõi ngươi, ha ha, đến lúc đó ngươi sau lưng người kia cũng bảo không được ngươi. Cho nên ta lần này một hơi phái ra 33 thiên điện 8 đại thần quân chung dư lại 7 đại thần quân, đã là cực hạn, nếu là có thần vương ra tay, ha ha, đến lúc đó ngươi tin hay không, Dương Nghị Vân sau lưng những cái đó lão bất tử tất nhiên ra tay, đó chính là thần giới đại chiến, cái này trách nhiệm ta gánh không dậy nổi, ngươi càng thêm gánh không dậy nổi. Không nói cái khác, ta đi đến nơi nào đều bị người nhìn chằm chằm, nếu ta ra tay, nhìn chằm chằm ta người kia, cũng sẽ không chút do dự ra tay. Đây là một hồi hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trò chơi. Liền xem tại đây chàng trong trò chơi, Dương Nghị Vân có thể căng bao lâu. Bất quá lần này 7 đại thần quân liên thủ, Dương Nghị Vân là thật sự không hy vọng. Diêm Hướng nghe Hỏa Thần Vương nói ra này đó sau lưng đều ở lạnh cả người, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này cư nhiên sau lưng có nhiều như vậy thế lực ở chú ý. Không nói cái khác chỉ cần phục hy thần hoàng chính là làm cho cả thần giới trừ bỏ đế tôn vô thượng ở ngoài ngưỡng mộ tồn tại. Cứ việc phục hy thần hoàng là thần tộc, không phải thiên tộc, nhưng cường giả trước sau là bị người kính ngưỡng người. Còn có Càn Khôn Thần Điện, kia chính là toàn bộ thần giới thần bí nhất cường đại nhất tổ chức. Ai đều biết Càn Khôn Thần Điện chính là Càn Khôn Thần Tôn lưu lại thế lực. Suốt một cái kỷ nguyên đều là 33 thiên điện tưới sát đối tượng. Nhưng một cái kỷ nguyên qua đi, Càn Khôn Thần Điện như cũ tồn tại. Có thể nghĩ Càn Khôn Thần Điện đáng sợ, còn có một ít cái khác cổ xưa thế lực, nhưng đều là đáng sợ tồn tại. Diêm Sung đột nhiên nghĩ tới cái gì, cái trán mồ hôi đều xuống dưới, so sánh với này đó thực lực, hắn ác nhân giúp còn đúng là ra đều không tính là, cho dù là hắn sau lưng chân chính vị nào, cũng không dám cùng này đó thế lực chung bất luận cái gì một nhà khởi xung đột. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên là bối cảnh đại hù chết người người. Nuốt khẩu nước miếng Diêm Hướng mồi lửa thần vương nói, đa tạ Hỏa Thần Vương báo cho, dù sao ta ác nhân giúp toàn lực phối hợp ngài bên này chính là. Mặt khác lời nói Diêm Hướng cũng không dám nữa để ra. Ân, yên tâm đi, người sau lưng vị nào cũng coi như là 33 thiên điện xuất thân, vậy ngươi cũng coi như là, lần này chờ 7 đại thần quân chu sát Dương Nghị Vân, công lao sẽ có ngươi một phần, lúc này ta sẽ đăng báo thiên điện cao tầng. Đến lúc đó cho ngươi tranh thủ một cái tiến vào 33 thiên điện nghe nói cơ hội. Hỏa Thần Vương xem như cho ngươi Diêm Hướng một cái hứa hẹn. Diêm Hướng đại hỉ vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ Hỏa Thần Vương dìu dắt, đa tạ Hỏa Thần Vương dìu dắt, buổi tối ta cấp Hỏa Thần Vương an bài vài tên độc đáo thiên tộc linh vật, đến lúc đó còn thỉnh Hỏa Thần Vương vui lòng nhận cho. Nói chuyện chung Diêm Hướng đầy mặt cười phóng đãng, đều là thần vương cấp bậc. Nhưng hắn biết chính mình ở Hỏa Thần Vương trước mặt mặc kệ là thực lực vẫn là thân phận địa vị đều không có có thể so tính. 33 thiên điện trên danh nghĩa hiệu lệnh toàn bộ thần giới, chí cao vô thượng, mỗi một cái 33 thiên điện ra tới người đều cao nhân nhất đẳng, hắn tự nhiên muốn nịnh bợ, huống chi Hỏa Thần Vương trả lại cho hắn một cái tiến vào 33 thiên điện nghe được cơ hội, này với hắn mà nói quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt, cao hứng hỏng rồi, có thể tiến 33 thiên điện một chuyến. Nhiều đều có thể thổi mấy vạn năm. 33 thiên điện toàn bộ thần giới hàng tỷ vạn thần linh trong lòng thánh địa, đế tôn vô thượng tự mình chế tạo ra tới đạo tràng, thiên tộc nhất đẳng nhất cường giả hội tụ nơi, ai không nghĩ đi. Cơ hội này khả ngộ bất khả cầu a. Mà Hỏa Thần Vương nghe được Diêm Hướng nói như thế, vừa lòng cười, đối Diêm Hướng vốn là nhìn không tới trong mắt, nhưng tiểu tử này biết làm việc, thuận miệng vẽ một cái bánh nướng lớn khiến cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Bực này cao cao tại thượng cảm giác Hỏa Thần Vương thực hưởng thụ. Không nói đến bên này Hỏa Thần Vương triệu hoán 33 thiên điện 7 đại thần quân tiến vào yêu quang rừng rậm, Dương Nghị Vân còn lại là tránh ở Càn Khôn Hồ Nội. Bắt đầu khôi phục thần lực, chữa trị thương thế. Này chiến hắn là thật cửu tử nhất sinh. Một cái hoàng tu thần quân đều làm hắn thiếu chút nữa quải rớt, huống chi hắn không biết chính là, lại tới nữa 7 đại thần quân. Càn Khôn Hồ Nội. Dương Nghị Vân dùng một năm thời gian khôi phục lại sau, hắn xem xét tam mắt cùng A Mãnh, hai đầu thiên ma thú lần này bị thương có chút trọng, như cũ ở thời kỳ dưỡng bệnh, phía chân trời sư nương cùng Phan Vô Cực cũng tiến vào tu luyện trạng thái. Vốn dĩ hắn nghĩ ra đi, nhưng lại là xuyên thấu qua Càn Khôn Hồ thấy được bên ngoài cư nhiên có người. Hắn thấy được 7 cái thiên tộc, 7 đại thần quân, vội vàng thu hồi ý niệm, chặt đứt đi ra ngoài ý niệm, không hề nghi ngờ là thiên tộc đuổi giết người của hắn. Ngẫm lại vẫn là lưu tại Càn Khôn Hồ tiếp tục tu luyện đi, hắn hiện tại là trung vị thần quân cảnh giới, trải qua cùng hoàng tu thần quân bực này đỉnh thần quân một trận chiến, Dương Nghị Vân rõ ràng thực lực của chính mình đối phó bình thường thượng vị thần quân có thể,
nhưng là đối thượng đại ngũ hành ở ngoài đỉnh thần quân thực lực kém quá lớn. Nếu là không đem tu vi tăng lên tới thượng vị thần quân, hắn là không có biện pháp ứng đối. Trong lòng có chút sốt ruột, nhìn dáng vẻ bên ngoài bảy đại thần quân ở tìm hắn, chưa chừng liền sẽ phát hiện càn khôn hồ, đến lúc đó đã có thể phiền toái lớn. Phải nhanh một chút tăng lên thực lực mới được. Mà phá kính đan dùng qua đi, ở đi dùng đã không có hiệu quả, hấp thu thần thạch đi tu luyện, hắn biết sẽ có trợ giúp, nhưng đang ở càn khôn hồ chung, không có biện pháp hiểu được đại thiên địa, rất khó đột phá đến thượng vị thần quân cảnh giới. Trước mắt hắn biết chỉ có đi luyện hóa cao treo ở càn khôn hồ phía chân trời thượng 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng, chỉ có này đó thần ma nguyên thần năng lượng chung chất chứa ở ma thần tu luyện chi đạo, là có thể có trợ giúp cảnh giới phá quan. Hơn nữa hắn chuẩn bị cung cấp sư nương cùng Phan Vô Cực hai cái ban cho thần ma năng lượng, tin tưởng đều có trợ giúp, từ nào đó góc độ tới nói, 3.000 ma thần nguyên thần năng lượng là có thể tạo thần. 3.000 ma thần nguyên thần là thuần tịnh năng lượng thể, lớn nhỏ cấp bậc bất đồng, nếu có thể thừa nhận được, lý luận thượng chẳng sợ chính là thành tựu thần vương, thần yến thành là có khả năng. Đáng tiếc đều không phải là như vậy gian đơn giản, quá mức cường đại ma thần nguyên thần năng lượng là không chịu nổi. Hơn nữa di chứng rất cường liệt, yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian đi tiêu trừ di chứng, cũng may càn khôn hồ nội thời gian là ngoại giới 1.000 lần, vừa lúc có thể đền bù cái này đoạn bản. Hắn tăng lên một cái đại cảnh giới hắn là có thể luyện hóa hấp thu một lần ma thần năng lượng, hiện tại cũng là thời điểm tiến hành thần quân giai đoạn hấp thu. Trong lòng vừa động vung tay lên tháo xuống hai viên cùng sư nương với Phan Vô Cực hơi thở không sai biệt nhiều ma thần năng lượng, trực tiếp đẩy đưa cho bọn họ, hơn nữa truyền âm giải thích một phen. Làm cho bọn họ chậm rãi hấp thu, có thể tăng trưởng tu vi. Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực cũng chưa nhìn đến Dương Nghị Vân, nhưng lại biết nơi này là Dương Nghị Vân chí bảo không gian, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, liền biết ngoại giới chiến đấu kết thúc, cũng không có hỏi nhiều, đã có thể tăng lên thực lực cảnh giới bảo vật, kia bọn họ liền hấp thu tu luyện, chờ tiếp theo Dương Nghị Vân thời điểm chiến đấu, bọn họ hy vọng có thể giúp đỡ, mà không phải bị Dương Nghị Vân trở thành trói buộc thu vào cái này không gian. Dàn xếp hảo sư nương cùng Phan Vô Cực, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, lại là nghĩ không biết Tam Mắt cùng A Mãnh có thể hay không hấp thu luyện hóa thần ma năng lượng. Ngẫm lại từ phía chân trời tháo xuống hai viên đưa đến Tam Mắt cùng A Mãnh trước người, chờ đến chúng nó chữa trị thương thế lúc sau khiến cho chúng nó hấp thu luyện hóa thử xem, nếu là năng lượng thể, nghĩ đến thiên ma thú cũng là có thể hấp thu. Lần này chiến đấu Tam Mắt cùng A Mãnh đều ra đại lực, nếu là không có chúng nó hai cái. Dương Nghị Vân biết muốn giết Hoàng Tu Thần Quân còn không nhất định có thể thành, mặc kệ nói như thế nào, có thể làm Tam Mắt cùng A Mãnh tăng lên thực lực, đối hắn đều là đại chủ lực, dù sao 3.000 viên thần ma nguyên thần năng lượng, hắn mới gần tiêu hao 2 viên mà thôi, có rất nhiều, chỉ cần có dùng vậy dùng, không lãng phí, nếu có thể làm Tam Mắt cùng A Mãnh ở tiến thêm một bước, ở đi ra ngoài giết địch cũng không như vậy bị động. Dàn xếp hảo Tam Mắt cùng A Mãnh sau. Dương Nghị Vân phất tay tháo xuống một viên cảm thụ trung hòa hắn hơi thở không sai biệt nhiều ma thần năng lượng xuất hiện ở trong tay, cắn răng một cái, Dương Nghị Vân bắt đầu hấp thu luyện hóa. Thuần tịnh khổng lồ năng lượng, tiến vào trong cơ thể cuồng bạo vô cùng, như một đầu thoát cương con ngựa hoang ở trong cơ thể bắt đầu đấu đá lung tung, Dương Nghị Vân có thể làm chính là liều mạng đi vận chuyển càn khôn đạo chủng công, đi luyện hóa hấp thu, một chút đi dạy bảo này đó năng lượng, tới tăng cường chính mình thần lực. Đánh sâu vào thượng vị thần quân cảnh giới trạm kiểm soát. Đạo chủng thần hạch trong vòng 10 cây nói thụ cây non, bắt đầu phát ra ngũ quang thập sắc vầng sáng, từng sợi thần ma năng lượng bị hấp thu. Dương Nghị Vân tiến vào thâm trình tự tu luyện chung, thời gian ở càn khôn hồ nội bất chi bất giác ở sói mòn. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Thẳng đến càn khôn hồ nội 900 năm thời điểm, Dương Nghị Vân toàn thân thần quang lộng lẫy dựng lên, sau đầu ba cái thần quang là kim sắc. Nhưng ở thời điểm này chậm rãi gia tăng nhan sắc. Ở quá 100 năm lúc sau, sau đầu ba cái thần hoàn toàn biến thành thâm kim sắc. Càn khôn hồ hao tổn máy móc khi ngàn năm Dương Nghị Vân rốt cuộc từ giữa vị thần quân bước vào thượng vị đỉnh thần quân cảnh giới. Càn khôn hồ ưu thế ở ngay lúc này đầy đủ thể hiện ra tới, ở càn khôn hồ nội 1.000 năm tại ngoại giới cũng mới đi qua 1 năm mà thôi, tu vi đạt tới thượng vị đỉnh thần quân Dương Nghị Vân mới cảm giác trong lòng thoáng kiên định một chút. Bất quá có cái làm hắn xấu hổ sự là, lẽ ra ở cái này giai đoạn đã có thể phân ra đại ngũ hành chủ tu lực lượng, nhưng hắn lại không có. Đương nhiên không phải nói cái gì đều không có, mà là không có một cái chủ tu lực lượng. Cái này chủ tu lực lượng là chỉ đại ngũ hành chung, luôn có một cái dẫn đầu lực lượng, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ chung,
luôn là phải có một cái lực lượng chủ tu đầu to, hoặc là hỏa hoặc là thổ. Dư giả bốn loại lực lượng phụ trợ, như thế mới là thần quân cái này trình tự hẳn là có thể hiện mới đúng. Nhưng tới rồi hắn nơi này, cư nhiên là đại ngũ hành lực lượng chưa từng có cân bằng, căn bản là không có một loại lực lượng trở thành dẫn đầu. Cái này làm cho hắn thực xấu hổ. Bất quá mọi việc đều không có tuyệt đối, có hư liền có hảo, tuy rằng hắn không có chủ tu thuộc tính lực lượng xuất hiện, nhưng lại là hoàn toàn đại cân bằng, này cũng không phải là người bình thường đều có thể có. Nói cách khác, hắn đại ngũ hành chi lực, bất luận cái gì một loại đều là chủ tu lực lượng, ngũ hành đại cân bằng, tất cả đều có thể ở tùy ý chi gian thay đổi. Tỷ như hắn gặp phải hỏa thuộc tính tu sĩ, hắn là có thể lấy thủy thuộc tính là chủ, mặt khác bốn chung lực lượng vì phụ trợ tới khắc chế đối phương, lấy này loại suy, chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mặt khác ra đại ngũ hành ở ngoài, hắn còn có mặt khác năm loại đại ngũ hành ở ngoài lực lượng, cũng là đạt tới quỷ dị cân bằng trạng thái. Có được không gian, phong vân, lôi đình, thuần dương cùng chí âm năm loại ngũ hành ở ngoài lực lượng. Mỗi một loại lực lượng đều giống nhau. Người khác có lẽ tổng hội có một cái chủ tu lực lượng, muốn so mặt khác thuộc tính lực lượng đại một phân, nhưng ở hắn nơi này, cư nhiên hoàn toàn là cân bằng, đương nhiên ở trước kia là không tồn tại, các loại thuộc tính lực lượng chứa đựng tình huống tương đối không đồng nhất, nhưng lần này hấp thu thần ma nguyên thần năng lượng lúc sau, tu luyện 1000 năm, trong thân thể hắn các loại lực lượng hoàn toàn cân bằng. Vận chuyển chi gian vô cùng hài hòa, không có chút nào khác thường. Dương Nghị Vân biết này cùng hắn tu luyện công pháp là phân không khai, bản thân tu luyện liền cùng người khác không giống nhau, càn khôn đạo chủng công, hiện tại là chính hắn sở soạn ra tới lực lượng, đi chính là chính mình đại đạo. Mặt khác trong cơ thể có thể tồn tại 10 loại thuộc tính lực lượng, hoàn toàn là bởi vì đạo chủng thần hạch trong vòng 10 cây nói thụ, mỗi một gốc cây nói thụ cây non đều có chứa độc đáo thuộc tính, đây là ai cũng không có tình huống, độc nhất vô nhị. Đối này Dương Nghị Vân tuy rằng không biết là tốt là xấu, nhưng chung quy cho tới bây giờ, là ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Tuy rằng chưa thử qua hiện tại nếu là bùng nổ 10 loại đạo chủng lực lượng có gì trợ uy lực, nhưng cảm giác là Dương Nghị Vân cảm thấy hẳn là rất cường đại, đây là hắn bản năng tự tin. Trước kia tuy nói cũng tồn tại 10 loại lực lượng căn cơ, nhưng tuyệt đối không có hiện tại như vậy rõ ràng cường đại, lúc này đây tựa hồ là 10 loại đạo chủng lực lượng hoa lệ lột xác, tiến hóa một cấp bậc. Hắn thực chờ mong kế tiếp hắn đạo chủng lực lượng có thể bộc phát ra cái dạng gì lực lượng tới. Ân chủ, Vân Nhi, TTT, thầm thì, lúc này Thiên Cơ sư nương cùng Phan Vô Cực, Tam Mắt, A Mãnh tất cả đều lại đây. Dương Nghị Vân đứng dậy nhìn về phía bọn họ, thực hiển nhiên bọn họ mấy cái đã sớm kết thúc tu luyện, tất nhiên tỉnh lại sớm. Liếc mắt một cái đảo qua đi, Dương Nghị Vân có chút ngây người, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Cư nhiên không có một cái bước vào thần vương cảnh giới. Bất quá lúc này nhìn lại là tất cả đều cùng hắn giống nhau đạt tới thượng vị đỉnh thần quân tu vi. Trong lòng thầm than, thần giới tu luyện quả nhiên bất đồng với tiên giới, khó khăn to lớn viễn siêu tưởng tượng, xem ra muốn bước vào thần vương cảnh giới, còn cần tiếp xúc bên ngoài đại thế giới mới được. Dù sao cũng là thần vương cảnh giới, không có một cái đột phá cũng bình thường. Đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch. Chung quy đều là hấp thu thần ma nguyên thần năng lượng, muốn nói không có trưởng thành đó là không có khả năng. Lại nói tiếp, nhất rõ ràng đó là để Thiên Cơ sư nương cùng Phan Vô Cực, lại là trực tiếp từ sơ vị thần quân cảnh giới bước vào tới rồi thượng vị thần quân cảnh giới. Đây là thần ma nguyên thần năng lượng công lao, khá vậy lấy nói thật là có thể tạo thần trọng bảo. Ngẫm lại nếu là về sau không tăng lên một cái đại cảnh giới liền luyện hóa hấp thu một viên thần ma nguyên thần năng lượng, này tất nhiên chính là hỏa tốc nghịch thiên tạo thần. Thậm chí còn chỉ cần thần thể bản thân có thể thừa nhận trụ thần ma nguyên thần năng lượng, vậy có thể không ngừng đi tăng lên tu vi cảnh giới. Đây là kiểu gì nghịch thiên khủng bố tăng lên? Trách không được như lúc trước với thiến những cái đó càn khôn dư nghiệt muốn bắt hắn, muốn từ trên người hắn tìm càn khôn thần tôn lưu lại bảo vật. Dù sao Dương Nghị Vân biết càn khôn hồ nhất định phải bảo quản hảo, không thể xảy ra sự cố. Có càn khôn hồ ở, còn đừng nói hắn liền thật sự có thể nhanh chóng bay lên tới. Tương lai có thể cùng đế tôn cạnh tranh thần giới chi chủ. Không nói sư nương cùng Phan Vô Cực, ở Dương Nghị Vân trong lòng Tam Mắt cùng A Mãnh có lẽ là có thể tiến hóa đến bốn cảnh thiên ma thú sánh vai thần vương, đáng tiếc không có. Chỉ là cảm thụ chung Tam Mắt cùng A Mãnh hơi thở đạt tới tam cảnh cấp bậc điểm tới hạn, tuy rằng còn ở tam cảnh, nhưng hơi thở so với trước kia càng thêm hồn hậu dài lâu,
này liền thuyết minh, thần ma nguyên thần năng lượng đối thiên ma thú thậm chí đối hết thảy tu luyện sinh linh đều là hữu dụng. Dù sao tam mắt cùng A mãnh thực lực thật là tăng lên, đây cũng là chuyện tốt. Hiện tại cho nên người đều bước vào thượng vị đỉnh thần quân tu vi, chẳng qua tự nhiên có hơi thở mạnh yếu chi phân, dù sao cũng phải tới nói, lúc này đây tu luyện là một lần lực lượng thăng hoa. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ hiện tại nếu là đi ra ngoài, liền tính là ngoại giới có bảy đại thần quân tồn tại, bọn họ năm cái liên thủ cũng nên có thể đại chiến một hồi. Cùng sư nương mấy cái nói chuyện quá, dò hỏi đại gia tu luyện tình huống lúc sau, Dương Nghị Vân liền chuẩn bị đi ra ngoài, dặn dò mọi người đều tốt nhất chuẩn bị, bên ngoài chính là có bảy đại thần quân tồn tại. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, Dương Nghị Vân thật cẩn thận phóng xuất ra thần thức đi quan sát bên ngoài, ngoại giới thời gian cũng liền đi qua một năm. Cũng không biết phía trước kia bảy đại thần quân còn ở đây không chàng. Hắn phỏng chừng là ở, đối thần linh tới nói, một năm thời gian đánh cái ngủ gật đều không ngừng, không tìm được hắn, nhất định sẽ chờ một lát, hoặc là nói ở phụ cận tìm kiếm đi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thả ra thần thức đi. Kết quả hắn lại là thấy được một mảnh hắc ám. Cái này làm cho hắn trong lòng cả kinh. Sao lại thế này? Thần giới liền tính là đêm tối, kia cũng là có thái âm huyền nguyệt. Ánh sáng tuyệt đối không ám, hơn nữa hắn phía trước là ở bụi cỏ tiến vào càn khôn hồ, nói cách khác càn khôn hồ rừng ở bụi cỏ chung, sao có thể sẽ là một mảnh hắc ám đâu. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Dương Nghị Vân không nghĩ ra. Dừng một chút Dương Nghị Vân tăng lớn thần thức lực độ, ở một lần đi xem xét. Lúc này đây lại là rốt cuộc nhìn ra một ít manh mối. Hắn lại là tại hạ một giây, nhịn không được tuôn ra một tiếng thô khẩu ta sát. Cư nhiên nhìn đến chính là ngũ tạng. Ở tăng lớn một chút thần thức lực độ, rốt cuộc thấy rõ ràng, cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai càn khôn hồ bị một đầu nhìn qua như là lợn rừng giống nhau yêu thú cấp nuốt vào bụng chung. Quải không được mới đầu nhìn đến sẽ là một mảnh hắc ám. Dương Nghị Vân cười khổ, cái này kêu chuyện gì? Ở càn khôn hồ 1000 năm, càn khôn hồ ở bên ngoài bụi cỏ cũng liền 1 năm thời gian, cư nhiên bị này đầu ra tiếng cấp nuốt vào bụng chung. Cũng may này đầu yêu thú không phải cái gì cường đại yêu thú, hơi thở thượng cảm giác chính là một cảnh cấp bậc mà thôi. Mà ngoại giới là ban ngày, đại ngày liệt dương cao quải phía chân trời, hoàn cảnh lại là đã không còn lúc trước hốc cây nơi nào. Giờ phút này này đầu yêu thú xuất hiện địa phương, nhìn như là cái sơn cốc hồ nước liền thượng, bốn phía không có gì dị thường, cũng không có phát hiện bảy đại thần quân tồn tại. Này cũng coi như là chuyện tốt. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động thúc dục thần quang. Ngay sau đó xông ra ngoài. Chạm vào. Này đầu xui xẻo yêu thú trực tiếp nổ thành tới huyết phụ, Dương mẫu nhân xuất hiện ở hồ nước bên cạnh cười khổ. Yêu thú huynh đệ chớ trách, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Trung quy là sát sinh, Dương mẫu nhân ngoài miệng nhắc mãi một câu. Lúc sau trong lòng vừa động đem thiên cơ sư nương, Phan vô cực cùng tam mắt, A mãnh đều từ càn khôn hổ phóng ra. Vân nhi nơi này là địa phương nào? Thiên cơ hỏi một tiếng. Hẳn là còn ở yêu quang rừng rậm, Dương Nghị Vân không nhiều lời càn khôn hồ bị một ngụm yêu thú cấp nuốt vào bụng sự. Hắn hiện tại lo lắng 33 thiên điện những cái đó thần quân. Mới vừa nói chuyện hết sức, Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi nói, đại gia tiểu tâm không thích hợp. Hắn có phong vân thuộc tính lực lượng, hiện tại cảm giác thực nhạy bén, một chút liền cảm nhận được phía chân trời phía trên phong vân có vừa động. Tiểu tử tìm ngươi một năm, thật đúng là có thể trốn. Hiện tại xem ngươi trốn hướng nơi nào. Không thấy được người, nhưng bốn phương tám hướng lại nhớ tới một cái mang theo diễn ngược thanh âm, có chút âm nhu. Ngay sau đó bốn phía thiên địa không khí rung chuyển, thần quang lập lòe, lại là xuất hiện bảy đại thần quân. Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, vốn tưởng rằng có thể tránh thoát bọn họ, lại là không nghĩ tới trước tiên bị tìm được, còn đúng là âm hồn không tan. Bảy đại thần quân vừa xuất hiện, Dương Nghị Vân mấy người cũng làm ra đề phòng. Bất quá đảo cũng không có gì sợ quá, gần nhất đại gia thực lực tu vi đều có tăng lên, thứ hai cũng không địa phương chạy. Huống hồ lấy Dương mẫu nhân tính tình cũng không tính toán chạy. Lại tiến càn khôn hồ. Này căn bản không có khả năng, lúc này đi vào càn khôn hồ, nhất định liền đem càn khôn hồ giao cho bảy đại thần quân trên tay, đến lúc đó chờ bọn họ đưa đi 33 thiên điện, hết thảy toàn không. Càn khôn hồ là trăm triệu không thể bại lộ, đánh chết đều không thể. Vân Nhi lần này nói cái gì sư nương cũng muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, đây là mệnh lệnh, không được cãi lời. Thiên cơ trước tiên đánh dự phòng châm,
chính là sợ Dương Nghị Vân lại một lần đem nàng thu vào Càn Khôn Hồ bảo vệ lại tới, làm Dương Nghị Vân sư nương, luôn là làm bảo hộ, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Trong lòng không qua được khảm. Ân chủ, ta cũng là. Phan Vô Cực cũng kiên định vô cùng nói. Dương Nghị Vân biết hắn hai đều là có ý tứ gì, cười nói, yên tâm lần này ta thật đúng là yêu cầu các ngươi, đối mặt này bảy cái thần quân, yêu cầu chúng ta cộng đồng tới ngăn cản. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân trước sau đang nhìn xuất hiện ở bốn phía bảy đại thần quân, hắn sắc mặt ngưng trọng, ở cảm giác chung này bảy đại thần quân so với hắn phía trước chém giết hoàng tu thần quân tựa hồ còn phải cường đại, một cái so một cái hơi thở hồn hậu u trường. Đặc biệt là trước hết xuất hiện nói chuyện người, là cái một thân đại hồng bào trang điểm bạch diện tiểu sinh, càng là trong đó người xuất sắc. Nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập diễn ngược, giống như là miêu diễn lão thử giống nhau ánh mắt. Tựa hồ bọn họ mấy cái trong mắt hắn chính là con mồi, chính là người chết. Nhưng thật ra không sốt ruột ra tay, mà là đưa bọn họ 5 cái vây quanh lên. Dương Nghị Vân sắc mặt ngưng trọng, nhưng khí thế thượng lại là chút nào không thua nói, các ngươi là ác nhân bang người đi. Hắn kỳ thật cũng xác định, không biết là 33 thiên điện người cũng hoặc là ác nhân bang người, lẽ ra hắn chém giết ác nhân bang người nhiều nhất, sợ là ác nhân bang nhân tài đối. Nếu là ác nhân bang người, hắn khả năng trong lòng áp lực muốn điểm nhỏ, phản chi nếu là 33 thiên điện người, như vậy hắn áp lực liền lớn. Ha ha, tiểu tử tưởng lời nói khách sáo ha. Hành, trước khi chết cũng nên làm ngươi chết minh bạch, ít nhất làm ngươi biết chết ở ai trên tay. Cầm đầu đại hồng bào tiểu bạch kiểm ngữ khi có vẻ thực lười biếng dừng một chút tiếp tục nói, thân thể đứng thẳng đứng vững nghe, chúng ta cũng không phải là ác nhân giúp những cái đó bất nhập lưu tiểu bụi đời, chúng ta chính là 33 thiên điện 8 đại thần quân. Nga đương nhiên, chúng ta lão bát đã bị ngươi giết. Lại nói tiếp tiểu tử ngươi nhưng thật ra thực sự có điểm năng lực, rất tò mò ngươi là như thế nào giết chúng ta lão bát. Ai tính tính, biết cũng vô dụng, lão bát cũng hoặc bất quá tới, tiếp tục nói chúng ta, ân không đúng, là giới thiệu chúng ta, thân thể đứng thẳng đứng vững nghe, chúng ta là 33 thiên điện 8 đại thần quân, Nga lại sai rồi, hiện tại là 7 đại thần quân, vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng. Nga, không có thất bại. Bị tiểu tử ngươi giết, A Bát Đệ A ngươi chết thật oan uổng, chết ở một cái hạ giới phi thăng đê tiện thần tộc trên tay, thật oan uổng a a a a. Tiểu tử ngươi có thể xưng ta vì vũ tu thần quân, bọn họ 6 cái phân biệt là trụ hồng hoang thiên địa huyền 6 đại thần quân, lần này chúng ta 7 đại thần quân toàn thể xuất động, gần nhất là phụng mệnh, mà đến là cho lão bát báo thù, tiểu tử ngươi tuy chết hãy còn vinh, như thế nào tích, đừng đứng, nhanh lên tự sát đi, nếu là chờ ta mấy cái huynh đệ động thủ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng thích. Ta tam đệ giết người thích ngược đãi thần thai, sẽ làm ngươi sinh tử không thể thích, Nga đúng rồi, còn có bên cạnh ngươi mấy cái không phải thiên ma thú vẫn là thần thú gì đó, đều cùng nhau tự sát tốt nhất, nhà ta lão lục thích nhất nữ yêu tinh, bên cạnh ngươi cửu vĩ thần hồ chính là cực phẩm A, ha ha ha, còn liền lão ngũ thích uống thiên ma thú máu, nghe hắn nói là thế gian mỹ vị. Dù sao ta không quá thích kia ngoạn ý, tí tí tí, cho các ngươi 10 tức thời gian tự sát, nếu không liền chờ bị ngược đi. Đỏ thấm quần áo tiểu bạch kiểm cũng chính là 7 đại thần quân đứng đầu vũ tu thần quân đối Dương Nghị Vân không chỉ có là coi rẻ, quả thực là mở ra một hồi cá nhân tú, ngôn ngữ chi gian không hề có đem Dương Nghị Vân mấy cái đương hồi sự, trực tiếp xuất khẩu khiến cho tự sát. Nhất khả năng hận chính là, thằng nhãi này cư nhiên còn ở hù dọa đồng thời, trong lời nói đùa giỡn thiên cơ sư nương. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng tức khắc liền sát ý tràn ngập. Ha 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 ha, Dương Nghị Vân phát ra liên tiếp cuồng tiếu thanh. Ở cuồng tiếu hết sức, trên người hắc ám chiến giáp xuất hiện, tay phải chung đồ long kiếm nơi tay, trong lòng ở động, bẩm sinh bát quái đồ hiện lên đỉnh đầu huyền phù, lập lòe khắc văn thần quang, sau đầu 3 cái kim sắc thần hoàn hiện ra, thành thâm kim sắc. Giây tiếp theo tiếng cười đình chỉ, Dương Nghị Vân đối với 4 phía 7 đại thần quân nói, không cần 10 tức. Lão tử hiện tại liền đưa các ngươi thượng Tây Thiên, một đám cẩu giống nhau đồ vật, âm hồn không tan, một đám cao cao tại thượng, ai cho các ngươi dũng khí, đối lão tử coi rẻ. Sát! Trên người hắn sát khí càng ngày càng nặng, cũng không tin này chó má 7 đại thần quân có thể nghịch thiên. Bọn họ cường đại, chẳng lẽ hắn liền yếu đi sao? Đạo chủng thần hạch trong vòng, 10 đại đạo thụ các có bất đồng thuộc tính lực lượng cũng không phải là ăn chay, tất cả đều có một lần tăng lên. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc này 7 đại thần quân có bao nhiêu kiêu ngạo. Bên người thiên cơ thần quang thoáng hiện lần này lại là trực tiếp hóa thành cửu vĩ cô bê trạng thái, hai mắt đỏ đậm vẻ mặt, phát ra một tiếng thét dài, xông ra ngoài.
Phan Vô Cực cầm trong tay thần đao, thúc dục chi gian ầm ầm vang lên. Tam mắt cùng A Mãnh đều đạt tới tam cảnh đỉnh cấp bậc, thét dài mà đi. Năm đối bảy người, cố nhiên ở nhân số thượng ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mọi người đều ôm giết địch chi tâm, hơn nữa tất cả đều bị Vũ Tu Thần Quân một phen lời nói cấp nhảy lên lửa giận, chân chính chém giết, thật đúng là không nhất định là có thể nhược nhiều ít, chỉ là ở khí thế thượng là chút nào không thua bảy đại thần quân. Dương Nghị Vân kỳ thật áp lực lớn nhất, bởi vì hắn rõ ràng bảy đại thần quân đích xác không phải dễ đối phó, cứ việc bên người sư nương các nàng đều đạt tới thần quân đỉnh cấp bậc, nhưng ở ngang nhau cảnh giới chung, thực hiển nhiên bảy đại thần quân đều là thần quân chung đứng đầu tồn tại, thực lực tu vi không dung coi thường, bực này cục diện đại chiến chém giết dưới, cho dù là nhiều ra một người, thường thường đều có thể ảnh hưởng toàn cục, cho nên hắn mục tiêu trực tiếp đối chúng Vũ Tu Thần Quân cùng khoảng cách Vũ Tu Thần Quân tả hữu lão nhị cùng lão tam. Một chút cho chính mình định ra cao mục tiêu. Này không phải hắn cậy mạnh, mà là không hy vọng những người khác bị thương tổn, hắn có thể tận lớn nhất nỗ lực bám trụ một cái. Sư nương chúng nó áp lực liền phải tiểu một phân, hắn bám trụ ba cái, chẳng khác nào sư nương các nàng bốn đối tam, thắng mặt sẽ đại, liền tính là không thể chém giết, cũng không đến mức có hại. Đem lớn nhất áp lực tất cả đều thêm ở trên người mình, đây cũng là Dương Mẫu Nhân từ trước đến nay làm việc tính cách. Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Bởi vì hắn chí bảo nhiều. Bãi ở bên ngoài liền có tam đại chí bảo, hắc ám chiến giáp, bẩm sinh bát quái đồ. Đồ Long Kiếm, âm thầm có càn khôn hồ. Trong đó hắc ám chiến giáp cùng bẩm sinh bát quái đồ, nhưng đều là thiên đạo cấp bậc chí bảo, Đồ Long Kiếm hỗn đến bây giờ ngược lại thành yếu nhất, nhưng lại cũng là pháp thần chi gian, đáng tiếc chính là Dương Mẫu Nhân tu vi quá yếu, phát huy không ra uy lực chân chính tới. Mặt khác càn khôn hồ liền càng không cần phải nói, là hắn bản mạng chí bảo, chân chính lại nói tiếp, càn khôn hồ vô cùng có khả năng là bao trùm ở thiên đạo cấp bậc chí bảo phía trên bảo vật. Còn có chính là hắn tu luyện chi đạo, cùng bất luận cái gì sinh linh đều bất đồng, đạo chủng thần hạch nội dựng dục không phải thần thai chính là 10 đại đạo thụ, tuy rằng hiện tại như cũ là cây non trạng thái, nhưng lại là mỗi một gốc cây nói thụ đều là tự xưng nhất thể độc lập thuộc tính lực lượng, càng thêm có thể lẫn nhau dung hợp, 10 đại đạo loại chi lực bùng nổ kia cũng thật không phải trò đùa, Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết hiện tại 10 cây nói thụ có gì trợ uy lực. Có thể đơn độc thúc dục, có thể liên hợp vài loại thúc dục. Càng là có thể 10 đạo hợp nhất. Chiến đấu chi gian lấy đạo chủng chi lực vi căn cơ khống chế thần khí, tất nhiên cũng là thành gấp đôi cầm lực lượng tăng trưởng. Cho nên Dương Nghị Vân mới dám đi một chút đối mặt tam đại thần quân. Hắn hiện tại không cho rằng chính mình nếu nhiều ít. Bỗng nhiên qua đi, đệ nhất chính là thúc dục bẩm sinh bát quái đồ, hắn không xác định có thể đem tam đại thần quân thu vào bẩm sinh bát quái đồ trung luyện hóa đi, nhưng ít nhất, hắn biết chỉ cần thúc dục bẩm sinh bát quái đồ. Nhiều ít là có thể nhiều tam đại thần quân sinh ra ảnh hưởng, cho dù là có hơi chút can thiệp, cũng đủ hắn ra tay làm chết một cái thần quân. Mặc kệ hắn có bao nhiêu cường đại, bẩm sinh bát quái đồ tuy rằng ở trong tay hắn phát huy không ra vạn nhất lực lượng, nhưng chung quy là thiên đạo cấp bậc thần khí chí bảo. Bẩm sinh bát quái cho ta khai. Một bước bước ra bẩm sinh bát quái đồ oanh một chút theo hắn ý niệm bay vào tới rồi tam đại thần quân trên đỉnh đầu không, tám đạo khắc văn vận chuyển hạ, lốc xoáy môn hộ hình thành. Tám đạo vầng sáng nháy mắt hướng về tam đại thần quân chiếu rọi mà đi. Chiếu rọi bị bẩm sinh bát quái đồ bùng nổ mà ra khắc văn vầng sáng chiếu rọi trong người, Dương Nghị Vân tin tưởng liền tính không thể đem hắn hấp thu tiến bẩm sinh bát quái đồ chung, cũng muốn làm cho bọn họ giãy giụa một phen, đến lúc đó chính là hắn cơ hội ra tay. Trên thực tế hắn ra tay đều là nháy mắt đồng thời tiến hành. Không tốt, là bẩm sinh bát quái đồ. Phú Tu Thần Quân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Kinh hô chung đôi tay nháy mắt phũ động, cư nhiên kết ấn 3000 nói, toàn thân thần quang đại tác phẩm, sau lưng ba đạo thần hoàn bộc phát ra tới lại là một đỏ một xanh một bạch. Tam pháp 3000 ấn. Dứt lời hết sức, lại là đối với đỉnh đầu bẩm sinh bát quái đổ nháy mắt đánh ra đi, tàn ảnh mà động đầy trời đều là bàn tay. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng gầm rú nổ vang, mà Vũ Tu Thần Quân còn lại là nháy mắt bạo lui đi ra ngoài. Cư nhiên ngạnh sinh sinh trước thiên bát quái đồ khắc văn bao phủ hạ đi ra ngoài. Mà hai vị lão nhị cùng lão tam liền không may mắn như vậy, nhưng là lại cũng có năng lực. Chỉ nghe lão nhị bạo quát, phong vân thiên địa. Hô hô, thật lớn gió lốc trực tiếp xuất hiện ở lão nhị trên người, nháy mắt đem lão nhị bao vây ở trong đó, ẩn ẩn chung bắt đầu di động. Lôi đình lại là lão tam trực tiếp triệu hoán một đạo lu nước thô tráng lôi đình thẳng đánh bẩm sinh bát quái đồ. Nhìn qua muốn đem bẩm sinh bát quái đổ phách lui.
lão nhị cùng lão tam cơ hồ đồng thời mà động. Dương Nghị Vân lại là như thế nào sẽ bỏ qua toàn bộ cơ hội. Thừa dịp bọn họ ứng đối bẩm sinh bát quái đồ thời điểm, Dương Nghị Vân tiến lên, trực tiếp thúc dục trong cơ thể thần lực viên mãn chém ra nhất kiếm, khoảng cách chính là 10 mét. Lão đại vũ tu thần quân bản lĩnh đại chạy đi, hắn không đuổi kịp, nhưng nếu là ở làm lão nhị cùng lão tam cấp tránh thoát đi, kia hắn liền không cần đánh, trực tiếp tự sát tính. Lần này thúc dục bẩm sinh bát quái đồ so với lần trước uy lực lớn hơn nữa, Dương Nghị Vân biết đây là hắn tu vi tăng lên nguyên nhân, quả nhiên như Phục Hy Thần Hoàng lời nói, hắn thao tác bẩm sinh bát quái đồ là đi theo chính mình tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Oanh! Oanh! A! A! Nhất kiếm quét ngang chém qua. Ngay sau đó kêu thảm thiết vang lên. Lão nhị toàn thân bị gió lốc bao vây ở trong đó, Dương Nghị Vân nhìn không thấy, nhưng này nhất kiếm dưới lại cũng truyền ra một tiếng kêu rên kêu thảm thiết. Đồng thời lão tam triệu hoán lôi đình đánh rớt ở bẩm sinh bát quái đồ thượng, làm bẩm sinh bát quái đồ chấn động, giờ khắc này lại là làm lão nhị thuận thế mang theo gió lốc quát đi ra ngoài. Bất quá nhất kiếm quét ngang mà qua, lão tam lại là trên người không có gì bảo hộ. Tuy rằng hắn triệu hoán lôi đình bổ vào bẩm sinh bát quái đồ thượng, làm bẩm sinh bát quái đồ chấn động dung chuyển tan đi khắc văn vầng sáng, nhưng chính hắn không băm rớt Dương Nghị Vân này nhất kiếm, trực tiếp bị Dương Nghị Vân nhất kiếm chặn ngang chặt đứt. Đại ca cứu ta! Lão tam hồng tu thần quân bị nhất kiếm chặn ngang chảm thành hai đoạn, nhưng lại không chết, phát ra một tiếng cầu cứu. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, thân hình vừa động, trực tiếp chém ra một chảo ở lão tam hồng tu thần quân trên đầu. Chạm vào. Lão tam đầu bạo liệt, hắc ám yêu hoàng móng vuốt luyện chế bao tay mang theo kịch độc cùng hắc ám quy tắc lực lượng, lần này trực tiếp làm lão tam dư lại tàn khu hóa thành cho tàn. Lão tam. Nơi xa vũ tu thần quân cùng lão nhị trụ tu thần quân giống giận kêu to. Dương Nghị Vân vung tay lên bẩm sinh bát quái đồ huyền phù ở hắn đỉnh đầu, lại lần nữa thúc dục khắc văn chiếu rọi ở trên người hắn, chí bảo là của hắn, khắc văn quang mang hấp thu tự nhiên đối hắn vô dụng. Bất quá lại là có thể tới làm thành một đạo phòng ngự, cái này ý tưởng cũng là vừa rồi toát ra tới. Lúc này hắn xem qua đi, không nghĩ tới lão nhị cư nhiên không có việc gì, chỉ là khóe miệng có vết máu. Mà lão đại vũ tu thần quân giờ phút này hai mắt đỏ đậm trừng mắt hắn. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, hắc hắc, các ngươi không phải thực như sao, cái gì bảy đại thần quân, hiện tại xem ra muốn tự sát chính là các ngươi Nga, ha ha ha. Một giao thủ. Dương Mỗ Nhân rốt cuộc kiên định, hắn có tin tưởng chém giết chiến đấu, chủ yếu là bắt đầu có điểm coi thường lực lượng của chính mình, hiện tại xem ra có điểm cẩn thận quá mức. Phú Tu Thần Quân hai tròng mắt âm tình bất định, đại ý a, đại ý. Dương Nghị Vân tiểu tử này trên người có bẩm sinh bát quái đồ, đại danh đỉnh đỉnh chí bảo toàn bộ thần giới đều biết là Phục Hy Thần Hoàng, nhưng là hàng dệt cũng không ít, bắt đầu hắn cho rằng chính là một kiện hàng dệt, hiện tại xem ra là chân chính bẩm sinh bát quái đồ. Nếu không một giao phong, bọn họ tam huynh đệ sẽ không một cái trốn, một cái thương, một cái bị giết. Cái này phiền toái. Phú Tu Thần Quân nhìn Dương Nghị Vân, nghe hắn giờ phút này nói chuyện, cảm giác trên mặt nóng rát đau, phía trước làm Dương Nghị Vân tự sát nói, tiểu tử này còn nguyên cho hắn ném lại đây. Mấu chốt là đối phương có cái kia thực lực, nói như vậy. Hắn biết tưởng đơn giản, Dương Nghị Vân không phải một cái tầm thường thần quân. Hiện tại xem ra hơn nữa trên người hắn chí bảo, đã có thể áp quá bọn họ bảy đại thần quân. Một giao thủ liền tổn thất lão tam, giờ này khắc này bọn họ bảy đại thần quân biến thành sáu đại thần quân, nguyên bản 7-5, hiện tại biến thành 6-5, hơn nữa thực rõ ràng Dương Nghị Vân thực lực có thể liên lụy bọn họ hai người, dư lại chính là một chọi một, thật là có chút áp lực. Kỳ thật ở vũ tu thần quân trong lòng nghĩ đến, liền Dương Nghị Vân một người là cái khó giải quyết hóa. Mặt khác bốn cái một hồ hai ma thú hơn nữa một người, đều không đáng để lo. Bọn họ 33 thiên điện tám đại thần quân, chính là từ trăm triệu ngàn ngàn thần quân chung chỗ hết tài năng giả, là thần quân chung thần quân, sao có thể sẽ là tầm thường thần quân có thể đối phó. Liên tính là Dương Nghị Vân, ở vũ tu thần quân trong mắt cũng chỉ bất quá là có được chí bảo quá nhiều, chiếm đại tiện nghi, nếu không há có hiện tại cái này cục diện. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm. Đại ý chỉ có thể trách bọn họ chính mình, tổn thất một cái lão tam, bất quá quái Dương Nghị Vân, quái liền quái tự thân. Bọn họ bảy đại thần quân có thể có hôm nay, tự nhiên sớm đã có sinh tử giác ngộ. Trước mắt duy nhất phải làm, đó chính là xử lý Dương Nghị Vân, xử lý hắn tiểu tử này, hết thảy đều sẽ kết thúc. Phú tu thần quân cùng lão nhị trụ tu thần quân,
biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng, bọn họ mới là chính xác Dương Nghị Vân. Trạng thái ở kinh hoàng qua đi, điều chỉnh tới rồi tốt nhất, triển lãm ra sư tử vồ thỏ tư thế. Lão Tam chết là cái giáo huấn, những năm gần đây bọn họ quá an nhàn, có cái này giáo huấn cũng là tốt. Nhìn Dương Nghị Vân vũ tu thần quân giờ phút này tuy rằng nhìn có chút chật vật, nhưng lại tiểu bạch kiểm sắc như cũ là nhẹ nhàng sinh thái nói, hảo hảo hảo, thật lâu không ai có thể làm ta trở có nguy cơ cảm, thậm chí còn có thể chém giết một người ta huynh đệ, thật sự không tồi. Dương Nghị Vân tiểu tử ngươi thật đúng là cái quái thai, toàn thân đều là bảo, đều làm bản thần quân ghen ghét, như vậy kế tiếp, chúng ta hảo hảo đánh một trận, sinh tử cái loại này, hoặc là ngươi xử lý chúng ta, hoặc là chúng ta đem ngươi xương sụn Dương Tuệ, đến lúc đó ngươi trong tay chí bảo, chúng ta vui lòng nhận cho, ngươi có chịu không? Đối mặt phố tu thần quân như thế bình tĩnh nói chuyện, cực kỳ giống một cái tu dưỡng thâm hậu con em đại gia, lại là không hề có bởi vì đã chết một cái lão tam mà nổi trận lôi đình, mở miệng uy hát yêu ta từ từ. Phố tu thần quân tựa hồ đối sinh tử xem đạm nhìn thấu, cho rằng đây là thiên kinh địa nghĩa quy tắc. Khá vậy nguyên nhân chính là vì là như thế này, Dương Nghị Vân trong lòng ngược lại càng thêm trầm trọng cảnh giác. Càng là người như vậy, càng là khó nhất triền, càng là đáng sợ. Tục ngữ nói rất đúng, sẽ cắn người cẩu, không gọi. Phố tu thần quân hiện tại ở trong lòng hắn chính là người như vậy. Bực này nhân tài đáng sợ, rõ ràng là đối mặt sinh tử ẩu đả cục diệt, lại là cười hì hì nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Dương Nghị Vân trong lòng hít sâu một hơi, tinh thần độ cao tập trung, mở miệng nói, hảo a, vậy đến đây đi, ta có thể đem các ngươi 33 thiên điện 7 đại thần quân cấp chém giết rớt, ta đây cũng nổi danh không phải. Là lý lẽ này, ha ha ha, vũ tu thần quân cười to. Ha ha ha, Dương Nghị Vân cũng cười. Hai người cười to không ngừng. Ngay sau đó, lại là đồng thời nhích người. Biến mất ở tại chỗ. Oanh! Hai người nháy mắt giao phong. Rồi lại ở nháy mắt tách ra. Cùng thời gian, Dương Nghị Vân bỗng nhiên xoay người huy kiếm, lại là nhất kiếm mà ra, thẳng đến lão nhị trụ tu thần quân. Bởi vì lúc này trụ tu thần quân cư nhiên phải hướng sư nương các nàng mà đi, Dương Nghị Vân há có thể làm hắn như nguyện, trong lòng cũng rõ ràng, trụ tu thần quân đánh cái gì chủ ý, tất nhiên là muốn đi chém giết sư nương đám người, rồi sau đó mặt khác thần quân là có thể đằng ra tay tới đối phó hắn tới. Sao có thể làm trụ tu thần quân như nguyện? Dương Nghị Vân nhất kiếm chát qua đi, trụ tu thần quân không thể không dừng lại. Mà Dương Nghị Vân còn lại là ở xuất kích thời điểm, đã chắn trụ tu thần quân trước mặt. Hắn giống giận trung thúc dục trong cơ thể đạo chủng thần lực, xoát 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 múa may đồ long kiếm, kiếm quang trực tiếp bao phủ vài trăm thước phạm vi. Đồng thời cũng thúc dục hắc ám chiến giáp cùng bẩm sinh bát quái đồ, đem tự thân phòng ngự làm được lớn nhất, bởi vì vũ tu thần quân theo sát ở hắn phía sau mà đến. Tình huống như vậy hạ, hắn phải đối phó trụ tu thần quân, nhất định phải muốn đề phòng vũ tu thần quân. Ầm ầm ầm. Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng hắn trước hết cần đem lão nhị trụ tu thần quân cấp xử lý, nếu không sẽ thực phiền toái. Mà hắn đi đối lão nhị trụ tu thần quân ra tay, tất nhiên liền phải thừa nhận vũ tu thần quân công kích, đối này hắn chỉ có thể đua một phen, vận chuyển hắc ám chiến giáp cùng bẩm sinh bát quái đổ tới phòng ngự. Hắn là quyết tâm muốn làm chết lão nhị trụ tu thần quân, đối vũ tu thần quân công kích, cũng không đi quản. Múa kiếm mà ra sau. Kiếm quang đem lão nhị trụ tu thần quân cấp hoàn toàn bao phủ trong đó, không màng Dương Nghị Vân không trông cậy vào này một kích liền đem lão nhị cấp xử lý, bởi vì hắn chi gian nhìn thấy lão nhị có được đại ngũ hành ở ngoài phong vân lực lượng. Nhưng cũng không phải không nắm chắc xử lý hắn, ban đầu nhất kiếm chính là đem lão nhị bị thương nặng, đem lão tam cấp xử lý, cho nên Dương Nghị Vân là nhảy mềm quả hồng niết. Quả nhiên chỉ nghe lão nhị bạo giống, ngũ hành thêm thân, phong vân ở thiên. Ở Dương Nghị Vân kiếm khí mà đi thời điểm, lão nhị trực tiếp giống giận làm ra phản kháng, vừa rồi ở Dương Nghị Vân trên tay ăn mệt, lần này hắn nhưng một chút cũng không dám đại ý. Ầm ầm ầm, kiếm khí cùng phong vân chi lực va chạm bộc phát ra thật lớn nặng nề tiếng gầm rú. Ầm vang, phốc, cùng thời gian Dương Nghị Vân sau lưng bị vũ tu thần quân cấp tập kích. Thật lớn vô cùng công kích ở trên người, cho dù là có bẩm sinh bát quái đồ cùng hắc ám chiến giáp phòng ngự. Cũng là tại đây một kích hạ, làm Dương mẫu nhân bị thương, hộc ra một ngụm lão huyết. Bất quá còn hảo, ở thừa nhận trong phạm vi. Hắn cắn răng tiếp tục thúc giục hắc ám chiến giáp cùng bẩm sinh bát quái đồ, lần này lại là bất cứ giá nào, ở sau lưng bị vũ tu thần quân đòn nghiêm trọng là lúc, Dương Nghị Vân lý cũng chưa lý, trực tiếp bước ra bước đầu tiên,
lại là giơ lên đổ long kiếm, thúc giục trong cơ thể đạo chủng thần lực đồng thời, điều động càn khôn thần điện lực lượng tiến vào đổ long kiếm chung. Trong nháy mắt chi gian, lực lượng tăng gấp bội. Ong ong ong, đổ long kiếm phát ra kiếm minh thanh. Chết! Dương Nghị Vân nhất kiếm đối với lão nhị trụ tu thần quân chém xuống. Lão nhị! Phú tu thần quân giận dữ, bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân lần thứ hai một quyền, hắn biết lão nhị không cứu, cũng cứu không xuống dưới. Dương Nghị Vân tiểu tử này chính là người điên, căn bản liền không màng hắn ở sau lưng tập kích, được ăn cả ngã về không đi sát lão nhị trụ tu thần quân, này đến ích với Dương Nghị Vân trên người có được cường đại cao giai chiến giáp cùng bẩm sinh bát quái đồ làm phòng ngự, cho nên không có để ý hắn cái này thần quân đứng đầu lão đại công kích. Quyết tâm muốn đem lão nhị cấp xử lý. Này nhất kiếm đều làm vũ tu thần quân nheo mắt, hắn cảm nhận được, Dương Nghị Vân này nhất kiếm lực lượng lớn mấy lần. Tựa hồ có được một cổ hắn chưa từng có cảm nhận được quá lực lượng, cái này làm cho vũ tu thần quân nghĩ tới quy tắc áo nghĩa lực lượng, trong lòng đại kinh thất sắc, chẳng lẽ tiểu tử này trên người còn có cái gì càng thêm cao tầng thứ lực lượng. Vũ tu thần quân tương đối, nhưng lại cứu không được lão nhị trụ tu thần quân, Dương Nghị Vân này nhất kiếm vận dụng chính là càn khôn thần điện chi lực, lại nói tiếp thật đúng là siêu việt 10 đại thuộc tính lực lượng quy tắc áo nghĩa chi lực. Đại ca cứu, a, à, lão nhị trụ tu thần quân. Tuy rằng ngăn cản ở Dương Nghị Vân đệ nhất sóng công kích, nhưng lại không cách nào mà lập tức lần thứ hai công kích, chính hắn cũng cảm nhận được Dương Nghị Vân này nhất kiếm uy lực, đã xa xa vượt qua đỉnh thần quân có khả năng thừa nhận lực lượng. Kêu thảm thiết chung lại là bị Dương Nghị Vân mang theo càn khôn thần điện cùng đạo chủng chi lực nhất kiếm, đánh rớt trong người, tức khắc cả người đều nổ tung, hóa thành huyết vũ, triệt triệt để biến mất ở thiên địa chung. Phốc! Dương Nghị Vân lại bị vũ tu thần quân một kích, phun ra một búng máu dịch. Nhưng lần này hắn lại nở nụ cười, cuối cùng là lại xử lý một cái. Lau khóe miệng vết máu, Dương Nghị Vân toàn thân hắc ám chiến giáp khắc văn cùng bẩm sinh bát quái đồ vận chuyển, xoay người nhìn vũ tu thần quân nói kế tiếp đến phiên ngươi. Kẻ điên, ngươi là kẻ điên, không muốn sống kẻ điên. Vũ tu thần quân mắng Dương Nghị Vân, trong lòng hận ngứa răng, tràn ngập bất đắc dĩ, hắn thực lực cường đại, nhưng nề hà Dương Nghị Vân trên người chiến giáp cùng bẩm sinh bát quái đồ phòng ngự càng cường đại. Hắn hai lần toàn lực xuất kích, cư nhiên cũng chưa đánh vỡ Dương Nghị Vân phòng ngự, chỉ là ở thật lớn thần lực đánh sâu vào hạ, làm Dương Nghị Vân phun ra hai khẩu huyết. Này hiển nhiên khoảng cách đem hắn xử lý, kém một mảng lớn. Vũ tu thần quân biết, hôm nay là không được thiệt. Ha ha ha, người nói rất đúng, lão tử chính là kẻ điên, một cái bị các ngươi 33 thiên điện bức điên kẻ điên, vương bát đản ta và các ngươi không oán không thù, từ lúc bắt đầu liền không ngừng đuổi giết vô. Không điên ma thành sao? Tới a, lão tử đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, từ giờ trở đi, các ngươi tới nhiều ít ta thiếu nhiều ít, chung có một ngày lão tử muốn sát thượng các ngươi 33 thiên điện, xử lý cái kia chó má đế tôn, một đám vương bát đản, cao cao tại thượng, muốn giết ai liền giết ai. Lão tử mệnh lão tử định đoạt, muốn giết lão tử, lão liền tới đi, giống. Dương Nghị Vân cười lớn, hai mắt đỏ đậm. Hắn giờ phút này có chút điên khùng, nói chuyện chung lại là sát khí sát ý càng ngày càng long, lâu dài gần nhất bị không ngừng đuổi giết, thật sự là bực bội. Cái gì chó má đại kiếp nạn chi tử, đế tôn vô thượng, càn khôn thần tôn, quản ta đánh giám. Vừa đến thần giới, đã bị đánh thượng như vậy nhãn, làm hắn ở vào bị đuổi giết chung. 33 thiên điện mấy ngày này tộc, chính là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, luôn là có thể tìm được hắn, một đợt so một đợt thực lực cường đại. Nhưng thì tính sao, một đợt tiếp một đợt có thể hay không là bị hắn cấp xử lý. Hô! Phú tu thần quân trên mặt không còn có nhẹ nhàng bình tĩnh, phun ra một ngụm chọc khí, ngay sau đó cả người chấn động, lại là hơi thở không ngừng bắt đầu bò lên lên. Dương Nghị Vân đồng tử co rụt lại là không nghĩ tới người này như thế quyết tuyệt, cư nhiên vì giết hắn trực tiếp bắt đầu thiêu đốt thần thai tinh nguyên, mạnh mẽ bắt đầu tăng lên tu vi thực lực. Dương Nghị Vân ở biết phú tu thần quân muốn bắt đầu cuối cùng liều mạng. Đối này hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, vài lần giao phong xuống dưới, hắn cũng biết chính mình thần lực không cần đối phương kém, hơn nữa chí bảo thần khí phụ trợ, ở vào tuyệt đối thượng phong. Nếu phú tu thần quân muốn giết hắn nhất định phải muốn xuất ra cường đại nhất át chủ bài, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối phương át chủ bài cư nhiên là thiêu đốt thần thai tinh nguyên tới mạnh mẽ tăng lên thực lực. Này xem như đem vũ tu thần quân bước tới rồi tuyệt lộ. Bất quá này cũng khó trách, hắn liên tiếp chém giết hai đại thần quân, vũ tu thần quân nếu là không nóng nảy mới là lạ. Liều mạng đoán trước bên trong,
chỉ là phương thức không có đoán trước đến. Người này là cái quyết đoán tàn nhẫn người. Phải biết rằng thiêu đốt thần thai tinh nguyên, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì bỏ mạng, này cũng không phải là người bình thường có thể hạ quyết tâm, mà vũ tu thần quân còn lại là không chút do dự, quyết đoán vô cùng. Loại người này trở thành địch nhân, thật sự không phải cái gì chuyện tốt. Đáng tiếc hiện tại đã là địch nhân, hắn không đường lui. Chỉ có đem này chém giết, cũng cần thiết chém giết, Dương Nghị Vân nhưng không nghĩ cho chính mình lưu một cái như vậy địch nhân. Hiện tại đối với Dương Nghị Vân tới nói, cũng chỉ có một trận chiến, lại còn có muốn mau, bởi vì hắn khóe mắt phát hiện, sư nương bọn họ bên kia chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, đại gia tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Có vũ tu thần quân làm trò hắn, hắn cắm không thượng thủ, chính mình bên người bất luận kẻ nào, Dương Nghị Vân nhưng đều không hy vọng có việc. Cũng may hắn đem bảy đại thần quân chung, cường đại nhất ba cái bám trụ, hơn nữa chém giết hai người. Dư lại bốn cái thần quân thực lực, hiển nhiên không phải mạnh nhất, bảy đại thần quân dựa theo thứ tự danh liệt mạnh yếu, 10 năm mấy cái ứng đối đó là sau bốn cái, cũng không đến mức bị đối phương hoàn toàn áp chế. Lại nói trong đó ta mắt cùng A mãnh cũng không phải là ăn chay, bị chúng nó quấn lên thần quân cũng sẽ không hảo quá, mà thiên cơ sư nương còn lại là cửu vĩ thần hồ, bản thể trạng thái dưới chiến đấu cũng không thể coi thường. Duy độc cố hết sức chính là Phan Vô Cực, đáng tiếc chính là mọi người đều có đối thủ, hiện tại là một cái đối một cái ngang hàng trạng thái, ai cũng không thể giúp ai vội. Cho nên Dương Nghị Vân tâm lý cũng sốt ruột, nhưng lại không biểu hiện ở trên mặt. Vũ tu thần quân lúc này cùng hắn phải tiến hành cuối cùng chém giết, gãi đúng chỗ ngứa, sớm hay muộn đều phải xử lý đối phương, chém giết một phen, mau chóng giải quyết chiến đấu, đi giúp những người khác mới hảo. Đối mặt vũ tu thần quân bò lên hơi thở, Dương Nghị Vân cũng không nhàn rỗi, hắn sai động toàn thân thần lực, làm hắc ám chiến giáp khắc văn bùng nổ, trầm thấp nói, đạo chủng hợp nhất. Lại là cuối cùng nhất chiêu át chủ bài bắt đầu rồi, 10 đại đạo loại tiến hóa chi lực. Lần đầu tiên bắt đầu dung hợp ở bên nhau, từ đạo chủng thần hạch trung bùng nổ du biến toàn thân. Trong tay đồ long kiếm phát ra ong ong kiếm minh tiếng động. Đỉnh đầu bẩm sinh bát quái đồ tám đạo khắc văn lập lòe, chiếu rọi xuống tới vầng sáng đem hắn hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Toàn thân trên dưới thần quang thần lực lần này là 10 sắc. Hai người một cái liều mạng, một cái đùa chính là tu luyện căn cơ. Đều không phải đèn cạn dầu. Ngũ hành tề tụ, thuần dương cầm đầu. Phá vạn pháp khai sơn toái kim, cho ta chết tới lại là vũ tu thần quân bỗng nhiên giống to, trong tay bay múa dựng lên, từng đạo pháp quyết kết thành, lần này chính là Dương Nghị Vân đều không có thấy rõ ràng vũ tu thần quân không ngừng đánh ra nhiều ít nói tay quyết, là mấy ngàn đạo. Cũng hoặc là thượng vạn đạo. Ngay sau đó đối với Dương Nghị Vân đôi tay thành toàn quyền bùng nổ công kích, cả người cũng gần người đánh sâu vào. Dương Nghị Vân cũng hoàn thành trong thân thể hắn lực lượng điều động, giống to chung, đạo chủng hợp nhất. Càn khôn nghịch chuyển, chạm. Hắn giơ lên đồ long kiếm, đem toàn thân chi lực hội tụ với đồ long kiếm, một bước ra, giơ kiếm mà thượng. Hai người nháy mắt tiếp xúc hết sức, khoảng cách 3 mét, Dương Nghị Vân nhất kiếm chém xuống. Oanh! Ầm ầm ầm. Hai người ngay lập tức giao phong, kinh thiên động địa. Cường đại năng lượng dao động, không ngừng nhộn nhạo đi ra ngoài, nơi đi qua, cỏ cây đứt gãy, khuếch tán phương ngôn mấy chục năm, dự uy mới tan đi. Bụi đất phi dương hình thành sương mù dày đặc đem hai người bao phủ ở trong đó. Như bão cát giống nhau cuồn cuộn tận trời, phạm vi ước chừng có gần 100 mét. Nhìn đều dọa người. Mà khoảng cách bọn họ không ở ngoài thiên cơ đám người, cũng là bị Dương Nghị Vân cùng vũ tu thần quân lúc này đây đánh nhau cấp kinh động, hai bên lại là không hẹn mà cùng ngừng lại. Hai bên đều lo lắng từng người muốn lo lắng người. Thiên cơ cùng Phan Vô Cực lo lắng Dương Nghị Vân an ủi. Bốn cái thần quân ở lo lắng bọn họ lão đại vũ tu thần quân. Trên chiến trường vĩnh viễn là thay đổi trong nháy mắt, kinh thiên động địa sẽ có, yên tĩnh mất đi cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Thiên cơ đám người cùng tứ đại thần quân kéo ra khoảng cách dừng lại. Hai bên đều là hai tròng mắt có hoảng sợ chi sắc, vừa rồi Dương Nghị Vân cùng vũ tu thần quân bộc phát ra tới năng lượng hơi thở, đã siêu việt thần quân trình tự, phi thường đáng sợ. Ai không lo lắng? Vân Nhi. Ân chủ. TTT, thầm thì, lão đại, đại ca, lại là đều ở kêu từng người tưởng kêu người, hoặc là nói ở lo lắng. Tam tức lúc sau, tứ đại thần quân từ một cái khác phương hướng nhằm phía thật lớn khói bụi chung. Mà thiên cơ cùng Phan Vô Cực bốn cái cũng vọt qua đi. Hiện tại ai cũng không biết,
bên trong là tình huống như thế nào. Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, nhất định có một người ngã xuống, nếu không bùng nổ một lần sau, nên còn có đánh nhau, nhưng lại không có động tĩnh. Dựng lên mọi người đều biết, lúc này đây Dương Nghị Vân cùng Vũ Tu Thần Quân chém giết đối đua, hẳn là liền này một kích, có thể phân sinh tử một kích. Liền xem ai có thể sống sót. Cho nên mọi người đều vón đi vào, chính là muốn nhìn một chút, ai chết ai sống. Có thể sống sót cái kia, bọn họ động thủ cũng hoặc là cứu giúp. Như vậy thật lớn một kích chém giết, liền tính là sống sót người, sợ là cũng muốn bị thương nặng. Nháy mắt mọi người đều vọt vào thật lớn bụi đất chung. Bên trong cái gì cũng nhìn không thấy. Đã có thể ở thời điểm này, lại là từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. A a a a. Bụi đất chung có kiếm khí tung hoành, năng lượng dao động cường đại vô cùng. Cũng đem bụi đất cấp xua tan. Mới vừa vọt vào bụi đất Thiên Cơ lại là dừng lại nói, đều dừng lại. Nàng vung tay lên, bên người Phan Vô Cực cùng Tam Mắt, A Mãnh tất cả đều dừng. Bởi vì đại gia nghe được, vang lên tiếng kêu thảm thiết, không nhiều không ít vừa lúc là tứ thanh, hơn nữa không phải người một nhà thanh âm. Như vậy chỉ có thể là địch nhân, hơn nữa là cùng các nàng vừa rồi chém giết tứ đại thần quân thanh âm. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, là Dương Nghị Vân lại ra tay. Nhất định là như thế này, nhất định là Dương Nghị Vân cùng Vũ Tu Thần Quân đối kháng hết sức thắng, lại ở tứ đại thần quân vọt vào tới thời điểm, chém giết dư lại tứ đại thần quân. Trong lòng nghĩ như vậy gặp thời chờ, tiếng kêu thảm thiết biến mất, bụi đất cũng tan đi. Ngay sau đó Thiên Cơ mấy cái thấy được giữa sân. Lại là sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì các nàng thấy được, bụi đất trung tâm, Dương Nghị Vân nửa nằm cả người là vết máu, mà Vũ Tu Thần Quân còn lại là thân thể thượng mạo hắc khí thần thể đều ở hư thối, mắt thấy sẽ biến mất, thực hiển nhiên Vũ Tu Thần Quân đã chết. Cách đó không xa là vừa mới tứ đại thần quân đều là đầu mình hai nơi, chết thực thảm. Đương nhiên này không phải trọng điểm là giữa sân có một cái bao vây ở màu đen quần áo chung người tồn tại, đưa lưng về phía các nàng. Là địch là bạn, Thiên Cơ bốn cái vọt qua đi. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân lại là thấy được, ho khan nói, sư nương đừng khẩn trương người một nhà. Khụ khụ, phốc, nói chuyện chung lại là một búng máu dịch phun ra đi lên. Vân Nhi, ân chủ, Thiên Cơ thả lỏng xuống dưới, không kịp quản người áo đen. Lại là trực tiếp đi vào Dương Nghị Vân bên người, đem hắn nâng trụ. Dương Nghị Vân giãy giụa đứng dậy nói, sư nương đỡ ta đứng dậy. Ở Thiên Cơ nâng hạ, Dương Nghị Vân đứng dậy, giờ phút này hắn toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lại là tiến lên một bước đối với Hắc Y Nhân chắp tay nói, đa tạ các hạ ra tay. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, mau rời khỏi nơi này lại nói mặt khác, nói thật cho người biết, trừ bỏ 33 thiên điện người. Còn có một bát người cũng tiến vào yêu quang rừng rậm, mục tiêu là ngươi, vừa rồi đánh nhau động tĩnh quá lớn, so sánh với bọn họ đã được đến tin tức. Mặt khác ngươi lần này chém giết 33 thiên điện 8 đại thần quân, bước tiếp theo hỏa thần vương phỏng chừng sẽ tự mình động thủ sát ý, hỏa thần vương liền ở thiên thành ác nhân giúp làm khách, thừa dịp hỏa thần vương còn không có tới rồi phía trước, chạy nhanh rời đi, ngươi bị thương quá nặng, tưởng khôi phục thương thế rồi nói sau. Người áo đen nói chuyện chi gian. Lại là gỡ xuống khăn trùm đầu, hơn nữa thanh âm là nữ nhân thanh âm. Xoay người lại, Dương Nghị Vân cùng Thiên Cơ, Phan Vô Cực đều là sửng sốt. Giao Quang cô nương. Dương Nghị Vân là khiếp sợ nhạ. Giao Quang gật đầu ý bảo một chút, thúc giục nói, trước theo ta đi lại nói. Nói xong cũng không đợi Dương Nghị Vân nói chuyện, đi đầu về phía trước đi đến. Dương Nghị Vân nhìn Thiên Cơ liếc mắt một cái nói, sư nương chúng ta đi theo Giao Quang đi. Lão Phan nhớ rõ quét tước chiến trường. Là, ân chủ Phan Vô Cực hóa thành tàn ảnh bắt đầu siêu tập 7 đại thần quân trên người chứa đựng nhẫn. Dương Nghị Vân ở Thiên Cơ nâng hạ đi theo Giao Quang phía sau, đoàn người hướng về sơn cốc chỗ sâu trong mà đi. Đối với Giao Quang muốn mang theo bọn họ đi chỗ nào, Dương Nghị Vân không hỏi, dù sao hắn biết Giao Quang sẽ không hại hắn chính là, hơn nữa Giao Quang cư nhiên là một vị thần vương. Điểm này ở phía trước ra tay chém giết tứ đại thần quân thời điểm, hơi thở bùng nổ thời điểm Dương Nghị Vân cảm nhận được, trên người nàng bộc phát ra hơi thở là thần vương hơi thở, hơn nữa sau đầu có tứ đại thần hoàn, là thần vương không sai. Nếu Giao Quang yếu hại hắn, vừa rồi liền sẽ không ra tay. Hơn nữa một cái thần vương hiện tại đối hắn ra tay, bọn họ mấy cái thêm cùng nhau cũng chưa triệt. Trong lòng tương không nghĩ ra,
giao quang như thế nào sẽ xuất hiện ở yêu quang rừng rậm. Thoạt nhìn là đặc biệt vì hắn mà đến, hơn nữa hẳn là đã sớm tới, chẳng qua vẫn luôn đang âm thầm chú ý, biết hắn cùng vũ tu thần quân cuối cùng chém giết là lúc, nàng rốt cuộc nhịn không được hiện thân. Hắn tin tưởng giao quang lời nói không giả, lần này hắn tương đương là giết sạch rồi 33 thiên địa 8 đại thần quân, đây là đại sự, hỏa thần vương hắn đã sớm từ dễ ngàn hành trong miệng nghe nói qua, nhất định là cái lợi hại nhân vật, nếu là hỏa thần vương muốn giết hắn, thật đúng là cái đại phiền toái. Nghe theo giao quang, trước đi theo giao quang đi, thân bị trọng thương, cũng không thích hợp chiến đấu, đích xác muốn tạm lánh mũi nhọn. Dương Nghị Vân hồi tưởng khởi, phía trước hắn cùng vũ tu thần quân kia một kích, hắn cũng là nhìn không được trong lòng phát run, thiếu chút nữa hắn treo, cũng may, phục hy thần hoàng cái kia tao lão nhân vẫn là để lại một tay, luôn miệng nói bẩm sinh bát quái đồ đưa cho hắn, kỳ thật Dương Nghị Vân hiện tại rõ ràng, bẩm sinh bát quái đồ có lẽ chính là tạm thời mượn cho hắn, nếu không hắn phía trước liền treo. Dương Nghị Vân hồi tưởng khởi cùng vũ tu thần quân cuối cùng một kích. Lúc ấy hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, vũ tu thần quân lực lượng trực tiếp bước vào tới rồi sơ cấp thần vương trình tự. Nguyên bản còn nghĩ hắn dựa vào đạo chủng chi lực dung hợp là có thể cùng vũ tu thần quân chém giết, bởi vì hắn đối chính mình đạo chủng chi lực có tin tưởng, rốt cuộc thời gian độc nhất vô nhị 10 đại đạo thụ 10 loại thuộc tính lực lượng, mỗi một loại đều là độc lập, dung hợp về một ở bên nhau sau, kia chính là thật sự không thể coi thường lực lượng. Ai biết cùng vũ tu thần quân va chạm ở bên nhau sau, hết thảy đều thay đổi. Vũ tu thần quân thằng nhãi này xem như âm hắn một phen. Ngay từ đầu tuy rằng biết vũ tu thần quân thiêu đốt tự thân thần thai tinh nguyên khí tức bò lên một mảng lớn, nhưng Dương Nghị Vân lại là không nghĩ tới thằng nhãi này lực lượng ở mạnh mẽ tăng lên sau có thể đi vào thần vương trình tự. Kết quả giao phong hết sức, hắn liền biết vũ tu thần quân quá âm hiểm, thần lực va chạm dưới, lại là phát hiện vũ tu thần quân lần thứ hai tăng lên thực lực, một chút liền đem hắn sở hữu lực lượng áp chế xuống dưới, khổng lồ vô cùng lực lượng tiến vào trong cơ thể. Cho dù là hắn đạo chủng dung hợp lực lượng cũng ở nháy mắt bị áp chế kế tiếp bại lui. Trong cơ thể bị vũ tu thần quân thần lực bắt đầu bốn phía phá hư, mà hắn lại không hề biện pháp, lại như thế nào đi thúc giục thần lực ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời trong cơ thể pháp lực hoàn toàn cuồng bạo, kỳ kinh bát mạch vận công lộ tuyến, bị thật lớn phá hư, ngũ tạng lục phủ đều có vết rách, hơn nữa vũ tu thần quân lực lượng thẳng đến hắn đạo chủng thần hạch mà đi. Dương Nghị Vân lúc ấy đều tuyệt vọng, trong lòng ám đạo kia không thành cứ như vậy muốn treo. Bất quá liền ở ngay lúc này, hắn phát hiện một kiện quỷ dị việc đã xảy ra. Làm hắn nội tâm là hỉ ưu nửa tham. Đó chính là bẩm sinh bát quái đồ bắt đầu vận chuyển. Vận chuyển đương nhiên là thực bình thường, nhưng không bình thường địa phương là, bẩm sinh bát quái đồ là hoàn toàn không tuân thủ tháp khống chế vận chuyển. Một cái rõ ràng cảm giác truyền lại cho hắn chính là, bẩm sinh bát quái đồ là bị người khác thao tác vận chuyển. Hoàn toàn cùng hắn chi gian không có bất luận cái gì cảm ứng vận chuyển. Bất quá cũng chính là bẩm sinh bát quái đồ tự chủ vận chuyển, cũng cứu hắn mệnh. Đầu tiên là bẩm sinh bát quái đồ chung một cổ cường đại qua 8 đạo khắc văn lực lượng tiến vào trong thân thể hắn, cơ hồ ở khoảnh khắc chi gian, liền đem vũ tu thần quân khổng lồ lực lượng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế tan rã, nghiền áp giống nhau đuổi ra trong thân thể hắn. Ngay sau đó cổ lực lượng này trực tiếp lao ra trong thân thể hắn, ngay sau đó thẳng đến vũ tu thần quân giữa mày. A! À, vũ tu thần quân hoảng sợ kêu thảm thiết, đôi mắt trừng lớn, tức khắc liền đình chỉ hết thảy lực lượng thao túng. Dương Nghị Vân lúc này, tự nhiên nhìn ra manh mối, nếu là chảo không được cơ hội, kia hắn liền tính bạch lăn lộn, thực rõ ràng vũ tu thần quân bị bẩm sinh bát quái đổ chung bay ra tới lực lượng cấp nghiền áp. Ngắn ngủi mất đi hành động chi lực, thừa dịp lúc này. Dương Nghị Vân giơ lên đồ long kiếm, nhất kiếm liền đem vũ tu thần quân cấp phách ngã xuống đất, hơn nữa thúc giục hắc ám bao tay một kích dưới làm vỡ nát vũ tu thần quân thần thai, vốn dĩ liền thiêu đốt thần thai tinh nguyên vũ tu thần quân bị hắn này một kích hoàn toàn muốn mệnh, thân thể ngã trên mặt đất bắt đầu bị hắc ám chi lực cắn nuốt, đến tận đây ngã xuống. Vũ tu thần quân sau khi chết, này nói bất đồng với bẩm sinh bát quái đồ 8 đạo khắc văn chi lực lực lượng lại một lần về tới bẩm sinh bát quái đồ chung. Dương Nghị Vân trong lòng có điều hiểu ra, thực hiển nhiên đây là phục hy thần hoàng bút tích. Nhưng là đưa tặng hắn bẩm sinh bát quái đồ thời điểm, nhưng không có nói bẩm sinh bát quái đồ nội cư nhiên còn cất giấu như vậy một cổ cường đại lực lượng, nhìn như là có tự chủ ý thức giống nhau. Là phục hy thần hoàng không có đem bẩm sinh bát quái đồ hoàn toàn đưa cho hắn. Vẫn là nói phục hy có khác sở đồ. Cũng hoặc là phục hy hảo tâm,
tại tiên thiên bát quái đồ nội để lại một cổ như vậy lực lượng cường đại, chính là vì ở hắn sinh tử nguy cơ là lúc, tới bảo mệnh. Dương Nghị Vân không thể hiểu hết. Muốn nói Phục Hy Thần Hoàng nếu là hảo tâm nói, như vậy hắn vì cái gì lúc trước không đem cổ lực lượng này tồn tại nói cho hắn đâu. Còn có chính là, hắn mang theo bẩm sinh bát quái đồ lâu như vậy, cũng luyện hóa bẩm sinh bát quái đồ, nhưng lại là không hề có nhận thấy được bẩm sinh bát quái đồ chung cất giấu như vậy một cổ lực lượng, hoàn toàn không chịu hắn khống chế, căn bản liền cảm giác không đến. Đối này Dương Nghị Vân là trong lòng lạnh cả người, hỉ ưu nửa tham. Hỉ chính là thời khắc mấu chốt cổ lực lượng này cứu hắn mệnh, ưu chính là một cổ hoàn toàn cảm thụ không đến, thả lại không chịu đến khống chế lực lượng, này với hắn mà nói là tốt là xấu. Ở vào hợp đạo giai đoạn Phục Hy Thần Hoàng A. Bực này đại lão, quả nhiên không phải hắn có thể phỏng đoán. Dương Nghị Vân không nghĩ ra này trong đó có cái gì ẩn tình, nhưng lại từ giờ khắc này bắt đầu, đem bẩm sinh bát quái đồ cấp thiết hạ một đạo phòng tuyến, trong lòng nghĩ về sau vẫn là có thể tận lực thiếu dùng hết lượng không cần đi, ít nhất ở hắn vô dụng biết rõ ràng hoặc là nói có thực lực nắm giữ dấu ở bẩm sinh bát quái đồ chung kia của lực lượng phía trước, hắn đều phải cẩn thận. Nhưng là trái lại ngẫm lại, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, kia cổ lực lượng có lẽ chính là Phục Hy Thần Hoàng cho chính mình lưu lại bảo mệnh lực lượng, chỉ là nhân gia thân là đại lão, chưa cho chính mình giải thích. Kia chờ tồn tại, không đến mức tính kế hắn một cái vừa mới phi thăng tiểu thần nhân đi. Nói trắng ra là, hắn đều không đủ tư cách. Luôn là lần này có thể mạng sống, đều phải cảm tạ Phục Hy bẩm sinh bát quái đồ. Chung quy là cứu hắn một mạng, chém giết phố tu thần quân cái này đại địch, đến nỗi bẩm sinh bát quái đồ chỉ có thể ngày sau nói nữa. Mà giao quang xuất hiện, chính là ở ngay lúc này xuất hiện, ở hắn vừa mới chém giết rớt phố tu thần quân lúc sau, giao quang trống rỗng xuất hiện ở hắn bên người, còn nhớ rõ lúc ấy giao quang xuất hiện thời điểm, hắn trong lòng cười khổ, còn tưởng rằng lại là một cái cường đại địch nhân, hắn đã là nửa cái mạng trạng thái, căn bản liền không có biện pháp ra tay, trong cơ thể bị vũ tu thần quân phá hư rối tinh rối mù, căn bản không có lại đi ứng đối cái thứ hai địch nhân lực lượng. Bất quá cũng là lúc này. Lại là tứ đại thần quân vọt vào bụi đất chung, mà một tiếng áo đen giao quang còn lại là quyết đoán ra tay, trong tay thần quang chợt lóe, xuất hiện một phen thần kiếm bá 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 chém ra, liền cái thần quân giống như là bị thiết đậu hủ giống nhau, đầu mình hai nơi. Lúc này Dương Nghị Vân biết một thân người áo đen không phải địch nhân, rốt cuộc nhịn không được ngã xuống trên mặt đất, còn không có tới kịp hỏi đối phương là ai thời điểm, thiên cơ sư nương mấy cái vọt lại đây, ở lúc sau giao quang lộ ra chân dung. Sự tình chính là như thế, nhưng lại là vô cùng kinh tâm động phách. Dương Nghị Vân đến nay trong óc là giao quang huy kiếm chém giết tứ đại thần quân một màn, kiếm khí bùng nổ hơi thở, tuyệt đối là thần vương cấp bậc, cũng thấy được lúc ấy giao quang sau đầu đại biểu thần vương tứ đại thần hoàn. Hắn cũng không hỏi giao quang như thế nào sẽ xuất hiện, dù sao hiện tại xem ra giao quang là tới giúp hắn, lại nghe được giao quang nói, yêu quang rừng rậm còn có mặt khác thế lực ở tìm hắn, nghĩ đến hẳn là Càn Khôn Dư Nghiệt đi. Hắn bị thương thực trọng, yêu cầu khôi phục, cũng nghe từ giao quang kiến nghị, đi theo nàng đi, trước rời đi cái này chiến trường, miễn cho bị người truy lại đây, đến lúc đó cũng không phải là chuyện tốt. Giao quang muốn mang theo bọn họ đi chỗ nào, Dương Nghị Vân không hỏi, đi theo đi chính là, dù sao hắn có thể cảm nhận được, giao quang là không có ác ý, là tới hỗ trợ. Mặt khác giao quang là thần vương, nếu là đối bọn họ ra tay, bọn họ mấy cái sợ là không có một cái có thể ngăn cản trụ. Còn có chính là hắn bạn vong niên ứng minh quân tầng này quan hệ ở, giao quang xuất hiện, tựa hồ cũng liền hợp lý. Đệ nhất thần phường làm thần giới đại danh đỉnh đỉnh chợ đen tổ chức, tình báo tự nhiên sẽ không kém, có thể được đến hắn tiểu tâm tới rồi cứu giúp cũng bình thường. Trọng điểm là lúc trước cũng là giao quang cho hắn tin tức, nói ác nhân giúp bắt giữ yêu thú tiểu đội muốn tới yêu quang rừng rậm. Dù sao đối Dương mẫu nhân tới nói, hiện tại đầu óc thực loạn, hắn cảm giác bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng tin. Đều phải lưu cái tâm nhãn mới được. Vừa đi, Dương Nghị Vân âm thầm dùng một giọt sinh mệnh chi thủy, khôi phục trong cơ thể thương thế, ngũ tạng lục phủ đều đã chịu bất đồng trình độ bị thương nặng, chỉ cần sinh mệnh chi thủy khôi phục là nhanh nhất. Ước chừng nửa giờ sau, Dương Nghị Vân trong cơ thể ngoại thương thế xem như khôi phục, tiếp được chính là trải vuốt thần lực chữa trị kinh mạch, cái này yêu cầu thời gian. Thân thể khôi phục sau, Dương Nghị Vân dừng lại, nhìn thoáng qua sư nương cùng Phan Vô Cực. Lại là phát hiện hai người cũng là sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, không hề nghi ngờ ở phía trước trong chiến đấu, bọn họ đối mặt 33 thiên điện những cái đó thần quân một chọi một chung quy là ở vào hạ phong, bị thượng thương.
ngược lại là Tam Mắt cùng A Mãnh đều không có việc gì, hắn biết đây là thực lực tu vi thượng chênh lệch. Tính tính lộ trình, cũng rời xa chiến trường có gần trăm dặm, Dương Nghị Vân dừng lại nói, Giao Quang cô nương nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Gần nhất muốn cho sư nương cùng Phan Vô Cực khôi phục một chút thương thế, mà đến, hắn trong lòng có chút lời nói, cần thiết muốn tìm Giao Quang hỏi một chút. Ở phía trước dẫn đường Giao Quang xoay người, nghỉ đã muộn hạ, thấy được Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực sau, gật gật đầu nói, cũng hảo, các ngươi khôi phục một chút, chúng ta lại đi. Dương Nghị Vân sau khi gật đầu, trong tay một phen hai giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện tới rồi Thiên Cơ sư nương cùng Phan Vô Cực trước mặt nói, sư nương ngươi cùng lão Phan tưởng khôi phục một chút thương thế. Người sau cũng không có chối từ, các nàng hai người cũng đích xác bị thương thực trọng, không hồi phục một chút, tái xuất hiện cái gì biến cố, chính là kéo chân sau, ăn vào sinh mệnh chi thủy bắt đầu khôi phục. Tam Mắt cùng A Mãnh hộ pháp, Dương Nghị Vân đối Tam Mắt cùng A Mãnh phân phó một tiếng. TTT, thầm thì. Hai đầu thiên ma thú theo tiếng, tản ra một trước một sau vây quanh ở Thiên Cơ cùng Phan Vô Cực bên người. Lúc này Dương Nghị Vân mới hướng Giao Quang đi đến, nhìn Giao Quang nói, Giao Quang cô nương ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Yêu Quang rừng rậm? Có chút lời nói, nên hỏi hắn vẫn là muốn hỏi, không hỏi trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Hắn cũng sẽ không tin tưởng, Giao Quang sẽ đặc biệt vì hắn mà đến, cùng Giao Quang chi gian chỉ có giao dịch tình cảm, còn không có làm Giao Quang vì hắn mạo hiểm trình độ. Mà Ứng Minh Quân quan hệ có lẽ có, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Hiện tại hắn cảm giác tứ phía toàn địch, hơn nữa có chút địch nhân thấy không rõ, không thể không đề phòng điểm. Cứ việc Giao Quang đã cứu hắn. Giao Quang nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, nhìn về phía Dương Nghị Vân ánh mắt thật sự là có chút phức tạp, mới đầu hắn tưởng mượn sức Dương Nghị Vân, muốn cho Dương Nghị Vân tiến vào Thiên Thành Đệ Nhất Thần Phường, bởi vì tương lai nàng sẽ tiếp quản Thiên Thành Đệ Nhất Thần Phường phân bộ. Thuộc hạ tổng yêu cầu người không phải. Vì chuyện này hắn cũng trưng cầu tiểu dì ý kiến, muốn hay không trợ giúp Dương Nghị Vân đi đối kháng ác nhân giúp. Tiểu dì làm nàng chính mình quyết định, nàng thưởng thức Dương Nghị Vân, hạ quyết tâm giúp Dương Nghị Vân. Nhưng ai ngờ đến, đương nàng tự mình tiến vào Yêu Quang rừng rậm lúc sau, mới phát hiện sự tình phát ra nàng đoán trước. Dương Nghị Vân tiểu tử này thân phận, không đơn giản, thực không đơn giản, nhưng hiện tại đã không đường lui. Ác nhân bang tin tức là nàng cung cấp cấp Dương Nghị Vân, đã đắc tội ác nhân giúp, rồi sau đó tới mới biết được ác nhân bang sau lưng là 33 thiên điện. Hơn nữa liền ở một ngày trước tiểu gì đưa tin cho hắn, Dương Nghị Vân một ít hắn không biết tin tưởng, thật sự là chấn động nàng, hiện tại liền tính là không nghĩ giúp Dương Nghị Vân cũng không có cách, tiểu gì những cái đó tin tức, thật sự là một lời khó nói hết. Trọng điểm là đệ nhất thần phường tổng bộ, cư nhiên là đứng ở Dương Nghị Vân bên này. Giao Quang đối mặt Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, ta biết ngươi hiện tại trong lòng đa nghi, khả năng không quá tin tưởng ta, nhưng là ta thề, đối với ngươi không ý xấu, ta tới là muốn giúp ngươi. Dương Nghị Vân nghe thế một câu, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, đại tỷ, chẳng lẽ ngươi là coi trọng ta? Đương nhiên những lời này chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nói ra tới, Giao Quang là thần vương A. Có thể tấu chết hắn. Lúc này Dương Mẫu Nhân không nói chuyện. Chỉ là nhìn Giao Quang, ý tứ là ngươi có thể hay không đem nói rõ ràng. Như vậy không minh bạch lời nói, liền tính là ngươi vừa rồi đã cứu ta, ta cũng rất khó tin tưởng ngươi không phải sao. Mà Giao Quang vừa thấy Dương Nghị Vân ánh mắt liền biết Dương Nghị Vân không tin nàng, cười khổ nói thôi, vậy nói cho ngươi đi. Lời nói ở đây, nàng tạm dừng một chút, tổ chức ngôn ngữ mở miệng nói, mới đầu ta kỳ thật tưởng mượn sức ngươi tiến vào chúng ta đệ nhất thần phường. Sau lại là phát hiện người thân phận cư nhiên như thế không đơn giản, chính là 33 thiên điện đế tôn vô thượng trong miệng đại kiếp nạn chi tử, có thể nói ngươi chính là một cái đại phiền toái, sớm biết rằng ta liền sẽ không cùng ngươi có cái gì giao tế, nhưng từ ta cho ngươi cung cấp ác nhân giúp bắt giữ yêu thú 12 danh bang chúng tin tức một viên bắt đầu, theo ta đã cột vào ngươi tặc trên thuyền, bởi vì ác nhân bang sau lưng cư nhiên là 33 thiên điện hỏa thần vương. Nói cách khác, ta Thiên Thành đệ nhất thần phường đã đắc tội 33 thiên điện. Không đường lui, như thế chỉ có thể một con đường đi tới cuối chợ giúp ngươi, đương nhiên này chỉ là trong đó một nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân là ta tiểu gì cùng Ứng Minh Quân cư nhiên ở đã biết ngươi là cái đại phiền toái thân phận sau, còn dám định duy trì ngươi, làm ta cho ngươi cung cấp trợ giúp. Đúng rồi ta tiểu gì kêu Diêu Nguyệt Linh, cũng là Thiên Thành đệ nhất thần phường phường chủ, nàng cùng Ứng Minh Quân đều duy trì ngươi, ta có cái gì lý do chống đỡ hết nổi căng ngươi. Dương Nghị Vân nghe xong trong lòng nhiều ít có chút cảm động.
đương nhiên này phần cảm động là cho Ứng Minh Quân, tuy rằng cùng cái kia lão nhân nhận thức không bao lâu, nhưng nam nhân chi gian cũng là tồn tại nhất kiến như cố, hắn tin tưởng Ứng Minh Quân. Đến nỗi Giao Quang tiểu gì Diêu Nguyệt Linh, hắn là chưa thấy qua cũng không hiểu biết, bất quá có một chút hắn tin tưởng thiên thành đệ nhất thần phường có thể giúp hắn, theo đối không phải đến từ chính coi trọng chính mình tu luyện tiềm lực mượn sức. Trong đó có cái gì nguyên nhân, Giao Quang chưa nói, hắn cũng không nghĩ hỏi, dù sao hắn hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đều tưởng tính kế hắn, thích làm gì thì làm đi. Hảo đi, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều phải đa tạ ngươi, cứu giúp tri ân, tất đương ghi khắc, như vậy. Kế tiếp chúng ta muốn đi chỗ nào? Dương Nghị Vân đối yêu chỉ nói. Giao Quang trầm ngâm nói, hiện tại đi ra ngoài là không hiện thực, người giết 33 thiên điện 8 đại thần quân cùng ác nhân giúp như vậy nhiều người, toàn bộ ác nhân giúp đều sẽ giận dữ, mà ác nhân bang sau lưng chân chính nhân vật, là thiên thành thành chủ, tiếp được tất nhiên là ác nhân giúp cùng thiên thành đều sẽ tiến đến yêu quang rừng rậm tìm ngươi. Thậm chí còn hỏa thần vương tự mình ra tay cũng nói không chừng, mà ta phải đến tin tức là, trước đó, có Càn Khôn thần điện thế lực đã sớm tiến vào yêu quang rừng rậm, tựa hồ cũng là bôn ngươi tới, cho nên vừa rồi động tĩnh quá lớn, cũng là ta không cho các ngươi dừng lại nguyên nhân, ai biết ngay sau đó Càn Khôn thần điện người sẽ tìm được ngươi. Cũng muốn suy xét, hỏa thần vương cùng thiên thành thế lực kế tiếp động tác, dù sao không thể từ yêu quang rừng rậm đi ra ngoài chính là đã không có cái chắn, tương đương chui đầu vô lưới, không ra đi đãi ở yêu quang rừng rậm, có lẽ còn có thể tránh đi mũi nhọn. Mà ta muốn mang các ngươi đi địa phương là, yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở nghe đồn, yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong có dị động, có người nói có cái gì cường đại dị thú muốn xuất thế, cũng có người nói có cái gì trí bảo muốn xuất thế. Dù sao yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong đã xảy ra đại biến, có chướng khí lan tràn phạm vi mấy trăm dặm, chúng ta nếu là tiến vào chướng khí chung, tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại có thể tạm thời né tránh mấy phương thế lực truy tung. Ít nhất cũng muốn chờ các ngươi thương thế khôi phục, hoặc là tu luyện có thể lại tiến thêm một bước mới được, ngươi cảm thấy như thế nào? Giao Quang hỏi. Hết thảy thỉnh Giao Quang cô nương làm chủ, Dương Nghị Vân nhưng thật ra không có gì ý kiến, cũng cảm thấy Giao Quang phân tích có lý. Đến nỗi đi yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong, tất nhiên là rất nguy hiểm lựa chọn, nhưng so sánh với mấy thế lực lớn đối hắn đuổi giết, cái này nguy hiểm liền không tồn tại. Vậy đi thôi, yêu quang rừng rậm nói nhỏ không nhỏ. Nhưng nói đại cũng không lớn, chúng ta mới đi ra ngoài trăm dặm, đối với những cái đó cao thủ tới nói, chớp mắt cho đến, người không nghĩ bị giết đi. Giao Quang giờ phút này nói chuyện có điểm lãnh. Làm Dương Nghị Vân có điểm không thoải mái, nhưng có nhảy không ra tật xấu tới nghĩ lui, hẳn là hắn đối nàng sinh ra hoài nghi, làm nàng trong lòng không thoải mái đi. Bất quá Dương Nghị Vân không sao cả, đối nữ nhân tâm tình, hắn biết vĩnh viễn đều không phải ổn định, cũng đừng đi tự thảo không thú vị. Nhìn xem sư nương cùng Phan Vô Cực đều khôi phục không sai biệt lắm, liền đi qua đi, đem Giao Quang nói vừa nói, sư nương cùng Phan Vô Cực đều đồng ý tiến vào yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong đi. Lần này tốc độ nhanh không ít, Giao Quang một thân hắc y bao vây lấy, thấy không rõ khuôn mặt, đi thuốc đàng trước mặt, hơi thở nội liếm tới rồi cực hạn, Dương Nghị Vân biết nàng là không nghĩ bại lộ chính mình, phía trước cũng đối hắn nói qua, thiên thành đệ nhất thần phường đối hắn trợ giúp cũng chỉ có thể là âm thầm. Sẽ không trắng trợn táo bạo. Bởi vì đệ nhất thần phường còn không muốn cùng thiên thành thành chủ chính diện khởi xung đột, càng không nghĩ trực tiếp đắc tội 33 thiên điện. Đối này Dương Nghị Vân lý giải, nhân gia có thể giúp hắn cũng đã thực không tồi. Hơn nữa Giao Quang còn nói, dẫn bọn hắn mấy cái tiến vào yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong sau, nàng liền sẽ rời đi, về sau có thể hay không hoặc là từ yêu quang rừng rậm đi ra, liền xem bọn họ mấy cái chính mình tạo hóa. Như thế cấp tốc hành tẩu ở yêu quang rừng rậm 3 ngày. Rốt cuộc thấy được phóng lên cao đại sắc chướng khí. Phi thường nồng hậu, tầm nhìn nhiều nhất 3 mét. Lại còn có độc. Hảo, ta chỉ có thể hộ tống các ngươi đến nơi đây, dư lại lộ các ngươi chính mình đi thôi, ta cần phải trở về. Ngày nào đó nếu ngươi có thể từ yêu quang rừng rậm an toàn ra tới, thiên thành đệ nhất thần phường sẽ toàn lực chống đỡ ngươi. Đây là ta ý tứ, cũng là ta tiểu gì Diêu Nguyệt Linh cùng Ứng Minh Quân ý tứ. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Trước người 10 mét chính là nồng hậu màu trắng chướng khí, tụ mà không tiêu tan, tựa hồ liền bao phủ một khối to địa phương, Giao Quang cũng coi như là mang chúng ta tạm thời thoát hiểm, hiện tại phải rời khỏi. Hảo, cảm ơn, trở về thay hướng Ứng lão ca cùng. Dương Nghị Vân một phen cảm tạ nói chưa nói xong. Giờ phút này Giao Quang lại là sắc mặt biến đổi nói,
mau vào chướng khí, có người tới. Ha ha, rốt cuộc tìm được rồi, nghĩ như thế nào tiến chướng khí tránh né sao, vô dụng, tiểu tử ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Một cái âm chắc chắc thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Đi, hẳn là Càn Khôn thần điện người, liền ở cách đó không xa, tiến vào chướng khí hắn liền truy tung không đến chúng ta. Giao quang thúc dục Dương Nghị Vân, nàng trong lòng cũng là cười khổ, mới vừa còn nói muốn phân biệt, cái này đi không được, bởi vì nàng phát hiện có thần vương hơi thở, đối mặt thần vương cấp bậc cao thủ, nàng nếu là xoay người đi rồi, Dương Nghị Vân chính là tử lộ một cái, hiện tại chỉ có thể bồi Dương Nghị Vân tiến vào chướng khí chúng. Hảo đi, lúc này lão không kịp nhiều lời, Dương Nghị Vân tiếp đón sư nương mấy cái cùng giao quang cùng nhau tiến vào chướng khí chung. Có thần vương cấp bậc tồn tại. Đây là giao quang tiến vào khí độc lúc sau nói câu đầu tiên lời nói. Dương Nghị Vân trong lòng cũng là cả kinh, dựa theo hắn hiện tại trạng thái căn bản không có biện pháp cùng thần vương cấp bậc cao thủ quyết đấu. Giao quang tuy rằng là thần vương cấp bậc, nhưng rốt cuộc ngượng ngùng mở miệng, lại nói còn không biết có bao nhiêu người truy kích hắn đâu. Hắn biết liền tính trốn vào tầm nhìn không đủ 3 mét chướng khí chung, cũng đại biểu có thể an toàn. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Nghị Vân đối bên người sư nương mấy cái truyền âm, làm các nàng tiến vào Càn Khôn hồ đi. Lần này thiên cơ mấy cái đáp ứng rồi, bởi vì gần nhất các nàng đều bị thương, thứ hai hiện tại là bị người đuổi giết là chạy trốn, người nhiều nói mục tiêu quá lớn, Dương Nghị Vân một người nói, ngược lại là mục tiêu điểm nhỏ. Hơn nữa về Dương Nghị Vân Càn Khôn hồ thế giới thời gian. Thiên cơ mấy người là biết đến, ở trong đó thời gian là ngoại giới 1000 lần, đối với các nàng mấy cái tới nói, ngược lại là cái tu luyện cơ hội tốt, vừa lúc ở bên trong tu luyện khôi phục thương thế, nếu là có khả năng nói, có thể đột phá đến thần vương trình tự, đến lúc đó ở ra tới bang chủ Dương Nghị Vân mới là càng tốt lựa chọn. Trưng cầu sư nương ý kiến sau, Dương Nghị Vân cố ý cùng phía trước giao quang thoáng kéo ra khoảng cách, kém ước 10 mét sau, Dương Nghị Vân phất tay chi gian, đem thiên cơ, Phan Vô Cực, Tam Mắt cùng A Mãnh đều thu vào Càn Khôn hồ chung. Vốn dĩ tại đây chờ nơi nơi là khí độc hoàn cảnh, hắn cũng nên tiến vào Càn Khôn hồ đi, rốt cuộc nơi này khí độc hoàn cảnh đặc thù, thần thức cũng không dùng được, tùy tiện tìm một chỗ tiến vào Càn Khôn hồ địch nhân cũng tìm không thấy. Chính là hiện tại không được, bởi vì giao quang tại bên người, tạm thời không quá phương tiện, về Càn Khôn hồ hắn còn tạm thời không nghĩ làm giao quang biết, nói thật hiện tại địch nhân quá nhiều, đối giao quang còn không có hoàn toàn yên tâm. Ở thật sự không có đường lui thời điểm hắn là không nghĩ đem Càn Khôn hồ bại lộ đi ra ngoài, bởi vì Càn Khôn hồ quan trọng không cần nói cũng biết, nếu không với thiến các nàng nơi Càn Khôn dư nghiệt cũng sẽ không trực tiếp tới đuổi giết hắn, muốn trên người hắn chí bảo, cái này chí bảo vô cùng có khả năng chính là Càn Khôn hồ. Cho nên Càn Khôn hồ quan trọng không cần nói cũng biết, liền tính là sư nương các nàng mấy cái Dương Nghị Vân cũng không có đối với các nàng nói qua đây là Càn Khôn hồ. Các nàng chỉ là biết là hắn một kiện không gian trí bảo, cũng không phải biết là Càn Khôn hồ. Ở Dương Nghị Vân trong lòng Càn Khôn hồ là bản mạng trí bảo, không đến sống chết trước mắt, hắn là không dám bại lộ ra tới. Dương Nghị Vân. Đúng lúc này giao quang kêu to một tiếng. Tới. Dương Nghị Vân vội vàng trả lời một tiếng, tầm nhìn không cao, thần thức ngăn cách, hoàn cảnh như vậy hạ, nhìn không tới thời điểm, cũng chỉ có kêu to. Giao quang vốn dĩ đi tuốt đàng trước phương, chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân không thấy, tức khắc có chút sốt ruột kêu to một tiếng. Cũng liền kém 10 mét, Dương Nghị Vân vội vàng qua đi. Giao quang nhìn đến Dương Nghị Vân, lại là không có nhìn đến những người khác. Các nàng đâu? Giao quang tùy ý hỏi một câu. Dương Nghị Vân biết không thể gạt được đi, cũng không chuẩn bị gạt giao quang, đương nhiên Càn Khôn hồ là không thể nói, sắc mặt bất biến nói ta có không gian thần khí. Làm các nàng đi vào chữa thương. Ân, đi thôi. Giao quang muốn không có lại truy vấn, bởi vì nàng biết không gian thần khí tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải không có, nhưng thật ra xem trọng Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, cư nhiên trên người có không gian thần khí. Đào cũng không nghĩ nhiều, ở nàng xem ra, làm thiên cơ các nàng tiến vào không gian thần khí cũng là chuyện tốt, ít nhất bị người đuổi giết thời điểm, mục tiêu có thể điểm nhỏ. Đã có thể ở thời điểm này phía trước cái kia thanh âm lại một lần vang lên nói, tiểu tử cho rằng trốn vào khí độc liền vậy ngươi không có biện pháp sao? Cho ta khai. Không tốt, chạy mau. Giao quang giờ phút này một sốt ruột, trực tiếp nắm lên Dương Nghị Vân thủ đoạn, vèo một chút liền về phía trước phóng đi. Bị giao quang bắt lấy thủ đoạn, làm Dương Nghị Vân trong lòng có chút đã lâu khác thường. Hơn nữa ở bọn họ hai cái về phía trước mà đi thời điểm, phía sau lại là cuồng phong gào thét dựng lên.
Cũng may Giao Quang không hổ là thần vương, cư nhiên bắt lấy hắn tay, cơ hồ ở hô hấp chi gian liền đến mấy ngàn mét ở ngoài. Một hơi khả năng về phía trước chạy mười mấy thời điểm, Giao Quang mới dừng lại. Tạm thời muốn dừng, lại hướng chỗ sâu trong, không nhất định sẽ đụng tới cái gì, chúng ta trước quan sát lại nói, đối phương thi pháp đem khí độc cấp thổi tan, liền phải có thể tìm được chúng ta, cũng may nơi này khí độc tụ mà không tiêu tan, thổi tan lúc sau cũng thực mau có thể ngưng tụ lên. Giao Quang nói, ngượng ngùng, liên lụy ngươi. Dương Nghị Vân có chút xin lỗi tiếp tục nói, ngươi đi đi, bọn họ mục tiêu là ta, hiện tại tiến vào khí độc, bọn họ cũng không nhất định tìm được ta. Giao Quang giờ phút này như cũ bắt lấy Dương Nghị Vân thủ đoạn, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, lại là trừng mắt nhìn hắn giống nhau nói, ta Giao Quang tuy xuất thân phường thị làm chính là giao dịch chi đạo, nhưng lại cũng là đem nghĩa khí đem tình cảm, nếu là ta hiện tại rời đi, ngươi nhất định xong đời. Ngươi cho rằng thần vương cấp bậc như vậy dễ đối phó. Này đó khí độc khả năng đối những người khác hữu hiệu, nhưng đối thần vương cấp bậc cao thủ tới nói, như cũng có thủ đoạn ứng đối, ta chi giác chung tới cùng ta giống nhau hẳn là cho rằng sơ giai thần vương, nhưng lại mang theo không ít thủ hạ, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể ứng đối một cái vị thần vương sao? Ta, Dương Nghị Vân nghẹn lời, trong lòng muốn mắng nương, ngươi nói chuyện muốn hay không xưng sao chọc tâm a? Kỳ thật nội tâm tưởng chính là, làm Giao Quang rời đi sau, hắn liền tìm cái bí ẩn địa phương, hướng Càn Khôn Hồ một toàn, đến lúc đó quản hắn hồng thủy ngập trời, ngoại giới đều đem cùng hắn không quan hệ. Nhưng cô nương này, có điểm thật thành a. Này một phương nói ra tới, thật đúng là làm Dương mẫu nhân có chút cảm động. Cười khổ nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dựa theo ngươi như vậy cách nói, chúng ta sớm hay muộn bị phát hiện. Có thể làm sao bây giờ? Giao trộn Giao Quang thở phì phì nói, thật muốn là đối phương phát hiện chúng ta, vậy một trận chiến, cô nãi nãi cũng không phải ăn chay, bất quá. Hô hô hô, Giao Quang nói chưa nói xong, ở các nàng phía sau khí độc lại là quay cuồng lên, như trống rỗng nổi lên gió lốc giống nhau. Cơ hồ ở trong nháy mắt cuồn cuộn khí độc, hướng về hai bên quay cuồng mà đi, lộ ra ước chừng hơn 1.000 mét khoan nói. Nói đến lại cũng kỳ quái, đương khí độc quay cuồng mở ra lúc sau. Dương Nghị Vân mới nhìn đến đại địa thượng, cư nhiên là không có một ngọn cỏ trụi lùi vầng sáng, một cục đá cư nhiên đều không có, hoàn toàn là cứng rắn bùn đất đại địa. Trách không được vừa rồi Giao Quang dẫn hắn chạy thời điểm, không đụng phải bất cứ thứ gì. Dương Nghị Vân nhớ kỹ không cần quay đầu lại, hướng về chỗ sâu trong chạy, liền tính là gặp phải cái gì không thể biết nguy hiểm, cũng so với bị người bắt lấy cường, ta đi bám trụ đối phương tên kia thần vương. Giao Quang nói chuyện chung phải về đầu tiến lên. Ở các nàng phía sau cây số nơi đã ẩn ẩn có một người nhanh chóng mà đến. Lần này lại là Dương Nghị Vân trở tay bắt được Giao Quang tay nói, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, lần này ngươi nghe ta, chúng ta cùng nhau hướng về chỗ sâu trong chạy, ta có biện pháp. Giao Quang bị Dương Nghị Vân ngăn lại, tức khắc chán nản, liền tưởng buột miệng thốt ra một câu, ngươi có dám biện pháp, cô nãi nãi không đi ngăn đón, đến lúc đó đều ngươi xong đời, mà khi nàng nhìn đến Dương Nghị Vân một đôi thanh triệt kiên định hai mắt hết sức. Những lời này chung quy nuốt trở vào, ma xui quỷ khiến gật gật đầu nói kia. Hảo đi. Nói chuyện lại lần nữa mang theo Dương Nghị Vân hướng về khí độc chỗ sâu trong mà đi. Nàng cũng không biết sao lại thế này, đường đường thần vương lại phải tin tưởng một cái thần quân. Ngay lập tức chi gian lại là mấy ngàn mét ở ngoài, ở một lần tiến vào khí độc. Mà phía sau truy kích người cười to trốn, bản thần vương nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Lần này mang theo thượng trăm tên thần quân rời núi, nếu là ngươi làm tiểu tử từ mí mắt phía dưới đào tẩu, ta Băng Phong thần vương chẳng phải là phải bị người chê cười chết, ha ha ha, kẻ hèn khí độc còn ngăn không được bản thần vương tầm mắt. Tự xưng là Băng Phong thần vương người tốc độ cũng là ngay lập tức tới, thực mau tới rồi Dương Nghị Vân cùng Giao Quang vừa mới lạc tạm dừng nơi, trong tay cầm một phen kim sắc cây quạt giống nhau thần khí, mỗi huy động một chút, nồng hậu khí độc liền tự hai bên quay cuồng mà đi. Ở hắn phía sau còn lại là đi theo thượng trăm tên thần quân theo sát mà đến. Giao Quang cùng Dương Nghị Vân tuy rằng tạm thời trốn vào khí độc chung, nhưng lại đem Băng Phong thần vương lời nói một chữ không rơi nghe vào trong tai. Giao Quang cười khổ nói, lần này khả năng phiền toái, Băng Phong thần vương tuy rằng là sơ giai thần vương, nhưng ở Càn Khôn thần điện thế lực thần vương chung lại là tên tuổi không nhỏ, chủ tu Băng Phong chi lực, trong tay càng là có được một phen thần chủ cấp bậc tử kim cuồng phong phiến. Đóng Băng thần vương trong tay có tử kim cuồng phong phiến, nơi này khí độc chi khí với hắn mà nói chính là bài trí. Dương Nghị Vân cũng trong lòng phát khổ,
một người thần vương mang theo trăm tên thần quân, thật đúng là danh tác. Nhưng tâm lý càng thêm hỏa đại, quả nhiên là càn khôn dư nghiệt thế lực, hắn này xem như bị người một nhà đuổi giết a. Vốn là càn khôn thần tôn truyền nhân, càn khôn thần điện cái này tổ chức là càn khôn thần tôn lưu lại, lẽ ra hắn chính là thiếu chủ, kết quả, hiện tại là hắn cái này thiếu chủ bị người một nhà đuổi giết. Không hề nghi ngờ lần trước chém giết với thiến những người đó sau, hoàn toàn chọc giận càn khôn thần điện người, lần này trực tiếp là thần vương mang đội, lại còn có trăm tên thần quân. Liền tính hắn bên người có giao quang hỗ trợ, cũng không làm nên chuyện gì. Chi? Giờ phút này giao quang mang theo Dương Nghị Vân điên cuồng mà chạy, phía sau băng phong thần vương còn lại là không ngừng kích động khí độc gắt gao truy kích, kém cũng liền không đủ cây số, điểm này khoảng cách sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Nhưng mà chính là lúc này, một tiếng đâm thủng màng tai thét dài thanh chi một chút vang lên, nghe tới giống như khoảng cách bọn họ không xa. Dương Nghị Vân vội vàng đối giao quang nói, hướng về này thanh thét dài đi. Giao quang sửng sốt, lại cũng minh bạch Dương Nghị Vân cái gì ý đồ, cười khổ nói, chỉ mong chúng ta vận khí tốt. Ngay sau đó hai người thay đổi phương hướng, hướng về thét dài tiếng động mà đi. Này một tiếng thét dài hiển nhiên không phải cái gì nhân loại thanh âm, có thể xuất hiện ở yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong, đặc biệt là ở khí độc trong vòng thét dài, tất nhiên là cái gì thần thú dị thú nhánh sông, hơn nữa tuyệt đối không phải cái gì tầm thường sinh linh. Dương Nghị Vân nói muốn này thanh thét dài mà đi, giao quang nháy mắt minh bạch hắn ý đồ, đơn giản là mượn khí độc chỗ sâu trong sinh linh tới kiểm chế phía sau băng phong thần vương, trước mắt tới nói đảo cũng là cái biện pháp. Thực mau liền mang theo Dương Nghị Vân nhằm phía vừa rồi kia một tiếng thét dài nơi mà đi. Chỉ chớp mắt hai người thực hiện trong giây lát rộng mở thông suốt. Lại là đã không có khí độc sương mù, trong tầm mắt xuất hiện một cái có hoa có thảo có núi đá cây cối nơi. Như thế cùng tiến vào khí độc thời điểm hoàn cảnh trái ngược. Khí độc trong vòng không có một ngọn cỏ, mà nơi này lại không có một tia khí độc không nói, ngược lại còn một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thoạt nhìn này một mảnh địa phương đảo cũng không nhỏ, dù sao mắt thường là vô pháp nhìn đến giới hạn, hơn nữa ở vô hình chung cũng ngăn cách thần thức. Đây là địa phương nào? Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi một tiếng giao quang. Nơi này hẳn là yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong giao quang cũng ở đại lượng nơi này. Phía sau như cũ là cuồng phong gào thét. Hai người liếc nhau, đơn giản hướng về chỗ sâu trong mà đi. Phía sau băng phong thần vương là quyết tâm cắn xé bọn họ hai không bỏ. Hai người không đi qua lâu, xuyên qua một mảnh bụi cây, lúc này phía trước cái loại này đâm thủng màng tai thét dài lần thứ hai vang lên. Chi! Ngay sau đó lại là từng tiếng không giống bình thường chu lên lần thứ hai vang lên. Giống giống giống. Nghe tới tựa hồ như là có rất nhiều yêu thú kinh hoàng thất thố chu lên thanh. Không đúng, dừng lại. Giao quang vội vàng dừng lại nói chuyện. Dương Nghị Vân tưởng trợn trắng mắt, hắn tay vẫn luôn bị giao quang nắm chặt ở trong tay, phải đi muốn đỉnh đều là nàng định đoạt, rất muốn nói một câu những lời này không cần phải nói, người quyết định liền hảo, bất quá chung quy chưa nói ra tới. Kỳ thật đi, Dương mỗ nhân nội tâm vẫn là có điểm hưởng thụ bị một cái nữ thần vương như vậy bắt lấy cảm giác. Bất quá giờ phút này cũng không phải nói chuyện thời điểm, trong tầm mắt là một người rất cao bụi cỏ, lúc này hai người trong tầm mắt một người rất cao bụi cỏ đang không ngừng đong đưa chung. Ngay từ đầu là một tiểu khối địa phương, trong nháy mắt đó là thành phiến bụi cỏ đại động. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng Giao Quang đều là cả người run lên, hít hà một hơi. Lại là thấy được một đầu đầu diện mạo tựa lãng giống nhau thiên ma thú, phía sau tiếp trước từ bụi cỏ nhảy mà ra. Giống giống giống. Từng tiếng gầm rú thật đúng là giống bị lang đuổi theo giống nhau tràn ngập hoảng sợ, nhưng nhẹ nhàng mấy ngày này ma thú thoạt nhìn chính là lang. Chẳng qua thanh âm tựa hổ gầm giống nhau, nghe tới càng chấn động, từ ngoại hình thượng xem, cùng bình thường dã lang không sai biệt nhiều, hình thể thượng một đầu chân dung là ngé con giống nhau đại, một thân lông tóc ngăm đen, hai mắt đỏ đậm, trên đầu một sừng, thân có ngân bạch khắc văn lập lòe, hơi thở cũng cường đại khẩn. Giao quang sắc mặt một bên lại là lôi kéo Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhảy dựng lên, nháy mắt phi thăng tới rồi trăm mét trời cao nơi. Lúc này hắn mới tặng khẩu khí. Hổ lang thiên ma thú, thần giới bản thổ sinh linh, thuộc về trong đàn sinh linh, một cái trong đàn ít nói 20 đầu, hiện tại thoạt nhìn đều có thượng trăm đầu hổ lang thú, tam cảnh cấp bậc, đơn đầu lực lượng tầm thường nhưng quần thể lực lượng chính là thần vương cũng muốn né xa ba thước. Kỳ quái, lẽ ra bực này thiên ma thú không nhiều ít mặt khác thiên ma thú trêu chọc. Hôm nay thấy thế nào lên đều một đám như thế kinh hoàng, như là bị cái gì khả năng sinh linh xua đuổi giống nhau.
Giao quang cấp Dương Nghị Vân phổ cập khoa học một phen, đôi mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới nhìn lại. Giờ phút này lại là phía dưới hổ lang thú nhảy hướng qua vừa rồi hai người sở lập nơi, nơi đi qua, cỏ dại cây cối vỡ thành bột phấn. Mà đồng thời bên kia lại là băng phong thần vương mang theo trăm tên thần quân cũng nhảy dựng lên tới rồi giữa không trung. Hai bên lẫn nhau thấy được đối phương. Chi! Trước hết thét dài thanh lần thứ hai vang lên. Nguyên bản phải hướng hai người xông tới băng phong thần vương, tựa hồ ở ngay lúc này cũng phát hiện không thích hợp, ngừng ở tại chỗ không dám động. Hai bên ở trời cao đều nhìn về phía dưới nơi, hoặc là nói là nhìn về phía kinh hoàng mà chạy hổ lang thú sau lãng. Đại gia nhưng đều tò mò đến tột cùng có cái dạng nào tồn tại, cư nhiên làm một đám thượng trăm quần thể hổ lang thú kinh hoàng thất thố chạy trốn. Theo tầm mắt nhìn lại, ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là nhìn không được thiếu chút nữa cười lên tiếng. Nguyên bản còn khẩn trương sẽ là cái gì lợi hại sinh linh, lại là chỉ chớp mắt một đầu tuyết trắng con thỏ nhảy nhót ra tới. Chỉ là, này con thỏ lại là ánh mắt đầu tiên nhìn lại liền cho người ta một loại không giống người thường cảm giác. Ngoại hình thượng nhìn lại, đệ nhất là đại, ân, vẫn luôn dài rộng, hoặc là nói vô cùng mạnh mẽ đại bạch thỏ tử. So với tầm thường con thỏ lớn gấp đôi, có thành niên thổ cẩu giống nhau đại. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, vẫn là một con thỏ mà thôi. Đại bạch thỏ. Chẳng qua hai mắt ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bày biện ra bất đồng nhan sắc, ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt, lại có cho người ta một loại vô cùng yêu dị cảm giác. Bất quá Dương Nghị Vân lại là nhìn đến này chỉ đại bạch thỏ đôi mắt thời điểm, trong lòng mạc danh nhảy một chút, bởi vì hắn cảm giác chính mình cánh tay trái ở nóng lên. Chuẩn xác mà nói là trên cánh tay trái càn khôn hồ đồ án giờ phút này có phản ứng ở nóng lên. Này quả thực là khai thiên tích địa lần đầu, đây là lần đầu tiên, càn khôn hồ ở một đầu yêu thú hoặc là nói là thần thú thiên ma thú gì đó, dù sao là thú loại xuất hiện thời điểm có phản ứng biến hóa. Có chút kỳ quái. Không nghĩ ra. Vốn dĩ muốn cười thời điểm, hắn cho rằng chính là một con tầm thường con thỏ, bởi vì không có từ này chỉ đại bạch thỏ trên người cảm nhận được chút nào hơi thở, cơ hồ chính là một con tầm thường dã thú cái loại này cấp bậc, đương nhiên thần giới đều không phải là mỗi một cái sinh linh đều là thần linh, cũng là có tầm thường sinh linh tồn tại. Mà khi càn khôn hồ có cực nóng cảm ứng lúc sau, Dương Nghị Vân liền biết này tuyệt đối không phải là một con đơn giản con thỏ. Hắn nhìn thoáng qua giao quang. Giờ phút này giao quang cũng là vẻ mặt mộng bức bộ dáng, thoạt nhìn cùng hắn giống nhau ý tưởng. Giao quang cô nương nhưng nhận được đây là cái gì dị thú? Dương Nghị Vân vẫn là thử thăm dò hỏi một câu. Thoạt nhìn chính là một con tầm thường con thỏ, nhưng... Không nên, một con tầm thường con thỏ có thể đuổi đi thượng trăm đầu tam cảnh cấp bậc hổ lang đàn hoảng sợ chạy như điên. Thần vương đều làm không được điểm này, này con thỏ có vấn đề hoặc là nói chân chính cường đại tồn tại còn không có ra tới. Giao quang cũng có chút hồ đồ. Hai người nói chuyện hết sức, phía dưới đại bạch thỏ xác thật nhảy nhót ngừng lại, vừa lúc ngừng ở tới Dương Nghị Vân cùng giao quang còn có băng phong thần vương trung ương vị trí, ngồi xổm đứng lên, lại là nhìn quét phía chân trời liếc mắt một cái. Con thỏ này liếc mắt một cái, Dương Nghị Vân xem đến rõ ràng, là một loại vương chi coi rẻ ánh mắt, bất quá. Đương con thỏ ánh mắt nhìn quét mà đến, dừng ở trên người hắn thời điểm, lại là tạm dừng một chút, lộ ra một chút nghi hoặc. Tựa hồ lâm vào nào đó căng chết chung. Mà liền vào giờ phút này, lại là một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó một đạo cột sáng bỗng nhiên bay về phía như là tự hỏi vấn đề con thỏ mà đi. Tiểu tâm, Dương Nghị Vân cũng không biết vì cái gì, phát hiện một màn này sau, lại là nhịn không được buột miệng thốt ra, đối với phía dưới con thỏ hô một tiếng cẩn thận. Cũng không biết con thỏ có thể hay không nghe hiểu hắn nói chuyện. Oanh, cột sáng từ trên trời giáng xuống. Lại là ngay sau đó bỗng nhiên đem con thỏ cấp bao phủ, cường đại thần lực dưới, con thỏ trực tiếp bị vùi lấp. Xiết qua đi. Băng phong thần vương thanh âm vang lên, vừa rồi đối con thỏ ra tay cũng là hắn. Ở băng phong thần vương trong mắt con thỏ tự nhiên cũng không có gì bất đồng, bởi vì mọi người đều không có cảm thụ này con thỏ trên người có cái gì đặc biệt, hơi thở đều không có, chính là vẫn luôn tầm thường tẩu thú. Ở ngay từ đầu băng phong thần vương cũng bị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại sau. Lại là trong lòng có chút giận dữ, hắn cư nhiên bị vẫn luôn con thỏ cấp dọa tới rồi, phất tay chi gian liền đối con thỏ phát ra một đạo thần lực công kích. Nháy mắt đem con thỏ bao phủ, ngay sau đó hạ lệnh sát hướng Dương Nghị Vân cùng giao quang, so sánh với phía dưới hổ lang thú cùng con thỏ, băng phong thần vương trong mắt chỉ có Dương Nghị Vân,
hắn nhiệm vụ chính là chủ trảo Dương Nghị Vân được đến Dương Nghị Vân trên người đồ vật trở về báo cáo kết quả công tác. Dương Nghị Vân trong lòng còn có chút tiếc hận kia con thỏ, cứ như vậy bị băng phong thần vương cấp giết, đáng tiếc lúc này hắn không rảnh lo mặt khác, trước mắt hắn cùng Giao Quang muốn đối mặt băng phong thần vương cùng hắn thủ hạ trăm tên thần quân công kích. Ngươi nghe, chờ một lát nghĩ cách trốn, có thể trốn rất xa, để ta ở lại cản hắn nhóm, nhưng cũng thoát không được quá nhiều thời gian, hết thảy xem tạo hóa đi. Giao Quang chua xót nói. Dương Nghị Vân trong lòng một tắc, muốn nói cái gì, lại chung quy không mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không một mình đào tẩu. Còn không phải là vừa chết sao? Vậy đến đây đi, muốn chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Đây là Dương Mỗ Nhân giờ phút này ý tưởng. Bọn họ hai cái huyền phù ở không trung, lúc này là không tính toán ở chạy, bởi vì thần vương cấp bậc truy kích, cũng chạy không được rất xa. Hai bên khoảng cách ở kéo gần. Nhưng lại là ai cũng không có lưu ý đến, ở bọn họ trên đỉnh đầu không, ở bọn họ bốn phía nơi, có tảng lớn mây đen ở ngưng tụ. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân cảm giác trong lòng có chút áp lực, bỗng nhiên chi gian cảm thấy tựa hồ không trung ánh sáng ảm đạm xuống dưới, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Lại là phát hiện đỉnh đầu phía trên mây đen che trời. Giao Quang không thích hợp, đi xuống, đi mặt đất, mau. Bản năng Dương Nghị Vân cảm giác đỉnh đầu mây đen thực khủng bố, có một loại năm đó độ cửu cửu thiên kiếp ảo giác, nói chuyện chung nắm lên Giao Quang tay, vận chuyển hắc ám chiến giáp đến mức tận cùng, lại là bỗng nhiên hướng về phía dưới mà đi. Mà lúc này băng phong thần vương khoảng cách bọn họ không đủ 60 mét, đã đối bọn họ hai cái phát động công kích. Nhưng ở cùng thời gian, phía chân trời phía trên bỗng nhiên ầm 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 tạc nứt, toàn bộ phía chân trời đều bộc phát ra chói mắt vô cùng màu tím quang mang, là màu tím tia chớp, chân chính lôi đình vạn quân, toàn bộ thiên địa đều là lôi đình mưa to mà buông xuống. Dương Nghị Vân cứ việc phản ứng mau, lôi kéo Giao Quang nhanh chóng tránh né hướng về mặt đất mà đi, nhưng như cũ ở sắp rơi xuống đi thời điểm, bị vô số lôi đình cấp bổ vào trên người, hắn cùng Giao Quang đều mở ra phòng ngự. Thậm chí còn hắn đều đem bẩm sinh bát quái đồ triệu hoán ra tới ngăn cản vạn quân lôi đình, nhưng lại là như cũng bị vô số lôi đình nháy mắt phá khai rồi phòng ngự. Giao Quang cứ việc là thần vương, lẽ ra phòng ngự so với hắn cường đại, nhưng ở Dương Nghị Vân trong mắt, Giao Quang trên người thần quang cũng ở lôi đình thêm thân thời điểm, nháy mắt cáo phá. Dư quang chung hắn cũng thấy được mấy chục mét ở ngoài băng phong thần vương cùng hắn thủ hạ trăm tên thần quân ở lôi đình thế giới phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Một đám trên người bốc khói, lại là tin tức mà xuống. Nhất thống khoái chính là Dương Nghị Vân nhìn đến băng phong thần vương thảm hại hơn, ở Dương Nghị Vân dư quang nhìn thấy băng phong thần vương trực tiếp bị một cái thùng nước thô tráng lôi long cấp quấn quanh trong người, toàn bộ thân thể trực tiếp tạc nứt. Dương Nghị Vân ở trong lòng thống khoái đồng thời, lại là chính mình cũng cười thảm, hắn lôi kéo Giao Quang tay, hai người phòng ngự bị vô số lôi đình chi lực phá vỡ lúc sau, bị lôi đình ra rừng ở thân, cả người đều cảm giác muốn tiêu tán. Mỗi một khắc rơi xuống hết sức, Dương Nghị Vân khóe mắt thấy được một con thỏ. Đúng là kia chỉ đại bạch thỏ, không có bị băng phong thần vương một kích đánh chết, ngược lại toàn thân tuyết trắng con thỏ, lúc này hai tròng mắt ngũ quang thập sắc toàn thân có tím lôi ở bừng tỉnh, dựng thẳng lên thân mình, ngẩng đầu nhìn trời. Thấy như vậy một màn Dương Nghị Vân có điều hiểu ra, nhưng lại là ở nháy mắt bị lôi đỉnh cắn nuốt, mất đi ý thức. Chạm vào. Cuối cùng lại là Dương Nghị Vân cùng Giao Quang rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang, hai người như cũ tay nắm tay, không buông ra, nhưng đều mất đi ý thức, sở bất đồng chính là, Dương Mỗ Nhân lôi kéo Giao Quang tay trái cánh tay, giờ phút này tản ra lấp lánh kim quang, từ nơi xa xem, lại là một cái kim sắc màn hào quang bao phủ hai người. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Nghị Vân từ một trận đau đớn trung tỉnh lại. Ngay sau đó nhìn đến cũng đúng vậy một con lông xù xù chộp vào chụp đánh hắn đầu. Hơn nữa còn nghe được nói chuyện thanh. Uy uy uy, đừng ngủ, tỉnh tỉnh. Dương Nghị Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, đằng một chút đứng dậy. Bên người Giao Quang nằm, nhìn qua còn ở hôn mê chung, trước mắt là kia chỉ đại bạch thỏ. Nói thật lúc này Dương Nghị Vân vẫn là có chút mộng bức trạng thái, đầu óc còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Mà đại bạch thỏ lại một lần mở miệng nói chuyện nói, yên tâm nàng không chết, chỉ là ngất đi rồi mà thôi. Dương Nghị Vân cái này bừng tỉnh lại đây, bỗng nhiên nhìn về phía đại bạch thỏ, một chút thanh tỉnh, hắn lúc này mới phát hiện đại bạch thỏ trong người trước, trọng điểm là này con thỏ có thể nói, lại lần nữa phía trước ở hắn xem ra con thỏ là thiên ma thú. Là sẽ không nói. Nhưng hiện tại con thỏ nói chuyện, thực rõ ràng con thỏ ở đối hắn nói chuyện.
Từ Dễ Ngàn Hành nơi nào hiểu biết quá, thần giới thiên ma thú là sẽ không nói, ra đời với trước kỷ nguyên hơn 1.000 vạn năm sinh vật, kỳ thật là bị nửa ma hóa yêu thú, rất khó tiến hóa, cũng không thể miệng phun nhân ngôn, muốn tiến hóa yêu cầu các loại điều kiện mới được, dù sao rất khó rất khó. Một loại khác chính là thần thú, không có ở trước kỷ nguyên bị ma hóa tồn tại, huyết mạch cao, cũng có thể tiến hóa, có thể nói là yêu tu nhất tộc, nhưng là thần thú ở thần giới cũng không nhiều ít tồn tại, rất ít. Ở thần giới hiện tại là thiên ma thú chiếm đa số. Trước mắt đại bạch thỏ, miệng phun nhân ngôn, tất nhiên không phải thiên ma thú mà là thần thú, chỉ là Dương Nghị Vân trước nay không nghe nói qua, con thỏ còn có thể trở thành thần thú, đương nhiên đây là thần giới, hết thảy đều là có khả năng. Tư duy dần dần rõ ràng lúc sau Dương Nghị Vân chậm rãi hoài tưởng một chút phía trước đã phát sinh một màn, lại là có chút trong lòng chiều chiều lên. Hắn giờ phút này không biết là nên may mắn hay là nên bi ai. Bởi vì phía trước đầy trời buông xuống lôi thiên, thậm chí có thể nói toàn bộ thế giới đều là lôi đình chi lực, quả thực là có tính chất hủy diệt lôi đình chi lực, cho hắn một loại năm đó còn ở người tu chân thời điểm độ cửu cửu thiên kiếp áp lực cùng khủng bố. Bất quá chỗ tốt là, hắn ở hôn mê phía trước lại là nhìn đến, cường đại như băng phong thần vương cư nhiên cũng ở ngay lập tức chi gian bị lôi đình chi lực cấp phá hủy, trực tiếp tạc nứt thành dập nát, đương nhiên hắn lúc ấy nhìn đến tình huống là, so sánh với những người khác, băng phong thần vương là bị một đạo thùng nước thô tráng lôi đình trực tiếp quấn thân cấp hủy diệt, đến nỗi băng phong thần vương phía sau kia trăm tên thần quân liền càng là không có thể tránh thoát cường hãn lôi đình chi lực. Có một cái tính một cái, có chút là trực tiếp bị lôi đình chém thành cho tàn, có chút trực tiếp từ trên cao rơi xuống đi xuống, dù sao hiện tại xem đều không có một cái sống sót. Đương nhiên hắn cùng Giao Quang lại là liệt ngoại. Lẽ ra bọn họ hai cái cũng nên sẽ chết, nhưng lại là hiện tại tồn tại. Hơn nữa Dương Nghị Vân giờ phút này cảm giác trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì không bình thường, trạng thái là thực tốt. Trừ bỏ Giao Quang không có tỉnh lại ở ngoài, mặt khác hết thảy đều hảo. Dương Nghị Vân phía trước nhớ rất rõ ràng hắn chính là đem hắc ám chiến giáp cùng bẩm sinh bát quái đồ đều thúc dục lên, kết quả ở vô số lôi đỉnh dưới, như cũng ngay lập tức chi gian phá hắn hai tầng phòng ngự, ngay cả Giao Quang cái này thần vương cấp bậc phòng ngự cũng ở nháy mắt liền xong đời. Cuối cùng hai người đều bị vô tận lôi đình chi lực cấp vùi lấp ở trong đó. Như thế dưới tình huống, hiện tại còn có thể bình yên vô sự tồn tại, Dương Nghị Vân trong đầu chỉ có hai cái ý tưởng. Đệ nhất hẳn là Càn Khôn Hồ cứu hắn cùng Giao Quang. Đệ nhị là con thỏ. Hoặc là nói hai người đều có. Dù sao hiện tại còn có thể tồn tại đây là chuyện tốt, hiện tại vấn đề là trước mắt con thỏ. Này chỉ quỷ dị con thỏ rốt cuộc là cái gì địa vị? Nó muốn làm sao? Nghe con thỏ nói chuyện thanh âm là thực tang thương già nua cái loại này thanh âm, Dương Nghị Vân nhìn nó, ngây người một chút nói, ngươi, hảo đi. Đối mặt này chỉ quỷ dị con thỏ, Dương Mỗ Nhân mở miệng ngươi nửa ngày, lại là thật đúng là không biết nên nói cái gì lời nói. Hắn hiện tại hoài nghi, phía trước đầy trời lôi đình chi lực chính là này con thỏ làm ra tới. Sở dĩ như vậy tưởng, là bởi vì hắn trong lòng có ba cái điểm đáng ngờ. Thứ nhất là này con thỏ có thể xuất hiện ở yêu quang rừng rậm chỗ sâu trong bản thân liền không bình thường, hơn nữa ngay từ đầu thời điểm là thượng trăm hổ lang thiên ma thú cư nhiên kinh hoàng mà chạy, như là bị gì đó càng vì đáng sợ sinh linh đuổi theo hoặc là nói loại bỏ giống nhau, lúc sau con thỏ liền xuất hiện. Thứ hai còn lại là băng phong thần vương chủ động đối con thỏ động thủ, kết quả con thỏ cư nhiên ở băng phong thần vương một kích dưới không có chết, này bản thân liền không bình thường. Thử nghĩ một chút cái dạng gì con thỏ có thể ở một người thần vương công kích hạ mà bình yên vô sự. Thứ ba là lớn nhất điểm đáng ngờ, phía trước đầy trời lôi đình trống rỗng xuất hiện, cái này xuất hiện thời gian vừa lúc chính là ở băng phong thần vương đối con thỏ công kích lúc sau xuất hiện, càng quan trọng là như vậy nhiều lôi đình chi lực, tuy rằng nhìn đáng sợ, nhưng phần lớn ở Dương Nghị Vân trong mắt chỉ có cánh tay như vậy thôi, nhưng truyền ở băng phong thần vương trên người lôi đình trực tiếp là một cái thùng nước thô tráng lôi đình chi long. Giống như là cố ý nhằm vào băng phong thần vương giống nhau. Này đó điểm đáng ngờ đặt ở cùng nhau đã có thể không bình thường, làm Dương Nghị Vân không thể không hoài nghi, này con thỏ quỷ dị. Nếu đúng là con thỏ làm ra tới lôi đình nói, vậy thật là đáng sợ. Trăm tên thần quân cùng một người thần vương cơ hồ ở khoảnh khắc chi gian, liền hóa thành cho tàn. Nếu đây là con thỏ bút tích, kia này con thỏ nên có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa bị công kích còn có hắn cùng Giao Quang. Không nói hắn đi, Giao Quang nhưng cũng là thần vương cấp bậc cao thủ, kết quả còn không phải giống nhau không có thể tránh thoát lôi đình công kích. Hiện tại may mắn chính là,
hắn cùng Giao Quang đều còn sống, Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Cho nên giờ phút này hắn đối mặt đây là con thỏ thời điểm, tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhưng mà hắn lắp bắp một câu không nói hoàn chỉnh thời điểm, con thỏ lại là nói ra một câu, làm Dương Nghị Vân trong lòng nhảy dựng. Chỉ nghe con thỏ mở miệng phát ra tang thương thanh nói, tiểu gia hỏa Càn Khôn Hồ có phải hay không ở trên người của ngươi. Những lời này vừa ra tới, Dương Nghị Vân tức khắc mí mắt cú sốc, theo bản năng trước sau lui lại mấy bước cùng con thỏ kéo ra khoảng cách. Giờ phút này Dương Mẫu Nhân trong lòng oa lạnh oa lạnh. Đây là hắn ở thần giới lúc sau, không đúng, là từ hắn tu đạo tới nay đến nay, người đầu tiên biết Càn Khôn Hồ, hơn nữa chuẩn xác nói ra Càn Khôn Hồ người, Nga không đối là một con lão con thỏ. Đệ nhất biết đến người tự nhiên là lão nhân trời cao tà, điểm này không cần phải xen vào, bởi vì chết lão nhân bản thân liền ở Càn Khôn Hồ đãi quá. Đến nỗi những người khác cho dù là thân nhân, cũng chỉ là biết hắn có cái không gian trí bảo, nhưng cũng không biết gọi là Càn Khôn Hồ. Dương Nghị Vân trong lòng ở phát khổ, từ hắn đi vào thần giới, đã bị 33 thiên điện thiên tộc đuổi giết, lúc sau là Càn Khôn thần điện Dư Nghiệt. Người sau là tưởng từ trên người hắn đạt được Càn Khôn thần tôn trí bảo, cái này trí bảo Dương Nghị Vân nghĩ đến không hề nghi ngờ đó là Càn Khôn Hồ, nhưng đến bây giờ mới thôi, Càn Khôn Dư Nghiệt cũng không biết trên người hắn Càn Khôn thần tôn truyền thừa trí bảo là cái gì, chỉ là biết có truyền thừa trí bảo, nhưng cũng không biết là Càn Khôn Hồ. Hiện tại này chỉ lão con thỏ cư nhiên một mở miệng chính là Càn Khôn Hồ, với hắn mà nói quả thực là thạch phá kinh thiên. Làm sao bây giờ? Này con thỏ cũng muốn đoạt hắn Càn Khôn Hồ. Nếu là này chỉ lão con thỏ cướp đoạt, Dương Nghị Vân biết chính mình là không có sức phản kháng, bởi vì này con thỏ quá quỷ dị, hoặc là nói quá cường đại đến hắn đều không thể suy đoán thực lực thủ đoạn nông nỗi. Dương Nghị Vân chưa từng có quá như lúc này giống nhau kinh hoàng thất thố. Hắn không biết này chỉ lão con thỏ là như thế nào biết Càn Khôn Hồ, giờ phút này hắn chỉ lo lắng, nếu là Càn Khôn Hồ bị lão con thỏ cướp đi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nói đến cùng hắn có thể có hôm nay, hết thảy đều là Càn Khôn Hồ công lao, Càn Khôn Hồ là hắn mệnh căn tử. Nhưng không đơn giản là một kiện bản mạng chí bảo đơn giản như vậy. Nếu là lão con thỏ muốn đoạt đi trên người hắn Càn Khôn Hồ, tự nhiên cũng sẽ giết hắn. Cho rằng Càn Khôn Hồ bị hắn luyện hóa lúc sau là bản mạng chí bảo, chỉ có giết hắn lúc sau Càn Khôn Hồ mới có thể trở thành vật vô chủ, nếu không người khác lấy không đi. Hiện tại là mạng nhỏ đều khó giữ được sao? Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ những việc này, trên mặt lại là ra vẻ trấn định nói, cái gì hồ không hồ, ta trên người cái gì đều không có. A ha ha ha, mà lúc này lão con thỏ lại là cười ha ha lên. Cười to lão nhân lộ ra hai viên phá lệ đại răng cửa. Thoạt nhìn thực buồn cười cũng thực khôi hài, nhưng Dương Nghị Vân lại là một chút đều cười không nổi, trong lòng có chỉ là một chút thật lạnh thật lạnh. Hô hô! Dương Mẫu Nhân không tự chủ được thật dài bật hơi, trong lòng thầm nghĩ thôi, là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, nên tới trốn không xong, nếu này con thỏ thật muốn cướp đoạt Càn Khôn Hồ, kia cũng chỉ có thể nhận mệnh, này có lẽ là ý trời đi. Trong lòng đã ở làm nhất hư tính toán, nhưng mà không nghĩ tới. Lão con thỏ lại là tại hạ một khắc nói ra một câu làm hắn ngoài ý muốn nói tới. Tiểu gia hỏa đừng khẩn trương, thỏ ra ta nhưng không tính toán cướp đoạt trên người của ngươi Càn Khôn Hồ, chính là tưởng xác nhận một chút mà thôi, hiện tại xem ra Càn Khôn Hồ đích xác ở trên người của ngươi, cái này có thể yên tâm, Nga đúng rồi, ngươi về sau kêu ta thỏ ra. Ta đâu, cùng Càn Khôn tên kia là, xem như đồng bọn đi, cho nên ngươi không cần lo lắng thỏ ra sẽ cướp đoạt trên người của ngươi đồ vật. Tương phản về sau thỏ ra ta sẽ che chở ngươi, nói như vậy ngươi yên tâm đi. Lão nhân lời nói có điểm bá đạo. Nhưng ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai, lại là không lý do một viên treo tâm rơi xuống. Hắn không có hoài nghi lão con thỏ lời nói thật giả, bởi vì hắn nhìn lão nhân đôi mắt là thực thanh triệt, cũng không có nói dối. Đúng rồi, lúc này hắn xem lão con thỏ đôi mắt cũng không phải đỏ đậm hoặc là phía trước nhìn đến mặt khác nhan sắc, mà là bình thường màu đen, cùng người đôi mắt giống nhau như đúc. Vô cùng nhân tính hóa, cho nên thoạt nhìn cũng không có nói dối. Còn nữa nói, hắn tuy rằng không biết này chỉ lão con thỏ thực lực như thế nào, nhưng lại tuyệt đối có thể dây hắn, nếu con thỏ thật muốn cướp đoạt trên người hắn Càn Khôn Hồ, căn bản không cần tốn công cùng chính mình giải thích cái gì. Còn có chính là chấn động tin tức, không nghĩ tới lão con thỏ không chỉ có nói ra Càn Khôn Hồ, còn cùng Càn Khôn thần tôn chi gian là quan hệ bạn bè. Trọng điểm là lão con thỏ nói về sau sẽ che chở hắn.
những lời này ở thần giới vào giờ này khắc này nghe được có điểm trào lưu a. Hạnh phúc tới có điểm quá đột nhiên. Còn có câu kia, người về sau kêu ta thỏ ra, những lời này làm Dương Nghị Vân muốn cười lại không dám cười, thực bá đạo nhưng nghe có thực thân thiết, hắn có thể cảm nhận được, ở lão nhân nói lời này thời điểm, trong lòng đối hắn có rõ ràng thân cận cảm. Buổi nói chuyện tuy rằng đoạn, nhưng lại là có rất nhiều tin tức để lộ ra tới. Con thỏ cùng Càn Khôn thần tôn chi gian quan hệ tuyệt đối không xa. Này đối Dương Nghị Vân tới nói, quả thực giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau kích thích, một khắc trước hắn cảm giác sắp rơi xuống địa ngục vực sâu, giờ khắc này lại là một chút lại từ vực sâu địa ngục thẳng tắp sông lên thiên đường. Trong lòng thật sự là thay đổi rất nhanh. Chỉ có một câu hình dung, kích thích, thật kích thích. Cảm xúc thoáng bình phục một ít sau, Dương Nghị Vân hít sâu, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tuy nói lão con thỏ nói ra nói rất có hảo, rất có lợi, nhưng hắn tự nhiên không dám hoàn toàn tín nhiệm, một ít cần thiết hỏi nghi hoặc, cần thiết muốn hỏi ra tới trong lòng mới kiên định. Thỏ, thỏ ra. Phốc. Dương Mỗ Nhân đối với lão nhân hô lên cái này xưng hô, nhưng hắn lại là không có nhịn cười chàng. Thỏ ra. Hắn thật sự là không nghĩ ra, lão con thỏ có phải hay không đối chính hắn có cái gì hiểu lầm, cấp để cho người khác kêu cái này xưng hô. Hảo đi. Kỳ thật cũng không có gì. Nơi này là thần giới, không phải địa cầu, kêu thỏ ra đã kêu thỏ ra đi, dù sao lại không phải hắn. Ân, như thế nào tiểu gia hỏa có cái gì không ổn? Thỏ ra xem Dương Nghị Vân bật cười, trên đỉnh đầu một đôi đại bạch lỗ tai liền dựng thẳng lên tới. Dương Nghị Vân tự nhiên không dám ở thỏ ra trước mặt phổ cập khoa học một chút thỏ ra cái này xưng hô ở địa cầu hàm nghĩa, huống hồ nơi này là thần giới cũng không phải địa cầu. Không có không có. Thỏ ra cái này xưng hô thực khí phách, thực thân thiết, ta thực thích. Dương Nghị Vân vội vàng nói. Tiểu gia hỏa làm ngươi kêu thỏ ra tiểu tử ngươi không có hại, nói một chút đi, ngươi tên là gì, cũng cấp thỏ ra ta nói, ngươi là như thế nào được đến Càn Khôn Hồ. Hoặc là nói Càn Khôn Hồ là như thế nào lựa chọn ngươi. Thỏ ra thanh âm cùng già nua tang thương, nhưng lại đối có mị lực, tựa hồ trời sinh mang theo thiên nhiên thân cận cùng tử tính. Dương Nghị Vân vừa nghe thỏ ra nói như vậy, mày chính là vừa nhíu, rất muốn nói một câu, lão tử còn không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi được không? Muốn đường quanh co cũng là ta trước bắt đầu. Ngẫm lại sau Dương Mỗ Nhân trên mặt xuất hiện mỉm cười nói, thỏ ra ta kêu Dương Nghị Vân, là từ hạ giới một cái kêu địa cầu địa phương phi thăng mà đến, từ lúc bắt đầu chính là một cái bình thường phàm nhân mà thôi. Nói như vậy một câu, xem như đơn giản giới thiệu chính mình, chỉ là về Càn Khôn Hồ sự. Hắn không hề có điều nói, ít nhất ở hắn đã không có giải thỏ ra phía trước là sẽ không nói. Dừng một chút không chờ thỏ ra mở miệng, Dương Nghị Vân tiếp tục nói, xin hỏi thỏ ra cùng Càn Khôn Hồ chủ nhân, Nga không đúng, hẳn là Càn Khôn thần tôn chi gian. Câu nói kế tiếp Dương Nghị Vân không có nói xong, nhưng ý tứ cùng rõ ràng, chính là ở nói cho thỏ ra, ngài lão muốn cho ta tín nhiệm ngươi, có phải hay không hẳn là cho ta nhiều lời điểm ngươi cùng Càn Khôn thần tôn chi gian sự tình. Ha ha. Tiểu tử ngươi lại là khôn khéo, muốn biết ta cùng Càn Khôn thần tôn chi gian sự, trực tiếp hỏi chính là, quanh co lòng vòng, bà mụ mụ, hành, thỏ ra ta liền cho ngươi tiểu tử nhiều lời điểm, thỏ ra minh bạch nếu là không cho tiểu tử ngươi nói rõ ràng, ngươi trong lòng là sẽ không ta hoàn toàn tín nhiệm thỏ ra. Thỏ ra cười ha hả nói chuyện, lại là trong giọng nói vô cùng bằng phẳng, một ngụm liền nói phá Dương Nghị Vân trong lòng về điểm này tiểu tâm tư. Cái này làm cho Dương Nghị Vân rất là xấu hổ. Chỉ là cười cười, thỏ ra rộng thoáng, nhưng vẫn là thỉnh thứ lỗi, ta này một đường đi tới, ngài là không biết có gian nan, từ đến thần giới lúc sau, liền vẫn luôn bị người đuổi giết, tâm tư khó tránh khỏi trọng điểm, ngài lão thứ lỗi. Bị người đuổi giết, thỏ ra nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, tự nói một tiếng, tức khắc mày chính là vừa nhíu, bất quá ngay sau đó lại giãn ra nói thôi, người ta chi gian trước thành lập tín nhiệm lại nói. Mặt khác tiểu tử ngươi quay đầu lại một chút nói cho ta, thỏ ra nhưng thật ra muốn nghe xem ai ở đuổi giết ngươi. Kỳ thật thỏ ra là Càn Khôn chiến đấu thần thú, là làm bạn hắn thời gian dài nhất thần thú, đáng tiếc chung quy là không có làm bạn hắn đi đến cuối cùng. Thỏ ra nói tới đây thời điểm, tạm dừng một chút hỏi Dương Nghị Vân nói, về Càn Khôn thần tôn hợp đạo việc, ngươi hay không biết. Dương Nghị Vân gật đầu nói, mới tới thần giới thời điểm nghe Phục Hy thần hoàng nói qua, biết một ít. Điểm này Dương Nghị Vân không có giấu giếm, nói thẳng ra tới, bởi vì hiện tại xem ra thỏ ra là cái thần thông quảng đại con thỏ, là Càn Khôn thần tôn chiến đấu thần thú, tầng này thân phận nhưng không đơn giản. Nguyên lai chính là Phục Hy nói cho ngươi,
còn tính hắn có lương tâm, Phục Hy cũng coi như là Càn Khôn Thần Tôn hợp đạo được lợi giả. Năm đó đại chiến, Càn Khôn Thần Tôn nếu là không mạnh mẽ hợp đạo, Phục Hy đám người cũng thành không được cường giả. Nếu ngươi biết Càn Khôn Thần Tôn hợp đạo việc, kia cũng chính là biết thiên tộc cùng phi thăng giả một mạch sự tình, những việc này liền không nói, tiểu tử Thỏ Gia chỉ nói cho ngươi một ít có thể làm ngươi tín nhiệm Thỏ Gia. Càn Khôn Thần Tôn hợp đạo lúc sau, Thỏ Gia ta liền ngủ say, thần tôn năm đó chỉ nói với ta một câu, chờ ngươi thức tỉnh là lúc, chính là hắn truyền nhân bước lên thần giới là lúc, đến lúc đó khiến cho Thỏ Gia đi theo ngươi, che chở ngươi, bởi vì ngươi xuất hiện tất nhiên sẽ làm thần giới nào đó nhân tâm bất an. Có thể nói như thế, tiểu tử ngươi từ nào đó ý nghĩa đi lên nói chính là Thỏ Gia thiếu chủ, duy nhất thiếu chủ, Càn Khôn Thần Tôn là vĩnh viễn hợp đạo tiêu tán, là bị đế tôn cái kia lão vương bát đản sống sờ sờ bức tử, cho nên tiểu tử ngươi nhớ kỹ, tương lai thực lực cường đại chính là ngươi, liền đem đế tôn cấp làm chết, cấp Càn Khôn Thần Tôn báo thù.